Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 141. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Lão giả mỉm cười. Vì luyện chế một kiện bảo bối cường đại. Nói xong, hắn chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Vừa rồi sở dĩ nói nhảm với ngươi, là vì linh hồn lão phu mới thức tỉnh, còn không có triệt để cùng hồn bia tách ra, khi đó, nếu như ngươi trốn, lão phu khả năng thật đúng là hết cách với ngươi. Nhưng bây giờ, hắc hắc, Dương Diệp cũng không có trốn, mà hai mắt chậm rãi đóng lại, một bộ ta nhận mệnh. Lão giả đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang bắn về phía Dương Diệp, lập tức đi vào mi tâm Dương Diệp. Nhưng lúc này, Dương Diệp mở mắt. Trong hồng mông tháp, linh hồn của lão giả không có tiến vào trong óc của Dương Diệp, mà trực tiếp bị hồng mông tháp kéo đến trong tháp. Khi tiến vào hồng mông tháp, lão giả ngây dại. Đây là... Lão giả nhìn bốn phía, có chút mờ mịt. Trực tiếp giết. Lúc này, thanh âm của Dương Diệp vang lên. Sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng trấn áp tới lão giả kia. Lão giả kia giống như nghĩ đến cái gì, hai mắt trợn lên, kinh hãi nói. Đây là đạo gia chí bảo. Nói xong, tay phải vung lên, một đạo hồng mang hiện ra, trong chốc lát, một lá cờ màu đỏ xuất hiện. Trong nháy mắt, toàn bộ chân trời huyết hồng, giống như bị máu tươi xâm nhiễm qua. Lúc này, lão giả đột nhiên thoáng hiện ở trên không, hai tay kết ấn, chỉ nháy mắt, lá cờ rung động kịch liệt, cùng lúc đó, một đạo bóng đen từ trong đó hiện ra. Nếu như tốc độ thả chậm sẽ phát hiện, những hắc ảnh kia, toàn bộ đều là linh hồn thể. Cả đám linh hồn thể tràn đầy oán khí. Mà số lượng, ít nhất mấy trăm ngàn. Trong lúc nhất thời, trong hồng mông tháp bị những linh hồn thể này bao trùm. Không chung, lão giả dữ tợn nói. Đạo gia chí bảo thì như thế nào? Phá thế giới này này cho ta. Cả thế giới ở dưới linh hồn thể trùng kích, đã biến thành hư ảo. Phía dưới, bên cạnh Hậu Khanh, Tiểu Bạch mở to mắt, có chút hơi sợ. Bên ngoài, Dương Diệp cau mày, hắn thật không ngờ lão giả này lợi hại như vậy. Hồng mông tháp có thể gánh được sao? Ngay lúc này, một tiểu tháp hư ảo đột nhiên xuất hiện ở trên không trung. Nhìn thấy tiểu tháp, trong mắt lão giả ma bào kia tràn đầy vẻ hưng phấn, đương nhiên còn có kiêng kỵ. Thu nó cho ta. Lúc này, lão giả áo xám đột nhiên gầm thét, trong thanh âm mang theo vẻ điên cuồng. Trong chốc lát, vô số hắc quang điên cuồng lao về phía tiểu tháp. Xa xa, tiểu tháp đột nhiên rung động, rất nhanh. Một cỗ tử mang từ trong đó bắn nhanh ra. Xuy 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 xuy. Trong nháy mắt, toàn bộ hắc ảnh lập biến mất tức vô ảnh vô tung. Nhìn thấy một màn này, lão giả áo xám kia ngây ngẩn cả người. Nhưng lúc này, tiểu tháp đột nhiên đi tới đỉnh đầu của lão giả áo xám. Lão giả áo xám kinh hãi, hắn vội vàng nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu hữu, lão phu nhận thua, lão phu nguyện ý. Lúc này, trong hồng mông tháp bắn ra một đạo tử mang. Trong nháy mắt, lão giả áo xám hóa thành hư vô. Sau khi giết chết lão giả áo xám, tiểu tháp đi tới trước mặt Tiểu Bạch, nhẹ nhàng cọ cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó hóa thành một vệt kim quang biến mất. Trong tràng, Dương Diệp và Hậu Khanh hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này quá tự tin. Hậu Khanh lắc đầu. Dương Diệp nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn rơi vào trên lá cờ. Đây là vật gì? Nói xong, tay phải hắn khẽ vẫy, lá cờ lập tức rơi vào trong tay hắn. Trong nháy mắt, mùi máu tươi gay mũi cùng lệ khí đập vào mặt. Do dự một chút, thần sắc của Dương Diệp quét qua, hắn lại càng hoảng sợ. Lá cờ này tự thành không gian, trong đó linh hồn thể ít nhất hơn triệu. Hơn triệu. Hơn nữa mỗi một linh hồn thể đều không yếu. Khó trách lão giả kia dám liều chết đánh cuộc với hồng mông tháp. Muốn gom nhiều linh hồn thể cường đại như vậy, ít nhất phải tàn sát trăm tòa thành A. Dương Diệp kiểm tra một hồi, phát hiện những linh hồn thể này, thần trí đã không bình thường, hiển nhiên là bị lão giả kia dùng phương pháp đặc thù luyện hóa. Trăm vạn sinh linh, cứ như vậy trọn đời không cách nào siêu sinh. Dương Diệp trầm mặc, tuy hắn cũng giết người như ngoé, nhưng cũng phân tình huống. Mà lão giả trước mắt này, loại cách làm này, xác thực ngoan độc, quá độc. Người định làm gì? Lúc này Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp cười nhẹ. Đương nhiên là giữ lại. Thứ này, uy lực hắn là nhìn thấy. Đây chính là ép bản thể hồng mông tháp xuất hiện.
có thể làm cho bản thể của Hồng Mông Tháp xuất hiện, cái này đã đủ để chứng minh hết thảy. Át chủ bài. Dương Diệp thu lá cờ vào, hiện tại hắn lại thêm một át chủ bài. Thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể bảo vệ tính mạng. Không có lãng phí thời gian, Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp, hắn nhìn lướt qua bốn phía, đang định ly khai, đúng lúc này, đột nhiên hắn nhìn về phía bên phải, chỗ đó có một giọng nói sâu kín truyền đến. Không nghĩ đến gặp được ngươi ở nơi này. Thanh âm có chút quen thuộc. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỗ đó, một nữ tử đang chậm rãi đi về phía hắn. Đi chân trần, một bộ quần đỏ. Nữ tử này, Dương Diệp nhận thức, đúng là nữ tử váy đỏ ban đầu ở hạ giới Tu Du Sơn. Tu Tà Giả. Hắn cùng với nữ tử váy đỏ này lúc trước cùng một chỗ đi vào đại thế giới, bất quá sau khi đi vào đại thế giới thì chưa từng gặp qua nữ tử váy đỏ này, hắn không nghĩ tới, vậy mà sẽ ở đây gặp được nữ tử váy đỏ. Lúc này, nữ tử váy đỏ kia chạy tới trước mặt hắn. Người biến hóa rất lớn, nữ tử váy đỏ nói. Dương Diệp đánh giá nữ tử váy đỏ. Ngươi không phải cũng vậy sao? Ngươi làm sao sẽ tới nơi đây? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy đỏ nói. Tới tìm một người. Tìm người. Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy đỏ khẽ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Nếu như ta không đoán sai, hắn hẳn đã gặp ngươi. Lão giả áo xám. Dương Diệp biết nữ tử váy đỏ này nói tới ai rồi. Lúc này, nữ tử váy đỏ lại nói. Người này là đại đệ tử của tà tổ, thừa dịp tà tổ không chú ý, trộm âm hồn kỳ của tà tổ ra ngoài, sau đó chạy tới chỗ này. Ta nhiều lần điều tra, tra được hắn đến nơi đây. Dương Diệp trầm mặc, không nói gì. Nữ tử váy đỏ lại nói. Vật kia, đã rơi vào trong tay ngươi. Vật gì? Dương Diệp nhìn về phía nữ tử váy đỏ, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Nữ tử váy đỏ nhìn Dương Diệp, lạnh nhạt nói. Cần như vậy sao? Dương Diệp giang tay ra. Ta thật không biết ngươi nói là thứ gì. Đó là của tà tông ta. Nữ tử váy đỏ nói. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta không biết rõ ngươi nói cái gì. Nữ tử váy đỏ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu, đột nhiên ngón tay nàng đưa ra. Lúc này Dương Diệp đột nhiên rút kiếm. Thoáng qua, hai người đã cách xa nhau ngàn trượng. Xa xa. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử váy đỏ. Ta không nghĩ tới cùng tà tông các ngươi là địch. Nữ tử váy đỏ nói. Vậy giao nó ra đây. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Dựa vào cái gì? Nữ tử váy đỏ không có nói chuyện, nàng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, chỉ nháy mắt, mấy chục đạo hồng mang bao phủ Dương Diệp lại. O-O-O-N-G. Lúc này, tiếng kiếm minh vang vọng lên, thoáng qua. Những hồng mang kia bị đạo kiếm quang này xé tan thành phấn, nhưng một cái tay trực tiếp khắc ở trước ngực Dương Diệp. Bành! Dương Diệp bị một chưởng này chấn đến hơn trăm chưởng. Hắn vừa dừng lại, nữ tử váy đỏ kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, nữ tử váy đỏ cũng không có ra tay, chân phải nàng đạp nhẹ. Ầm! Một cỗ hồng mang cuồn cuộn quét ra, trực tiếp chấn Dương Diệp liên tục lùi lại. Nhưng đúng lúc này, trong tràng đột nhiên xuất hiện từng đạo tàn ảnh của Dương Diệp. Tàn ảnh trải rộng. Suy 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 suy. Thời điểm tàn ảnh xuất hiện, trong tràng vang lên thanh âm không gian xé rách. Ảnh kiếm sát. Đối mặt nữ tử váy đỏ này, Dương Diệp không dám khinh thường, vị này, là lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu năm. Ba hơi sau, Dương Diệp cùng nữ tử váy đỏ cách xa nhau ngàn trượng. Hai người từ mặt ngoài đến xem, đều rất tốt. Xa xa, nữ tử váy đỏ quan sát Dương Diệp một chút. Không nghĩ tới, ngươi phát triển đến loại trình độ này. Dương Diệp nhún vai. Ta cũng không nghĩ đến. Nếu như còn có ngươi ra tay, chúng ta hôm nay liền không chết không thôi à. Hắn không muốn cùng tà tông là địch, cũng không muốn cùng nữ nhân thần bí này là địch. Nhưng Dương Diệp hắn kiên nhẫn là có hạn. Xa xa, nữ tử váy đỏ kia nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Vật kia ở trong tay ngươi, sẽ để cho ngươi có thật nhiều phiền toái. Dương Diệp nhìn nữ tử. Người của tà tông ngươi muốn giết ta, sau đó bị ta giết chết, hiện tại tà tông ngươi lại muốn tới thu chiến lợi phẩm của ta. Ta muốn nói, có phải cảm thấy ta dễ khi dễ hay không? Nói đến đây, thần sắc của Dương Diệp đã băng lạnh xuống. Nữ tử váy đỏ khẽ lắc đầu, không có nói cái gì, quay người rời đi.
Sau khi người biến mất, thanh âm đột nhiên truyền tới. Còn sẽ gặp mặt. Gặp mặt. Dương Diệp cười nhẹ, sau đó xoay người rời đi. Ly khai cổ thành, tốc độ của Dương Diệp lần nữa nhanh hơn, hắn hiện tại, cần phải mau lấy được thập nhị sát kiếm, sau đó quay về đi trợ giúp đám người A-man. Tuy cùng đám người A-man ở chung không lâu, nhưng nhóm người này coi Dương Diệp hắn là bạn. Trong núi lớn, một đạo kiếm quang bay vọt, trong lúc này Dương Diệp cùng rất nhiều đạo khí tức cường đại, cũng cùng một ít yêu thú cường đại giao thủ. Có thắng, cũng có thua, trong đó sự cường đại của một vài yêu thú, quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn, làm cho hắn không thể không rút đi. Cũng may, những yêu thú kia tốc độ không nhanh, không thể đuổi theo hắn. Sau 3 canh giờ, Dương Diệp ngừng lại. Bởi vì ở trước mặt hắn, là sa mạc nhìn không thấy đầu. Rốt cuộc ra Hắc Ngục Sơn Mạch. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua Hắc Ngục Sơn Mạch, sau đó thân hình run lên, hóa thành một đạo kiếm quang bắn đi. Căn cứ trung niên kia cho tin tức, chỉ cần xuyên qua sa mạc này, sẽ đến Binh Trung. Nhưng đúng lúc này, trong sa mạc đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, ngay sau đó, một bóng hồng phóng lên trời, trực tiếp rót vào trên người Dương Diệp. Bành, Dương Diệp bị bóng hồng bức ngừng. Sau khi Dương Diệp dừng lại, bóng hồng kia đã biến mất không thấy gì nữa. Biến mất không thấy gì nữa. Tay phải Dương Diệp chậm rãi nắm chắc kiếm trong tay, đột nhiên, không gian bên phải hắn tét ra, một bóng hồng từ trong đó bắn nhanh ra. Dương Diệp giơ kiếm chém một phát. Bành! Bóng hồng bị chấn đến hơn mấy trăm trượng. Mà giờ khắc này, Dương Diệp cũng thấy rõ bóng hồng kia. Là một con bò cạp toàn thân đỏ thẫm, hình thể lớn hơn nhân loại mấy lần. Giờ phút này, bò cạp đỏ đang gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt tràn đầy lệ khí cùng kiêng kỵ. Lúc này, con bò cạp kia đột nhiên tung người nhảy vọt, vọt về phía Dương Diệp. Dương Diệp nắm kiếm trong tay, hai mắt chậm rãi đóng lại. Thoáng qua, vô số đạo tàn ảnh lăng không xuất hiện. Hai hơi sau, Dương Diệp về tới tại chỗ, mà ở trước mặt hắn, là một con bò cạp không có đầu. Kiếm thu, Dương Diệp đang muốn ly khai, đột nhiên, hắn giống như nghĩ đến cái gì, tay phải khẽ vẫy, trong thi thể con bò cạp kia bay ra một hạt châu. Nội đan, Dương Diệp quan sát hạt châu, ngay lúc này, một cái móng vuốt nhỏ bắt được nội đan kia. Đúng là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ôm nội đan vào trong lòng, nhìn Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Được, cho ngươi. Nghe vậy, dáng tươi cười của Tiểu Bạch càng sáng lạn hơn. Rất nhanh, nàng ôm nội đan về tới trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, tiếp tục đi tới, bất quá lúc này đây hắn không có tiếp tục dùng kiếm bay. Ngự kiếm phi hành, động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng gây phiền toái. Một đường cẩn thận, tăng thêm kiếm vực ẩn nấp, Dương Diệp không có gặp được phiền toái gì. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Thời điểm cảnh đêm hàng lâm, Dương Diệp đột nhiên phát hiện không đúng. Bởi vì sa mạc dưới chân hắn đang ngọ nguậy. Phía dưới có cái gì? Dương Diệp không có ngừng lại, thân hình run lên, biến mất ở phía xa. Bên ngoài mấy ngàn trượng, Dương Diệp nhìn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa nhìn, da đầu hắn có chút tê dại. Dương Diệp lập tức quay người tăng thêm tốc độ. Sau 3 canh giờ, Dương Diệp đi ra sa mạc. Sau sa mạc là một mảnh đất chết, giống như bị đại hỏa đốt cháy qua. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, tiếp tục đi tới, rời đi không bao lâu, ở trước mặt Dương Diệp xuất hiện một tòa thành hỏng. Ở trên cửa thành có hai chữ to, Binh Thành. Binh Thành. Cuối cùng đã tới. Dương Diệp quan sát Binh Thành một chút, yên tĩnh im ắng, không có bất cứ động tĩnh gì. Dương Diệp do dự một chút, hóa thành một đạo hắc ảnh lặng lẽ lẻn vào, đúng lúc này, đại môn kia đột nhiên mở ra, ngay sau đó, một thanh cự kiếm hung ác bổ tới Dương Diệp. Bành! Dương Diệp bị bổ tới hơn mấy trăm trượng. Dương Diệp nhìn cánh tay của mình có chút run lên, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, ở cửa thành, xuất hiện một trung niên mặc kiếm giáp. Trung niên này mắt nhìn phía trước, ánh mắt có chút trống rỗng. Khôi lỗi! Dương Diệp nhìn thoáng qua tường thành, trên tường thành, không có một bóng người. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở trên thành tường, muốn đi vào trong thành, nhưng lúc này, trung niên kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, cự kiếm trong tay hung ác nện xuống. Dương Diệp lần nữa bị chấn ra ngoài thành. Lúc này đây, không chỉ cánh tay run lên, mà là toàn thân đều run lên.
lực lượng rất mạnh. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía trung niên kia, trung niên này, ít nhất là cường giả kiến đạo cảnh, hơn nữa còn không phải cường giả kiến đạo cảnh bình thường, thực lực của đối phương mạnh hơn ác lang không ít. Vừa rồi hắn cùng đối phương đối kiếm, là trực chỉ sơ hở của đối phương, nhưng chẳng biết tại sao, đối phương lại có thể vào thời điểm mấu chốt để cho sơ hở của mình biến mất. Trung niên kia cũng không có đuổi theo Dương Diệp, chỉ canh giữ ở cửa thành. Trầm mặc một lát, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu trung niên kia, sau một khắc, hai tay hắn nắm kiếm mãnh liệt bổ một phát. Lúc này đây, hắn không có sử dụng kỹ xảo, mà đơn thuần là lực lượng. Cứng đối cứng. Trung niên kia giơ tay chém một phát. Ầm. Một đạo nhân ảnh bay ra ngoài. Người này, đúng là Dương Diệp. Xa xa, Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trung niên kia, trung niên này còn mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Dương Diệp muốn xuất thủ lần nữa, nhưng lúc này, hắn giống như nghĩ đến cái gì, ngừng lại, sau đó tay phải lấy ra một ấn phù. Minh phù. Minh phù này, đúng là trung niên kia cho hắn. Cũng là biểu tượng của phù chủ sát phạt nhất mạch. Xa xa, trung niên kia chứng kiến minh phù, ngây cả người, rất nhanh, hắn chậm rãi đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó quỳ một chân trên đất. Bái kiến chủ thượng. Dương Diệp. Chủ thượng. Dương Diệp nhìn minh phù trong tay, thần sắc có chút cổ quái. Hắn chẳng qua là thử xem, nhưng không nghĩ đến, cái ấn phù này thực có tác dụng. Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Dương Diệp đi về phía trước một bước, cẩn thận quan sát trung niên, Dương Diệp phát hiện, trung niên này thật sự chỉ là một khối lỗi. Không có chủ ý thức. Một khối lỗi kiến đạo cảnh. Trầm mặc một lát, tay phải Dương Diệp vung lên, thu khối lỗi vào trong hồng mông tháp. Dương Diệp đi vào trong thành, nội thành, cảnh hoang tàn khắp nơi, vô số kiến trúc sụp đổ, không chỉ như thế, kiến trúc đen kịt, dường như bị lửa thiêu qua. Nơi đây đã từng phát sinh đại chiến. Nhìn lướt qua bốn phía, nội thành, tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hơn nữa bốn phía lộ ra một cỗ khí tức âm hàn, làm cho người ta cực kỳ không thoải mái. Thập nhị sát kiếm. Dương Diệp không có ngừng lại, đi về phía nội thành. Rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại, ở trước mặt hắn không xa, là một tòa tháp cao. Đỉnh tháp đã bị gọt sạch, chỉ còn một nửa. Mà ở vị trí trung tâm của tháp, có hai chữ to, binh chủng. Binh chủng. Cuối cùng đã tới. Thần sắc của Dương Diệp buông lỏng, không do dự, thân hình lóe lên, trực tiếp tiến vào trong tháp. Mới vừa đi vào, Dương Diệp sửng sốt. Lúc này, hắn tới một gian đại điện, trong điện ngồi xếp bằng 12 người. Trong những người này, nữ có nam có, bất quá trên người đều không có khí tức sự sống. Ở đối diện 12 người, là pho tượng một lão giả tay cầm trường kiếm. Dương Diệp nhìn 12 người, sau đó đi về phía chỗ sâu. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Ngươi chính là người tiểu sư thúc lựa chọn. Dương Diệp dừng bước, quay người, ở trước mặt hắn xuất hiện một nam tử hư ảo. Nam tử hư ảo này, đúng là nam tử ngồi xếp bằng kia huyễn hóa ra. Dương Diệp nhìn đối phương, sau đó nói. Tiểu sư thúc, là người cho ngươi binh phù. Nam tử nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đúng vậy. Nam tử trầm mặc mấy tức, sau đó nói. Có tài đức gì? Có tài đức gì? Dương Diệp cười nhẹ. Ta cũng không biết, dù sao là tiểu sư thúc ngươi cho ta. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn, ta có thể trả cho ngươi. Nam tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Thập nhị sát kiếm, kỳ thật không bằng nói là 12 hung kiếm, mỗi một chuôi kiếm, đều là vật chí hung. Năm đó ở trong sát phạt nhất mạch của binh gia ta, cũng chỉ có phù chủ mới có năng lực trấn áp chúng. 12 hung kiếm. Dương Diệp nói. Các hạ có ý tứ gì? Nam tử nói. Thực lực của ngươi bây giờ quá yếu, căn bản không có cách chấn áp 12 hung kiếm, nếu mạnh mẽ lấy bọn hắn, chỉ biết cắn trả mình. Dương Diệp nói. Ta có một điểm không rõ, lúc trước thời điểm sát phạt nhất mạch bị diệt, vì sao đối phương không lấy đi 12 hung kiếm? Bởi vì 12 hung kiếm này ở trước khi phù chủ chết đã ẩn núp. Nam tử nói. Không có binh phù của binh gia ta, trừ khi là binh tổ đích thân tới, bằng không thì ai cũng tìm không thấy chỗ của chúng. Binh phù. Dương Diệp nhìn binh phù trong tay mình, sau đó nhìn về phía nam tử kia. Hiện tại ta muốn lấy đi 12 hung kiếm. Thực lực của ngươi quá thấp. Nam tử thẳng thắn,
Dương Diệp nói. Vô sự, ta tự có cách giải quyết. Nam tử trầm mặc hồi lâu, sau đó chậm rãi trôi dạt đến trước mặt Dương Diệp. Thập nhị sát kiếm ở. Nói đến đây, bất ngờ xảy ra chuyện. Thần sắc nam tử kia đột nhiên dữ tợn, sau một khắc, nam tử trực tiếp biến mất, cùng lúc đó, một thanh kiếm chống đỡ ở mi tâm Dương Diệp. Trong chàng yên tĩnh trở lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thanh kiếm chống đỡ ở mi tâm Dương Diệp kia, toàn thân đỏ sẫm, kiếm rất nhỏ, rộng chừng một ngón tay, nhưng thật dài, so với kiếm bình thường thì dài hơn 2/3. Kiếm chống đỡ ở mi tâm của Dương Diệp, nhưng không có đâm vào. Bởi vì kiếm vực trấn áp, làm cho thanh kiếm này nhanh chóng chậm lại, đồng thời cũng trấn áp thanh kiếm này lại. Thân hình lóe lên, Dương Diệp lui về phía sau 10 trượng, sau đó vội vàng triệt hồi kiếm vực. Ở trong mắt hắn, là vẻ mặt ngưng trọng. Không dám trấn áp nhiều, trong kiếm kia ẩn chứa lực lượng quá mạnh, tiếp tục trấn áp, hắn vô cùng có khả năng bị cắn trả. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, nam tử đã không còn, thay vào đó chính là một thanh kiếm. Ngươi chính là một trong 12 hung kiếm. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Không nói gì, thanh kiếm kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, đâm thẳng mặt Dương Diệp. Kiếm kỹ. Thanh kiếm này sử dụng dĩ nhiên là một loại kiếm kỹ. Nhưng Dương Diệp biết rõ các loại kiếm kỹ cao minh trong thiên hạ, không sợ nhất chính là kiếm kỹ. Cổ tay nhẹ nhàng khẽ động. Một thanh kiếm đâm ra. Keng! Thanh kiếm kia bị chấn bay ra ngoài. Rất nhanh, thanh kiếm kia ngừng lại, đột nhiên, nó bắt đầu rung động, trong chốc lát, ở bốn phía xuất hiện gần 100 đạo khí kiếm. Sau một khắc, 100 kiếm cùng phát, trong nháy mắt đến trước mặt Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp híp lại, bước ra một bước, ở chung quanh hắn cũng xuất hiện 100 đạo kiếm khí, sau một khắc, 100 đạo kiếm khí này bắn nhanh ra. Rầm 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 rầm. Toàn bộ đại điện, kiếm khí tung hoành, những kiếm khí kia bắn tung tóe đến trên vách tường bốn phía, ở trên vách tường để lại từng vết kiếm sâu, bất quá rất nhanh, những vết tích này toàn bộ biến mất. Ba hơi sau, kiếm khí đã toàn bộ biến mất. Một người một kiếm xa xa tương đối. Dương Diệp bẻ bẻ cổ. Đến, tiếp tục đến. Nói xong, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ, mà xa xa, thanh kiếm kia cũng run lên kịch liệt, chỉ nháy mắt. Nó bắn nhanh ra như điện. Rất nhanh, một thanh kiếm màu đỏ sậm ở bốn phía Dương Diệp không ngừng lấp lóe, những nơi nó đi qua, đều để lại một vết kiếm đỏ sậm. Rất nhanh, Dương Diệp phát hiện, linh tính của phá linh kiếm trong tay mình đang dần dần biến mất. Ăn mòn, thanh kiếm trước mắt này, lại có thể ăn mòn phá linh kiếm. Dương Diệp tranh thủ thu phá linh kiếm vào, sau đó đổi thành thánh kiếm. Dương Diệp cũng không có dây dưa ồ. Trực tiếp thi triển ra ảnh kiếm sát. Hiu hiu hiu. Từng tàn ảnh trải rộng. Trong tàn ảnh, hai tay Dương Diệp nắm kiếm chém mạnh, thanh kiếm kia lật lượt rút lui. Một khắc sau, Dương Diệp ngừng lại. Ở trước mặt hắn không xa, thanh kiếm kia nhẹ nhàng trôi nổi. Dương Diệp đang muốn ra tay, đột khiên thanh kiếm kia chấn động, rất nhanh, ở bên cạnh nó, lại xuất hiện một thanh kiếm này màu xích lam. Rộng chừng hai ngón tay, toàn thân lượn lờ lưu quang trong suốt. Còn chưa kết thúc, ở bên cạnh thanh kiếm này, lại xuất hiện một thanh kiếm. Cứ như vậy, không đến một hơi, trước mặt Dương Diệp xuất hiện 11 thanh kiếm. Do thanh kiếm ám hồng sắc cầm đầu, Dương Diệp phát hiện, mỗi một chuôi kiếm đều tản ra khí tức cực kỳ hung lệ. 12 hung kiếm, nơi đây có 11 chuôi. Tay phải Dương Diệp nắm kiếm thật chặt. Như thế nào? Giao binh phù ra. Lúc này, một giọng nói vang lên. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người thanh kiếm ám hồng sắc. Giao ra binh phù, các ngươi là muốn tạo phản. Tạo phản. Trong kiếm truyền đến thanh âm dữ tợn. Chúng ta vốn là thân tự do, lại bị lão bất tử kia cưỡng ép thu thập vây khốn ở nơi này. Nhân loại đáng chết, giao ra binh phù, bằng không thì, hôm nay chúng ta liền uống cạn máu tươi của ngươi. Không hổ là hung kiếm. Dương Diệp cười nhẹ. Ta có một điểm hiếu kỳ, vì sao ngươi cần binh phù này chứ? Đây là chuyện của chúng ta. Kiếm kia gần giọng nói. Giao hay không? Giao con mẹ ngươi. Dương Diệp đột nhiên gầm thét. Chẳng phải là một thanh kiếm sao? Kiêu ngạo cái gì? Đến, tiếp tục chiến A. Nói xong, tay phải Dương Diệp vung lên, thánh kiếm bắn nhanh ra. Thanh kiếm ám hồng sắc đột nhiên rung động. Giết! Trong nháy mắt.
11 thanh kiếm bắn nhanh ra. Dương Diệp có chút hối hận vọng động như vậy. Bạo lực là không thể giải quyết vấn đề, hẳn muốn lấy đức phục người. Sở dĩ hối hận, là bởi vì hắn đánh giá thấp uy lực của 11 thanh kiếm. 11 thanh kiếm vừa động thủ, trực tiếp áp chế Dương Diệp. Bị động, vô cùng bị động, thời khắc này Dương Diệp chỉ có thể bị động bị đánh. Hoàn toàn bị áp chế, hầu như không có sức đánh trả. Ầm. Lúc này, một cỗ kim quang từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra, rất nhanh, toàn thân Dương Diệp xuất hiện một tầng kim quang. Kim thân pháp tướng. Lúc này Dương Diệp không thể không tế ra kim thân pháp tướng. Nhưng hắn phát hiện, cho dù tế ra kim thân pháp tướng, vẫn không có tác dụng. Những kiếm kia, mỗi một chuôi kiếm đều có thể đơn giản phá vỡ kim thân pháp tướng của hắn. Rất nhanh, Dương Diệp đã chật vật không chịu nổi. Kiếm vực. Dương Diệp không dám lưu thủ, trực tiếp sử dụng kiếm vực. Sau khi kiếm vực xuất hiện, 11 thanh kiếm lập tức bị trấn áp. Nhưng rất nhanh, 11 thanh kiếm bắt đầu rung động. Muốn phản kháng. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, vội vàng triệt hồi kiếm vực, sau đó nói. Ta cảm thấy, bạo lực là không thể giải quyết vấn đề, câu thông là đường tắt duy nhất giải quyết vấn đề, các ngươi thấy thế nào? Giao ra binh phù. Thanh kiếm kia gầm thét. Binh phù. Dương Diệp lấy ra binh phù, hắn nhìn thoáng qua binh phù, sau đó nhìn về phía thanh kiếm kia, hắn phát hiện, 11 thanh kiếm kia vậy mà lui về phía sau. Kiêng kỵ. Dương Diệp có thể cảm giác được, 11 thanh kiếm rất kiêng kỵ binh phù. Suy nghĩ một chút, Dương Diệp nói. Các ngươi muốn binh phù này làm gì? Cho chúng ta. Kiếm kia gằn giọng nói. Bằng không thì, dùng máu ngươi đến tế kiếm. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một chút, sau đó nói. Ta cảm thấy, câu thông đều là vô nghĩa, chúng ta dùng bạo lực đến giải quyết vấn đề đi. Vừa nói, Dương Diệp ở trước mặt 11 thanh kiếm, chậm rãi đặt binh phù ở trước ngực mình, rất nhanh, một vệt kim quang tuôn ra, lập tức hút binh phù kia vào. Dương Diệp nhìn 11 thanh kiếm. Nó ở trong một bảo vật của ta, các ngươi dám đi vào lấy sao? Có gì không dám? Thanh kiếm kia nói xong, mang theo 11 thanh kiếm khác hóa thành một đạo kiếm quang bay vào trước ngực của Dương Diệp. Bạo lực, câu thông. Không. Lừa dối mới là vương đạo. Cứ như vậy, 11 thanh kiếm tiến vào trong cơ thể của Dương Diệp, chuẩn xác mà nói là trong hồng mông tháp. Trong hồng mông tháp, 11 thanh kiếm lơ lửng ở trong không trung. Phía dưới, Tiểu Bạch nhìn 11 thanh kiếm, con mắt nhấp nháy, cực kỳ hiếu kỳ. Hậu Khanh thì thần sắc hơi có chút ngưng trọng, bởi vì hắn nhìn ra 11 thanh kiếm kia bất phàm, lúc này, Dương Diệp cũng tiến vào trong hồng mông tháp. Dương Diệp nhìn lướt qua chân trời, sau đó nhìn về phía 11 thanh kiếm, giờ phút này, 11 thanh kiếm kia lơ lửng giữa không trung, không có bất cứ động tĩnh gì. Hiển nhiên, chúng phát hiện chỗ này có điểm gì là lạ. Một lát sau, thanh kiếm ám hồng sắc kia đột nhiên nói. Binh phù đâu? Binh phù. Dương Diệp cười nhẹ, sau đó tay phải mở ra, binh phù xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Dương Diệp nhìn chuôi kiếm màu đỏ sậm mỉm cười. Ở nơi này, tới lấy. Hiu 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 siêu, siêu. 11 đạo kiếm quang lóe lên, trong chớp mắt đã tới trước mặt Dương Diệp. Ầm. Ngay lúc này, một vệt kim quang lóe lên, 11 thanh kiếm lập tức bị trấn trở về vị trí cũ. Đó là lực lượng gì? Thanh kiếm ám hồng sắc trầm giọng hỏi. Dương Diệp mỉm cười. Ngươi đoán. Lặng yên một cái chớp mắt, đột nhiên, 11 thanh kiếm xoay tròn, rất nhanh, đạo đạo kiếm quang phóng lên trời, muốn đâm rách mảnh thế giới này. O-O-O-N-G. Ngay lúc này, ở chỗ sâu trong không trung đột nhiên truyền đến thanh âm kỳ quái, ngay sau đó, một tiểu tháp xuất hiện ở chân trời. Hồng mông tháp. Bầu trời, 11 thanh kiếm cảm nhận được uy hiếp lớn lao, toàn bộ tụ lại với nhau, mũi kiếm trực chỉ hồng mông tháp. Có chút ý tứ. Xa xa, Dương Diệp khẽ nở nụ cười. Bảo vật bình thường, sau khi đi vào hồng mông tháp, cơ bản đều là lập tức nằm im. Nhưng 11 thanh kiếm không phải, không chỉ không dễ bảo, nhìn tư thế hiển nhiên là còn muốn cùng hồng mông tháp chiến một trận. Bất quá cái này cũng bình thường, này 11 thanh kiếm, dầu gì cũng là binh gia trí bảo một trong A. Không chung, hồng mông tháp cảm nhận được chiến ý của 11 thanh kiếm. Khiêu khích, lại dám khiêu khích nó.
Rất nhanh, Hồng Mông tháp run lên kịch liệt, trong chốc lát, vô số đạo kim quang ùn ùn kéo đến. Nhưng đúng lúc này, 11 thanh kiếm đột nhiên xoay tròn, rất nhanh, đạo đạo kiếm quang bắn ra. Trong chốc lát, toàn bộ chân trời đều là kim quang cùng kiếm quang. Xuy 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 xuy. Toàn bộ chân trời rung rung kịch liệt, khe hở không gian không ngừng xuất hiện, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Phía dưới, Dương Diệp cau mày. Ngay lúc này, Hồng Mông tháp rung động kịch liệt, rất nhanh, nó đón gió căng phồng lên, qua trong giây lát đã biến lớn ít nhất gấp trăm lần. Một tòa tháp màu vàng xuất hiện ở trên không trung. Rất nhanh, tòa màu vàng tháp đột nhiên rơi xuống. Ầm. 11 thanh kiếm bị trấn áp đến trên đất, không cách nào nhúc nhích. Xa xa, con người của Tiểu Bạch mở thật to, hiển nhiên nàng thật không ngờ, tòa tháp này có thể biến thành lớn như vậy. Nhìn tòa tháp lớn cách đó không xa, Dương Diệp nói khẽ. Đây là bản thể chân chính của Hồng Mông tháp sao? Ngay lúc này, Hồng Mông tháp đột nhiên khôi phục bình thường, nhưng trên người 11 thanh kiếm xuất hiện một vệt kim quang, mỗi một vệt kim quang quấn quanh lấy một chuôi kiếm. Ở dưới kim quang quấn quanh, 11 thanh kiếm bất kể rung rung như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Dương Diệp đi tới trước 11 thanh kiếm, hắn nhìn về phía Hồng Mông tháp, đang muốn nói, nhưng lúc này Hồng Mông tháp đã dần dần hư ảo. Dương Diệp, 11 thanh kiếm này bây giờ ngươi khống chế không rồi. Lúc này Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn cũng phát hiện, dùng thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có cách khống chế 11 thanh kiếm. Cưỡng ép khống chế, chỉ biết tìm đường chết. Làm sao bây giờ? Lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua 11 thanh kiếm kia, sau đó nói. Trước như vậy đi, để cho chúng trước ngoan ngoãn ở chỗ này, chờ thực lực của ta trở nên mạnh mẽ hơn lại tới lấy. Hậu Khanh khẽ gật đầu. Xác thực chỉ có thể như vậy. Dương Diệp nhìn thoáng qua chân trời, Hồng Mông tháp đã vô tung vô ảnh. Lắc đầu, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thanh kiếm ám hồng sắc. Theo ta được biết, ở chỗ này có 12 chuôi kiếm, mà giờ khắc này, chỉ có 11 chuôi, còn có một chuôi kiếm ở đâu? Nó ở chỗ sâu trong đáy tháp. Thanh kiếm ám hồng sắc kia trầm giọng nói. Vừa rồi vật kia đến tột cùng là cái gì? Vì sao có thể trấn áp linh trí của chúng ta? Trấn áp linh trí của các ngươi? Dương Diệp cau mày. Có ý tứ gì? Lúc này đây, kiếm kia không có nói chuyện. Tương đương với linh hồn của con người. Lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nói. Tháp này có thể trực tiếp trấn áp linh hồn của chúng, ngươi có thể hiểu như vậy. Dương Diệp cười nhẹ, xem ra thanh kiếm này có chút sợ Hồng Mông tháp rồi. Giống như nghĩ đến cái gì, Dương Diệp lại hỏi. Vì sao các ngươi không tự mình rời đi, còn muốn đợi ở chỗ này? Đây là chỗ mà hắn nghi hoặc, 12 chuôi kiếm vốn có thể tự mình rời đi, nhưng không có, hết lần này tới lần khác chờ đợi ở chỗ này. Không bình thường. Lúc này đây, thanh kiếm kia không có trả lời, trầm mặc không nói. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó lại hỏi. Vì sao một thanh kiếm khác ở đáy tháp? Kiếm kia đã nhập ma. Kiếm trầm giọng nói. Nhập ma. Dương Diệp cau mày. Kiếm còn có thể nhập ma. Không thể sao. Kiếm kia hỏi lại. Là nhập ma như thế nào? Dương Diệp hiếu kỳ nói. Kiếm kia trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Nó dùng thôn phệ linh hồn của con người mà sống, đặc biệt là linh hồn kiếm tu. Không chỉ như thế, còn thôn phệ kiếm linh. Thôn phệ linh hồn kiếm tu. Dương Diệp không phản bác được, kiếm này có chút ý tứ a. Làm sao mới bằng lòng thả chúng ta? Lúc này kiếm kia đột nhiên hỏi. Dương Diệp nở nụ cười. Kiếm này biến thành dễ nói chuyện như vậy, nguyên lai đánh chính là chủ ý này. Muốn đi ra ngoài. Dương Diệp cười nói. Rất đơn giản, các ngươi theo ta, có thể đi ra. Vọng tưởng. Thanh âm của kiếm kia đột nhiên dữ tợn. Nhân loại đáng chết, ngươi có tài đức gì? Để cho chúng ta thần phục ngươi. Dương Diệp nhún vai. Xem ra là không thể nói chuyện, vậy các ngươi cứ đợi ở chỗ này đi. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Sau lưng, là tiếng gầm gừ của thanh kiếm kia. Trong Hồng Mông tháp, sau khi cùng Hậu Khanh tán gẫu, Dương Diệp đi ra Hồng Mông tháp. Trong điện, ánh mắt Dương Diệp rơi ở trên người bức tượng. Người trước mắt này, hẳn là phù chủ sát phạt nhất mạch Tiền Nhiệm A. Mà người này, hiện tại đã chết.
kế thừa sát phạt nhất mạch của binh gia. Qua hồi lâu, Dương Diệp quay người rời đi. Dương Diệp cũng không có ra tháp, mà đi xuống dưới. Càng đi xuống, thần sắc của Dương Diệp dần dần ngưng trọng lên. Một loại cảm giác không tốt. Dương Diệp ngừng lại, còn muốn tiếp tục đi xuống dưới không? Một lát sau, Dương Diệp tiếp tục mở ra bước chân. Đi! Hắn đường đường kiếm tu, chẳng lẽ sẽ sợ một thanh kiếm sao? Nếu chuyển đi, chẳng phải là làm cho người ta cười đến rụng răng. Còn nữa, trong tay hắn, là có thánh kiếm danh xưng kiếm thủ. Cùng lắm thì để cho hai chuôi kiếm tự mình đánh nhau. Bước chân Dương Diệp nhanh hơn, càng đi xuống, phía dưới càng ngày càng đen kịt. Hơn nữa bốn phía lộ ra một cỗ âm lãnh thấu xương. Không biết trải qua bao lâu, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn lại trở về chỗ cũ. Đi tới đi lui, hắn lại đi về vị trí cũ. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó tiếp tục đi. Nhưng giống như lúc trước, hắn lần nữa đi về tại chỗ. Một lát sau, Dương Diệp tiếp tục đi, lúc này đây, hắn dùng kiếm vực. Ở dưới kiếm vực bao phủ, Dương Diệp phát hiện tình cảnh bốn phía đột nhiên thay đổi. Ở trước mặt hắn có từng màn sáng hư ảo, những màn sáng này là trong suốt. Đây là cái quỷ gì? Dương Diệp cau mày, một lát sau, hắn chém ra một kiếm, nhưng màn sáng trước mắt không chút sức mẻ. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, lấy ra thánh kiếm, nhưng lúc này, hắn giống như nghĩ đến cái gì, thu kiếm vào, sau đó cổ tay khẽ động, binh phù xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Sau khi binh phù xuất hiện, tình cảnh đột nhiên nhẹ run rẩy, rất nhanh, những màn sáng ở bốn phía Dương Diệp dần dần biến mất. Trong tràng khôi phục bình thường. Dương Diệp thu hồi binh phù, tiếp tục đi xuống dưới. Rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại. Rốt cuộc, ở trước mặt Dương Diệp không xa, lơ lửng một thanh kiếm toàn thân đen nhánh, thân kiếm đen kịt, nhưng mũi kiếm huyết hồng. Còn có một điểm, là trên lưỡi kiếm có ba chỗ hồng. Trừ lần đó ra, ở trên thân kiếm, quấn quanh lấy bốn khóa sắt nhỏ giống như kim xà. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, giờ phút này hắn mới phát hiện, trên vách tường bốn phía, khắp nơi đều là phù văn kỳ dị màu đỏ. Cùng lúc đó, còn có hai phù lục kỳ dị. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên hắc kiếm, thanh kiếm này được đãi ngộ thật lớn a. Dương Diệp đi về phía trước, cách thanh kiếm kia không sai biệt lắm còn có ba trượng, Dương Diệp ngừng lại. Lúc này đây, Dương Diệp thấy rõ. Ở trên chuôi kiếm, còn có hai chữ nhỏ màu đen, đoạn tội. Đoạn tội. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói. Cứu người đi ra, có thể, bất quá, có điều kiện, muốn nói chuyện không? Thanh kiếm kia không có trả lời. Dương Diệp quay người rời đi. Không chút do dự. Quay người không chút do dự. Người cao ngạo, lão tử cao ngạo hơn ngươi. Một thanh kiếm mà thôi, trong tay lão tử có tháp, còn có kiếm thủ, cái nào không tốt hơn ngươi? Chính là kiên cường. Ngay thời điểm Dương Diệp muốn biến mất ở cửa ra vào, lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên. Ta đã thấy ngươi. Thấy ta. Dương Diệp dừng bước, hắn quay người nhìn về phía thanh kiếm kia. Ngươi đang nói đùa. Gặp qua ngươi. Kiếm kia lại nói. Dương Diệp. Thấy mình. Dương Diệp đi tới trước mặt thanh kiếm kia. Nhìn cho kỹ đi. Thanh kiếm kia trầm mặc. Qua không biết bao lâu, kiếm kia lại nói. Thì ra là thế. Như thế nào? Dương Diệp hỏi, kiếm kia run rẩy, sau đó nói. Ngươi biết mình là ai không? Mình là ai? Dương Diệp cười nhẹ. Ta không biết ngươi nói cái gì. Lại nói ngươi biết ta, trong mắt của ta, ngươi hẳn khinh thường nói dối hoặc chơi hoa chiêu gì. Cho nên, có thể giải thích cho ta hay không? C. Không có ý nghĩa. Kiếm kia nói. Quá khứ là quá khứ, bây giờ là bây giờ. Nói chuyện quá khứ, đối với hiện tại mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì, không phải sao? Dương Diệp quan sát kiếm kia một chút, sau đó nói. Ngươi không giống ta nghĩ. Chúng nói ngươi đã nhập ma. Nhưng nhìn ngươi, ngươi rất thanh tỉnh. Nhập ma. Kiếm kia khẽ nở nụ cười. Chính ngươi không phải cũng đã nhập ma sao? Dương Diệp cau mày. Có ý tứ gì? Kiếm kia nói. Ngươi TTH tuần theo bản tâm, đều là ma. Dương Diệp trầm mặc. Cái gì gọi là thuận theo bản tâm? Chính là trong lòng suy nghĩ như thế nào, người làm như thế đó. Tuân theo ý tưởng chân thật nhất của nội tâm, mà loại người này,
không giả dối, không làm bộ, nhưng tuyệt đối rất điên cuồng. Lúc này, kiếm kia đột nhiên nói. Nho gia có vị thánh hiền từng nói, nhân chi sơ, tính bản thiện. Nhưng thật như vậy sao? Kỳ thật, nhân chi sơ, tính bản thiện, cũng là tính bản ác. Cái gì gọi là thiện? Cái gì gọi là ác? Trong nội tâm người nào không có ác, thiện ác vốn cùng tồn tại. Giống như ngươi, lúc ác tính hiện thì là ác nhân, nhưng thời điểm thiện chính là thiện nhân, không phải sao? Thiện ác cùng tồn tại. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc đầu. Những vật này, không có hứng thú thảo luận, ta chỉ hỏi một câu, ngươi muốn đi ra ngoài không? Kiếm kia trầm mặc. Dương Diệp cũng không nóng nảy, đứng ở một bên chờ. Qua hồi lâu, đoạn tội nói. Điều kiện gì? Nghe vậy, khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên, kiếm này hiểu chuyện. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này đoạn tội lại nói. Nếu là để cho ta thần phục ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn không có ngây thơ như vậy. Cũng không phải ta xem thường ngươi, ngươi bây giờ, còn xa xa không có năng lực để cho ta nhận chủ. Ngươi lúc trước, ta ngược lại cam nguyện đi theo, ta. Nói đến đây, đoạn tội đột nhiên ngừng lại. Ta lúc trước. Dương Diệp cau mày. Có thể nói rõ ràng một chút hay không? Kiếm kia lại trầm mặc. Được rồi. Dương Diệp nói. Chúng ta không nói những cái kia, ta nói điều kiện của ta đi. Ta không cần ngươi thần phục ta, cũng không cần ngươi nhận ta làm chủ. Ta chỉ có một yêu cầu, mỗi tháng để cho ta sử dụng 3 lượt. 3 năm, 3 năm sau, trả ngươi tự do. 3 năm. 3 năm với hắn mà nói, kỳ thật đã hoàn toàn đủ rồi. Thanh kiếm kia trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nó run rẩy nói. Ngươi làm sao cứu ta? Đã đáp ứng. Khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên, đang muốn nói, lúc này đoạn tội lại nói. Vây khốn ta, không phải khóa sắt này, mà là những phù văn trên vách tường kia. Nếu ngươi có thể phá vỡ những phù văn kia, ta có thể tự thoát khốn. Dương Diệp nhìn lướt qua 4 phía, sau đó nói. Binh phù có thể không? Ngươi là truyền nhân của hắn. Vậy đoạn tội đột nhiên nói. Truyền nhân. Dương Diệp cười nhẹ. Không phải, chẳng qua là cơ duyên xảo hợp, lấy được binh phù này. Lại nói, vì sao hắn muốn vây khốn ngươi? Hắn không phải chủ nhân của ngươi sao? Ngươi biết mạch này tại sao lại thảm bại hay không? Đoạn tội đột nhiên nói. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Đoạn tội nói. Bởi vì chúng ta. Có ý tứ gì? Dương Diệp nói. Đoạn tội nói. Bởi vì chúng ta ở thời khắc mấu chốt thí chủ. Dương Diệp. Đoạn tội nói. 11 thanh kiếm kia, cũng không phải trời sinh hung kiếm, mà chủ nhân vì để cho uy lực của chúng nó càng mạnh hơn, cứng rắn sử dụng tà pháp tế luyện chúng nó thành hung kiếm, hơn nữa lợi dụng binh phù đến khống chế chúng, binh phù vỡ, kiếm linh của những kiếm kia sẽ vỡ. Nghe thế, Dương Diệp đã minh bạch, nguyên lai những kiếm kia muốn binh phù nguyên nhân chính là cái này. Lúc này đoạn tội lại nói. Tự do, thế gian vạn vật, sinh linh nào không muốn tự do. Hắn tước đoạt tự do của chúng ta, cưỡng ép nô dịch chúng ta, thử nghĩ, chúng ta sao sẽ cam nguyện nghe hắn sai khiến. Khi hắn cùng tên kia đại chiến, thời khắc mấu chốt, chúng ta đột nhiên thí chủ, sau đó trấn áp hắn xuống đây. Giết chủ. Dương Diệp nhìn thoáng qua đoạn tội, nguyên lai tên gia hỏa này, năm đó đã giết chủ. Bất quá cái này cũng bình thường. Phù chủ của sát phạt nhất mạch không có khiến kiếm này chính thức thần phục, có loại kết cục này cũng rất bình thường. Đoạn tội nói, người có binh phù, tự nhiên có thể dễ dàng phá vỡ phù văn. Chẳng qua là, thật muốn thả ta đi ra. Bây giờ nếu ta đi ra, người tựa hồ vô lực ngăn cản. Dương Diệp nói, ta cứu ngươi, ngươi sẽ giết ta. Ngươi đoán xem. Đoạn tội hỏi lại. Dương Diệp không nói gì, hắn lấy ra binh phù, trong chốc lát. Những phù văn trên vách tường lập tức rung động, rất nhanh, những phù văn kia dần dần biến mất không thấy gì nữa. Ngay lúc này, đoạn tội đột nhiên rung động. Dương Diệp lui về sau một khoảng cách. Ầm, những khóa sắt quấn chặt lấy đoạn tội đột nhiên ầm ầm vỡ vụn. Rốt cuộc khôi phục tự do. Lúc này thanh âm của đoạn tội đột nhiên vang lên. Một bên, Dương Diệp lẳng lặng nhìn xem. Một lát sau, đoạn tội đột nhiên trôi đến trước mặt Dương Diệp. Nắm chắc ta. Dương Diệp không do dự, thò tay cầm lấy chuôi kiếm đoạn tội. Thời điểm cầm chặt đoạn tội, hai mắt Dương Diệp đột nhiên trợn lên.
Hắn cảm giác thân thể của mình có đồ vật gì đó đang lấy tốc độ cực nhanh biến mất. Nhưng đúng lúc này, Đoạn Tội đột nhiên tránh thoát tay của Dương Diệp. Mà giờ khắc này, sắc mặt của Dương Diệp đã tái nhợt. Xảy ra chuyện gì vậy? Dương Diệp hỏi. Đoạn Tội nói. Hấp hồn đoạt phách, đây là năng lực của ta. Nhưng nó không chỉ đoạt hồn phách của địch nhân, cũng sẽ đoạt hồn lách của người cầm kiếm. Nếu như ngươi nắm ta, hồn phách của ngươi sẽ dùng tốc độ cực nhanh xói mòn. Tối đa một phút đồng hồ, ngươi sẽ trở thành một người cơ trông có linh hồn. Hấp hồn đoạt phách. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Chính ngươi không cách nào khống chế. Có TK hề. Đoạn Tội nói. Vừa rồi, ta đã khống chế, nếu không thời khắc này, ngươi đã là một người chết. Dùng năng lực của ngươi bây giờ, tăng thêm khống chế ta, một tháng tối đa chỉ có thể dùng một lần, sau mỗi lần đều phải tu dưỡng linh hồn. Một tháng một lần. Dương Diệp nói. Nếu ta dùng ngươi, uy lực sẽ như thế nào? Dưới thiện cảnh, miểu sát. Đoạn Tội nói. Dưới thiện cảnh. Đồng tử Dương Diệp hơi co lại, kiếm này, có phải quá kinh khủng hay không? Do dự một chút, cổ tay Dương Diệp khẽ động, kiếm thủ xuất hiện ở trong tay Dương Diệp. Cái này. Đoạn Tội nói. Đây là kiếm thủ. Ngươi nhận ra. Trong mắt Dương Diệp mang theo một ít kinh ngạc. Đoạn Tội nói. Năm đó ở thời đại kia của chúng ta, trong chư kiếm. Có hai chuôi kiếm cực kỳ khủng bố. Nó chính là một cái trong số đó, cũng có danh xưng là kiếm thủ. Đương nhiên, nó gánh nổi hai chữ này. Hai chuôi kiếm, còn có một chuôi kiếm khác là gì? Dương Diệp hỏi. Đoạn Tội nói. Sau này có lẽ ngươi sẽ có cơ hội biết. Nói đến đây, nó dừng một chút, lại nói. Tại sao kiếm này lại ở trong tay ngươi? Ngẫu nhiên đoạt được. Dương Diệp nói. Đoạn Tội trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, kiếm linh của nó đã ngủ say. Ta biết, Dương Diệp nói. Đoạn Tội nói, ba năm sau, ta sẽ tự rời đi. Nói xong, Đoạn Tội hóa thành một đạo hắc quang bay vào mi tâm Dương Diệp. Ở mi tâm của Dương Diệp, đột nhiên xuất hiện một thanh hắc kiếm thật nhỏ. Lúc này kiếm kia lại nói, cư trú trong thức hải của ngươi ân cần săn sóc, có thể giúp ta khôi phục nhanh chóng. Ngươi bị thương. Dương Diệp hỏi. Việc nhỏ, mấy năm liền có thể khôi phục. Đoạn Tội nói. Mấy năm? Dương Diệp cười khổ, đối với kiếm mà nói, vài năm, không đúng, phải nói vài thập niên cũng là chuyện trong nháy mắt. Tại chỗ, Dương Diệp hít sâu một hơi, 12 chuôi kiếm rốt cuộc đến đông đủ. Đáng tiếc là, tạm thời không thể dùng. Dương Diệp lắc đầu, quay người biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp đã đi ra binh chủng, muốn ra khỏi thành. Đúng lúc này, ở ngoài thành đột nhiên đi tới một nam tử cầm bào. Nam tử ước chừng 27-28, mày kiếm mắt sáng, rất là anh tuấn. Ở trong tay nắm một thanh kiếm mang theo vỏ kiếm. Nhìn thấy Dương Diệp, nam tử kia nhíu mày. Từ bên trong đi ra. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Thanh niên nhìn thoáng qua binh thành, sau đó nói. Phù chủ nói, hôm nay 12 chuôi kiếm giấu ở trong binh chủng sẽ xuất thế. Nếu như ta không đoán sai, 12 chuôi kiếm kia hẳn ở trong tay ngươi rồi, đúng không? Dương Diệp cau mày. Ngươi là người binh gia. Thanh niên cười nói. Binh gia, thiên toán nhất mạch. Nói đến đây, thanh niên cười nhẹ. Phù chủ quả nhiên nói không sai, chuyến này của ta, sẽ không thuận lợi như vậy. Bất quá cũng tốt, có thể thuận tay giải quyết một dư nghiệt của sát phạt nhất mạch. Nói xong, thanh niên chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói. Ngươi nói là, phù chủ của các ngươi tính đến 12 chuôi kiếm sẽ rơi vào trong tay ta. Thanh niên cười nói. Như thế nào, thật bất ngờ, phù chủ lão nhân gia, ngoại trừ quân sư thần bí của thần tộc, ở phương diện tính toán, hắn là. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên khoát tay áo, cắt đứt lời của nam tử. Các ngươi chỉ phái một người đến. Như thế nào, không đủ sao? Thanh niên cười nói. Dương Diệp cười nhẹ, sau một khắc, tay phải hắn đột nhiên đặt ở mi tâm, rất nhanh, một thanh kiếm màu đen bị hắn chậm rãi rút ra. Sau một khắc, một ánh kiếm màu đen lóe lên. Xa xa, sắc mặt thanh niên kia đại biến, sau một khắc, vô số đạo kiếm quang từ trong cơ thể hắn bắn ra, trong nháy mắt, kiếm quang bao trùm toàn bộ chân trời. Năm hơi sau, trong tràng khôi phục bình tĩnh. Mà giờ khắc này,
Dương Diệp đã ở sau lưng thanh niên kia. Kiếm thu, Dương Diệp lạnh nhạt nói. Phù chủ của các ngươi tính giỏi như vậy, làm sao lại không tính tới kết cục của ngươi chứ? Xem ra, hắn cũng không phải giỏi như vậy. Thân thể thanh niên kia cứng đờ, trong đôi mắt lại không cái sắc thái gì. Ngươi chính là phù chủ mới của sát phạt nhất mạch. Ngay lúc này, một giọng nói ở sau lưng Dương Diệp truyền đến. Tại chỗ, hai mắt Dương Diệp híp lại, xem ra sự tình không có đơn giản như vậy. Ở trước mặt Dương Diệp, không có bất kỳ người nào. Không cần nhìn, bổn tôn của ta không ở chỗ này. Thanh âm kia đột nhiên nói. Ngươi là ai? Dương Diệp hỏi. Nếu như ngươi đoán không được, ta sẽ rất thất vọng. Người kia nói, Dương Diệp cười cười. Ngươi hẳn là phù chủ của gia hỏa vừa rồi à? Thanh âm kia nói. Minh gia lục mạch, bao gồm sát, toán, hợp, thuật, phá, thủ. Ta không phải toán mạch. Vậy ngươi là ai? Dương Diệp hỏi. Thanh âm kia nói. Sau này ngươi sẽ biết. Xin khuyên một câu, chớ khinh thường thiên toán nhất mạch. Lão gia hỏa binh tiên kia cũng không phải không tính ra kết cục của người kia, chẳng qua là, người cùng ngươi giao thủ, hắn khinh địch mà thôi. Có ý tứ gì? Dương Diệp hỏi. Ngươi xem lòng bàn tay của người nọ. Thanh âm kia nói. Dương Diệp quay đầu, ở trong lòng bàn tay người nọ, có một chữ tiên, nho nhỏ. Chân ngôn. Thanh âm kia lại nói. Minh tiên chân ngôn, nếu lúc đối phương giao thủ với ngươi, không khinh địch, trực tiếp tế ra chân ngôn, ngươi bây giờ, đã là một cỗ thi thể. Đáng tiếc, hắn thấy ngươi bất quá là minh cảnh nhị đoạn, liền chủ quan khinh địch. Đương nhiên, chẳng ai ngờ rằng, ngươi có thể dùng thực lực minh cảnh nhị đoạn, trực tiếp miểu sát một cường giả kiến đạo cảnh. Dương Diệp cười cười, kỳ thật, hắn cũng không nghĩ tới mình có thể một kiếm miểu sát một vị cường giả kiến đạo cảnh. Ở Thiên Cư Thành, hắn cùng với ác lang giao thủ, hắn lúc đó, cũng chỉ trọng thương đối phương, mà không có thể đánh chết đối phương. Nhưng lần này, hắn một kiếm liền miểu sát đối phương. Đương nhiên, này chủ yếu là bởi vì đoạn tội. Bằng không thì, dùng thực lực của hắn, xa xa không làm được. Sau này có cơ hội gặp lại. Lúc này thanh âm kia đột nhiên nói. Dương Diệp nói. Tiền bối cùng nhất mạch kia không hợp. Ha ha. Thanh âm kia cười nhẹ. Tiểu tử, ngươi đúng là một hạt giống tốt, nhưng bây giờ ngươi còn rất yếu. Rất nhiều chuyện, nói trắng ra một chút, ngươi còn chưa đủ tư cách tham dự. Đương nhiên, ta tin tưởng, ngươi rất nhanh thì có. Hy vọng có thể lại gặp mặt. Dương Diệp không có nói chuyện nữa, bởi vì đối phương đã nói quá rõ ràng. Dương Diệp lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Minh gia hiển nhiên không phải đoàn kết như vậy, bất quá cái này cùng hắn bây giờ không có quan hệ quá lớn. Hắn hiện tại ngay cả chuyện của mình còn không xử lý tốt, thật không có hứng thú để ý chuyện của Minh gia. Bách tộc đuổi giết, còn chưa kết thúc. Lắc đầu, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, sau đó thân hình run lên, biến mất ngay tại chỗ. Quay về Thiên Cư Thành. Dương Diệp đi ra binh thành, một đường ngự kiếm. Nhưng đi ngang qua sa mạc, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên biến đổi, sau đó ngừng lại. Cúi đầu nhìn lại, Dương Diệp phát hiện, trong sa mạc, một bóng hồng từ dưới đất chui lên, sau đó mau chóng bay về phía trước. Cái hướng kia, đúng là phương hướng của Thiên Cư Thành. Xảy ra chuyện gì vậy? Tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn, rất nhanh, hắn đi tới Hắc Ngục Sơn Mạch. Giờ phút này, trong Hắc Ngục Sơn Mạch, thỉnh thoảng có khí tức cường đại phóng lên trời. Sau đó chạy gấp về phía Thiên Cư Thành. Thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng lên. Xảy ra đại sự. Dương Diệp muốn tăng thêm tốc độ. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu, ở sau sa mạc đột nhiên xuất hiện một nhóm người. Người. Dương Diệp tập trung nhìn lại, ngoài mấy vạn trượng, một đoàn người đang dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía bên này. Ước chừng có mấy ngàn người. Những thứ này là cái quỷ gì? Dương Diệp nhíu mày. Mấy tức sau. Thân hình Dương Diệp lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Mau chóng chạy về Thiên Cư Thành. Tốc độ Dương Diệp nhanh hơn, chân trời, kiếm quang nhanh như tên bắn, đưa tới một ít yêu thú cường đại, rất nhanh, có yêu thú bay thẳng đến Dương Diệp. Vọt tới là một quái vật hình thể khổng lồ, giống như sư, đầu vô cùng lớn, có bề rộng dài vài trượng, móng vuốt thậm chí dài chừng một trượng. Nhìn thấy yêu thú này tấn công tới, trong mắt Dương Diệp hiện lên hàn quang. Giơ tay chém một phát. Chân trời xuất hiện từng đạo tàn ảnh của Dương Diệp. Kiếm ra,
chân trời đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tàn ảnh biến mất, Dương Diệp đã không thấy. Mà yêu thú thì cương ngay tại chỗ, qua mấy tức, nó đột nhiên nổ bể ra, hóa thành một đống mảnh vỡ. Táng kiếm sát. Vì không lãng phí thời gian, Dương Diệp thi triển ra táng kiếm sát. Một kiếm này thật mạnh. Dưới Hắc Ngục Sơn Mạch, một nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn chân trời, nói khẽ. Ở phía sau nam tử trẻ tuổi, còn có mấy ngàn người. Người ngoại lai. Bên cạnh nam tử trẻ tuổi, một lão giả đột nhiên nói. Những người ngoại lai dám độc thân đến tử giới, không có một cái nào đơn giản. Nếu trùng nhi ngươi gặp phải, chớ bất cẩn khinh địch. Minh bạch chưa? Nam tử trẻ tuổi kia khẽ gật đầu. Ra ra, người nọ thật sự đã biến mất rồi. Lão giả quay đầu nhìn về phía xa xa. Không sai, xem ra truyền nhân binh gia đã xuất hiện rồi. Bất quá cũng tốt, bị nhốt ở nơi đây lâu như vậy, chúng ta cũng nên đi ra. Thế giới bên ngoài thật sự tốt như vậy sao? Nam tử trẻ tuổi nói. Lão giả mỉm cười. Đó cũng không phải được, đó là tiên cảnh. Dùng thiên phú của ngươi, nếu ra bên ngoài, có linh khí lấy hoài không hết, tối đa 3 năm, có thể đạt tới thiện cảnh. Thiện cảnh. Nam tử trẻ tuổi còn muốn nói điều gì, nhưng lão giả lắc đầu. Đi thôi, đi trễ, linh khí bên Nam Lân Sơn sẽ bị người chia cắt sạch. Sẽ. Nói xong, tay phải lão giả vung lên, mọi người tiếp tục tiến lên. Dương Diệp không có về Thiên Cư Thành trước, mà đi tới trước thanh cự kiếm ở Hắc Ngục Sơn Mạch. Mà giờ khắc này, thanh cự kiếm kia đã hóa thành mảnh vụn. Xảy ra chuyện gì? Dương Diệp cau mày. Gia hỏa này không phải nói mình có thể chống đỡ một tháng sao? Làm sao bây giờ liền ngoẻo rồi? Dương Diệp đang định ly khai, lúc này trong đống đá, đột nhiên bay ra một nhân ảnh. Đúng là trung niên kia, bất quá lúc này trung niên vô cùng trong suốt, cảm giác tùy thời có thể biến mất. Ngươi làm sao vậy? Dương Diệp hỏi. Trung niên cười khổ. Đều là ngươi làm hại, còn hỏi ta làm sao vậy? Ta. Dương Diệp khó hiểu. Có ý tứ gì? Trung niên nói. Đại gia ta còn lưu một hơi, là chờ ngươi trở lại. Tiểu tử, trước chớ nghĩ binh gia hoặc đạo gia gì, giải quyết cái kia ở bên người ngươi đã. Ngay lúc này, một đạo hồng mang nhỏ như lông tơ lóe lên. Xùy. Thân thể trung niên kia biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ. Đồng tử Dương Diệp co rụt lại, quay người, sau lưng chẳng có cái gì cả. Ở bên cạnh mình, có cái gì ở bên cạnh mình, trong đầu Dương Diệp nghi hoặc. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía không có vật gì, chẳng có cái gì cả. Nhưng hắn biết rõ, bốn phía nhất định có đồ vật gì đó, bởi vì vừa rồi trung niên kia sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Rất nhanh, Dương Diệp nghĩ tới một vật. Tà khí. Lúc trước thánh nhân trấn áp tà khí. Thiên tộc tộc trưởng đã từng nói. Dương Diệp thật không ngờ, đối phương cùng đến nơi này. Âm hồn bất tàn a. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nói. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nói. Theo ta lâu như vậy, đi ra gặp đi. Bốn phía không có bất kỳ đáp lại. Dương Diệp cười nhẹ. Thật không đi ra sao? Vẫn không có đáp lại. Dương Diệp nhún vai. Không đi ra sao? Nói xong. Thân hình Dương Diệp run lên, biến mất ở chân trời. Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh, hai mắt hắn khép hờ, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Đoạn tội, người có phát hiện có đồ vật gì đó đi theo ta không? Đoạn tội trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Một đoàn hồng mang. Biết đó là cái gì không? Dương Diệp lại hỏi. Tà vật. Đoạn tội nói. Ngươi đánh thắng được không? Dương Diệp tiếp tục hỏi. Đoạn tội trầm mặc một lát, sau đó nói. Đánh không lại. Nghe vậy, thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng lên. Đoạn tội cấp bậc gì hắn không biết, nhưng tuyệt đối là vô cùng cao. Nhưng nó rõ ràng thừa nhận đánh không lại. Lúc này đoạn tội lại nói. Vật ấy, cùng kiếm thủ là đồng cấp, cho dù là kiếm kia thức tỉnh kiếm linh, chỉ sợ cũng không cách nào trấn áp nó. Nếu như ta không đoán sai, nó muốn nhận ngươi làm chủ nhân. Nhận mình là chủ. Dương Diệp ngây cả người, sau đó nói. Tại sao ta cảm giác nó là muốn lộng chết ta? Đoạn tội nói. Tà vật, được xưng là tà vật, tự nhiên có chỗ tà dị. Bất quá nó hiển nhiên đang kiêng kỵ bảo vật trong cơ thể ngươi, cho nên không có cưỡng ép nhận chủ, bằng không thì, chỉ sợ ngươi đã giữ nhiều lành ít. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại.
Ngươi biết trong cơ thể ta có bảo vật. Việc này, hắn không có nói với Đoạn Tội. Cảm giác được. Đoạn Tội nói. Trong cơ thể ngươi, có cái gì để cho ta cảm giác rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn tà vật kia. Còn nguy hiểm hơn tà vật. Lúc này Đoạn Tội lại nói. Sao nó coi trọng ngươi? Dương Diệp bất đắc dĩ nói. Đây cũng là ta muốn biết. Nó có thể là đang chờ, chờ một cơ hội, tóm lại, chính ngươi cẩn thận đi. Đoạn Tội đột nhiên nói. Dương Diệp cười khổ, hắn đương nhiên chỉ có thể cẩn thận một chút rồi. Nhìn lướt qua bốn phía, Dương Diệp không dừng lại, thân hình run lên, biến mất ngay tại chỗ. Thiên Cư Thành. Thời khắc này trên Thiên Cư Thành, là một màn sáng to lớn, màn sáng bao phủ cả Thiên Cư Thành. Trên tường thành là đám người A-man. Giờ phút này trong mắt đám người A-man tràn đầy vẻ ngưng trọng. Bởi vì ở bốn phía Thiên Cư Thành, rậm rạp chằng chịt yêu thú, vô số yêu thú cả đàn cả lũ vây quanh Thiên Cư Thành. Lão đại, làm sao bây giờ? Bên cạnh A-man, Yết Hầu Tần Xuyên lăn lăn hỏi. A-man nhìn lướt qua bốn phía. Còn có thể làm sao? Theo bọn nó chơi. Chơi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, này thật sự có chút nguy hiểm à. Tần Xuyên do dự một chút, sau đó nói. Lão đại, ta cảm thấy, chúng ta nên trốn đi. Trốn. A-man khẽ lắc đầu, khóe miệng mang theo vẻ khổ sở. Trốn nơi nào, căn bản không có địa phương trốn, ngoài thành, toàn bộ là yêu thú. Không chỉ ngoài thành, trên bầu trời, số lượng rực long kia cũng không dưới 100. Căn bản không có chỗ trốn. Đám người Tần Xuyên hiển nhiên cũng biết điểm ấy, sắc mặt thấp trầm như nước. Vì sao những yêu thú này toàn bộ từ trong Hắc Ngục Sơn Mạch chạy ra? Đao Cuồng hỏi. A-man lắc đầu. Phu Tịnh đi điều tra, nhưng không có tra được. Bất quá theo tơ linh tức ta lấy được, không chỉ chúng ta, Ác Lang Đoàn, còn có Nam Lân Sơn cũng đã bị vây công. Thời tiết muốn thay đổi à? Phu Tịnh nói khẽ. Rầm 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 rầm. Ngay lúc này, yêu thú phía dưới bắt đầu công thành. Những yêu thú kia công thành, đều là dùng phương thức trực tiếp nhất, ngang ngược nhất, va chạm. Trong lúc nhất thời, cả cơ Thiên Cư Thành bắt đầu rung động kịch liệt. Cùng lúc đó, màn ánh sáng bao phủ cả Thiên Cư Thành bắt đầu xuất hiện vết rạn. Vết nứt càng ngày càng lớn, hiển nhiên, căn bản là không có cách chống bao lâu. Trên tường thành, hai mắt A-man chậm rãi đóng lại. Bảo các huynh đệ chuẩn bị lao ra. Trốn. Tự nhiên vẫn phải chạy trốn, những yêu thú trước mắt này quá nhiều, căn bản giết không hết. Với A-man mà nói, bây giờ có thể trốn một người là một người. Mọi người nhẹ gật đầu, hiện tại đối với bọn hắn mà nói, chỉ có thể chạy. A-man quay đầu nhìn về phía Linh. Làm đi. Linh khẽ gật đầu, cong ngón búng ra, hơn 60 luồng sáng lóe lên, toàn bộ rơi vào mi tâm mỗi người. A-man nói. Đây là di ngôn của các huynh đệ, nhớ kỹ, nếu ai chạy thoát, trở lại đại thiên vũ trụ, nhớ đừng quên di ngôn của chư vị huynh đệ, có thể làm được thì làm không được, vậy thì đừng làm. Dù sao hết sức là được. Mọi người nhẹ gật đầu, người ở đây, ngoại trừ số ít vài người, ở bên ngoài ai không có lo lắng. Rất nhanh, vết rách của màn sáng trên tường thành càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Màn ánh sáng bao phủ cả Thiên Cư Thành đột nhiên nổ bể ra, hóa thành mảnh vỡ năng lượng rớt xuống. Không có màn sáng bảo hộ, tường thành bốn phía Thiên Cư Thành lập tức sụp đổ. Vô số yêu thú vọt về phía đám người A-man. Không chung, cổ tay A-man khẽ động, lấy ra một thanh lang nha bổng. Hy vọng chúng ta có thể thấy được mặt trời ngày mai. Nói xong, A-man xông ra ngoài. Sau lưng là đám người Tần Xuyên Đao Cuồng. Nhưng rất nhanh, mọi người đã bị đại quân yêu thú bao phủ. Mặc dù không có bị nghiền sát, nhưng cũng đã sấp xỉ. Dù sao yêu thú nhiều lắm, hơn nữa còn không yếu. Trong vô số yêu thú, thời khắc này đám người A-man cơ bản đã bị thương. Bành! Tần Xuyên một trưởng vỗ về phía một yêu thú, bị lực lượng của đối phương đánh bay trở về. Vừa dừng lại một cái, một yêu thú khác đánh thẳng tới hắn. Bành! Tần Xuyên lần nữa té bay ra ngoài, nhưng lúc này, lại có hai yêu thú đụng tới. Lúc này đây, muốn tránh cũng không được. Đột nhiên, hai yêu thú bay ra ngoài. A-man xuất hiện ở trước mặt Tần Xuyên, A-man kéo Tần Xuyên lại, gằn giọng nói. Đừng buông tha. Tần Xuyên cười khổ. Đại tỷ,
một kiếp này, sợ là chúng ta không qua được. Hai mắt A-man chậm rãi đóng lại. Ta nhất định sẽ dẫn các ngươi đi ra. Nói xong, nàng nhìn lướt qua bốn phía, lúc này đã có người gục xuống. Trong đó một yêu thú nuốt thi thể của người nọ vào. Nhìn thấy một màn này, hai mắt A-man lập tức đỏ lên, lang nha bổng mãnh liệt ném tới. Bành! Đầu của yêu thú kia lập tức nổ ra, hóa thành một đống huyết khí. A-man nhìn lướt qua bốn phía, gằn giọng nói. Mọi người chịu đựng cho ta. Bành! Lúc này, cả người A-man trực tiếp bay ra ngoài. Ở vị trí cũ của nàng, đứng một yêu thú toàn thân đỏ bừng, hình dạng như sư. Hình thể yêu thú cực kỳ lớn, khoảng chừng 10 trượng, toàn thân phát ra hỏa diễm. Yêu thú kia chân phải đạp mạnh, đánh về phía A-man một quyền. Xa xa, trong mắt A-man hiện lên lệ khí, lang nha bổng mãnh liệt ném tới. Thình thịch, theo hai tiếng nổ vang, A-man bị đánh bay mấy trăm trượng. Nàng vừa dừng lại một cái, đã bị yêu thú ở chung quanh bao vây. Lão đại! Xa xa, một tiếng hét phẫn nộ vang lên, ngay sau đó, mấy người vọt về phía đám yêu thú kia. Rầm rầm rầm, đám yêu thú vây quanh A-man bị đánh bay ra ngoài, A-man xuất hiện ở trước mặt mọi người. Còn chưa chết. Nhìn thấy một màn này, mọi người thở dài một hơi. Bất quá A-man đã bị trọng thương. Rất nhanh, mọi người lần lượt hợp thành một vòng tròn vây A-man vào giữa. Chung quanh là yêu thú vô cùng vô tận. Trong đám người, A-man cười khổ. Chư vị, xem ra hôm nay chúng ta phải chết ở nơi này. Ha ha! Một bên, Tần Xuyên đột nhiên nở nụ cười. Sợ cái gì? Lại nói có thể cùng nhiều huynh đệ như vậy chết chung một chỗ, cũng là chuyện không tệ. Mọi người đều gật đầu. Ở bên ngoài, bọn hắn có thế gia, thế lực của mình. Dưới loại hoàn cảnh này, cơ bản đều hục hạc với nhau. Nhưng ở chỗ này, không có. Trong đám người, A-man mỉm cười. Được, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng. Cùng ta giết ra. Nói xong, mọi người đồng loạt xung kích. O-O-O-N-G. Ngay lúc này, tiếng kiếm minh ở chân trời xa xôi vang lên, chỉ nháy mắt, một đạo kiếm quang từ phía chân trời kích xạ đến, rơi ở trước mặt mọi người. Xuy 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 xuy. Chỗ đạo kiếm quang kia rơi, yêu thú bốn phía bị kiếm khí cắt thành vô số mảnh. Kiếm quang tản đi, một nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Loại trường hợp này, làm sao có thể thiếu ta? Nam tử cười nói. Dương Diệp. Người tới chính là Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp, mọi người đều nở nụ cười. Dương Diệp vốn có thể không tới, nhưng hắn lại tới. Hết thảy đều không cần nói. A-man đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng không nói gì thêm, chẳng qua vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của Dương Diệp. Nếu đã tới, vậy giết nhiều mấy yêu thú đi, chết cũng đủ vốn. Người cái tên này. Tần Xuyên đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, cho Dương Diệp một quyền. Chúng ta còn nghĩ ngươi sẽ trả thù cho chúng ta, không nghĩ tới ngươi lại đến chịu chết rồi. Ai? Dương Diệp cười cười, sau đó nghiêm mặt nói. Chư vị, các ngươi ở sau lưng ta, toàn bộ dựa chung một chỗ, sau đó cùng ta đánh ra. Nói xong Dương Diệp quay người nhìn về phía đám yêu thú kia, gần giọng nói. Tương lai đại thiên vũ trụ, là của chúng ta sao có thể chết ở đây? Đi theo ta. Nói xong, chân phải Dương Diệp đạp mạnh. Nói xong, chân phải Dương Diệp đạp mạnh. O, 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 N, G. Tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm quang xông ra ngoài. Đánh ra. Sau lưng Dương Diệp, mọi người giận dữ hét lên, nhao nhao đi theo Dương Diệp. Dương Diệp chịu trách nhiệm dẫn đầu, không hề nghi ngờ, áp lực này vô cùng lớn. Bởi vì hắn không thể dừng lại, một khi dừng lại, khí thế sẽ không còn. Mà khí thế không còn, đối với mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Kiếm trong tay Dương Diệp đã đổi thành kiếm thủ. Kiếm không ngừng vung nhanh, đạo đạo kiếm quang bắn ra, mỗi một đạo kiếm quang rơi ở trên người những yêu thú kia đều không chết cũng bị thương. Cứ như vậy, Dương Diệp dẫn mọi người chạy gấp. Ở trước mặt Dương Diệp, A-man thì cầm đầu bên phải, Đao Cuồng thì cầm đầu bên trái, còn Linh thì thủ trên không trung. Cũng may mà có Linh. Bằng không thì những yêu thú kia có thể trực tiếp từ không trung đụng về phía đám người Dương Diệp. Mà những yêu thú này, toàn bộ bị Linh ngăn cản ở trong không trung, không có một yêu thú có thể đụng vào.
hắn thừa nhận áp lực, có thể nói là lớn nhất ngoại trừ Dương Diệp. Hơn 60 người, toàn bộ đều là siêu cấp thiên tài. Nhưng vẫn không chịu nổi số lượng yêu thú chung quanh. Rất nhanh, một người lại một người té xuống. Phía trước, lúc này hai mắt Dương Diệp đã đóng lại, kiếm trong tay không ngừng huy động, mỗi một lần huy động, đều mang theo từng đầu lâu máu tươi rầm rề. Nhưng ở trước mọi người, như cũ là vô số yêu thú, dường như vô cùng vô tận. Có ít người đã bắt đầu tuyệt vọng. Đều phấn khởi cho ta. Ngay lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên tiếng giống giận dữ của Dương Diệp. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Chân phải Dương Diệp đạp mạnh, một lực lượng kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Kiếm vực bao trùm phương viên mấy ngàn trượng, trong tràng, đám người Tần Xuyên đều bị kiếm vực của Dương Diệp bao phủ, cùng lúc đó, những yêu thú chung quanh kia cũng bị kiếm vực của Dương Diệp bao phủ. Cùng lúc đó, 36 thanh khí kiếm đột nhiên xuất hiện. Giết cho ta! Dương Diệp gầm thét. Siêu, siêu! Trong chốc lát, vô số đạo kiếm quang tung hoành, từng tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Trong mấy ngàn trượng, chỉ thấy kiếm quang. Những yêu thú chung quanh kia nhao nhao lùi lại, không dám tới gần. Cứ như vậy, rằng có ước chừng gần một khắc, kiếm quang dần dần biến mất. Khi thấy tình cảnh trong sân, những yêu thú kia phẫn nộ giống lên. Ở bốn phía đám người Dương Diệp, tràn đầy thi thể yêu thú, những thi thể này bộ dáng cực kỳ thê thảm, có bị phân làm vô số mảnh. Giống. Lúc này ở trong đám yêu thú kia, đột nhiên truyền đến một tiếng hét giận dữ, chỉ nháy mắt. Những yêu thú chung quanh lập tức điên cuồng vây quanh đám người Dương Diệp. Yêu thú vô cùng vô tận vây lại, ở trong đàn yêu thú, đám người Dương Diệp lộ ra nhỏ bé như vậy. Vô số yêu thú vây quanh, tầng tầng lớp lớp. Nhìn yêu thú rậm rạp chằng chịt, trong mắt đám người A-man đã không còn chút hy vọng nào. Nhiều yêu thú như vậy, đừng nói bọn hắn, coi như đến 10 vị cường giả thiện cảnh chỉ sợ cũng ra không được. Buông tha sao? Ngay lúc này, trong tràng vang lên thanh âm của Dương Diệp. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Dương Diệp. Cổ tay Dương Diệp khẽ động, một lá cờ xuất hiện ở trong tay hắn. Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người. Không đến thời khắc cuối cùng, đừng buông tha, đi theo ta, cùng một chỗ đánh ra. Nói xong, thân hình Dương Diệp run lên, đi tới không trung. Ở trên không trung, huyền khí còn dư lại trong cơ thể Dương Diệp điên cuồng chuyển động. Vô số huyền khí chui vào lá cờ trong tay hắn, rất nhanh, lá cờ kia rung động kịch liệt, Dương Diệp nắm lá cờ mãnh liệt vung lên. Đều đi ra cho lão tử. Hiu hiu hiu. Từng linh hồn thể như thủy triều từ trong lá cờ tuôn ra, sau khi những linh hồn thể nào ồ ra ngoài, toàn bộ chân trời cũng vì đó mở đi. Trong tràng, vô số linh hồn thể điên cuồng đánh về phía những yêu thú ở chung quanh, trong lúc nhất thời, nơi đây lần nữa truyền tới từng tiếng kêu rên. Nhìn thấy một màn này, trong mắt đám người Tần Xuyên lần nữa thiêu đốt lên hy vọng. Giết! Tần Xuyên đột nhiên phẫn nộ giống lên. Giết! Trong sân còn chừng 50 người giận dữ hét. Được Dương Diệp dẫn dắt, mọi người tựa như một thanh kiếm sắc xuyên thẳng qua. Phía trước, Dương Diệp ngự kiếm vung nhanh lá cờ, ở bên cạnh hắn là A-man. Đi Nam Lân Sơn! A-man đột nhiên nói. Nam Lân Sơn! Dương Diệp khó hiểu. Vì sao? A-man nói. Chúng ta chỉ có thể đi nơi đó. Ở bên kia, có thật nhiều thế lực liên thủ, chúng ta chỉ có đi chỗ đó cùng thế lực bên kia liên thủ, mới có thể đối kháng những yêu thú này, còn có một chút thế lực thần bí. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Được. Vừa nói, hắn quan sát A-man một chút. Ngươi không sao chứ? Lúc này A-man không chỉ sắc mặt tái nhợt, toàn thân còn tràn đầy máu tươi. A-man khẽ lắc đầu. Vết thương nhỏ. Dương Diệp khẽ gật đầu, không nói gì, quay người điên cuồng cua lá cờ trong tay. Ở dưới hắn huy động, càng ngày càng nhiều linh hồn xuất hiện, mà những linh hồn thể này tràn đầy sát ý, lệ khí. Sau khi xuất hiện, lập tức nhào về phía những yêu thú kia. So sánh với những yêu thú kia, đám linh hồn thể này có vẻ hơi chưa đủ, đặc biệt là một ít yêu thú cường đại, một chưởng có thể giết một mảnh linh hồn thể. Cũng may những linh hồn thể này trùng kích. Làm cho đám người Dương Diệp nhẹ nhõm không ít. Một đường hướng nam. Nhưng những yêu thú ở chung quanh kia không hề có ý tứ từ bỏ bọn hắn, một đường theo đuổi. Một lúc lâu sau, linh hồn thể ở bốn phía càng ngày càng ít, nhưng những yêu thú kia không có ít đi bao nhiêu, ngược lại càng ngày càng nhiều. Mà đội ngũ của bọn hắn, cũng càng ngày càng ít.
Hiện tại chỉ có không đến 50 người. Từng thiên tài liên tiếp vẫn lạc. Phía trước nhất, Dương Diệp nắm lá cờ trong tay, thần sắc âm trầm như nước. Bởi vì tiếp tục như vậy, chờ bọn hắn đến Nam Lân Sơn, chỉ sợ đã không còn ai. Có biện pháp nào không? Bên cạnh Dương Diệp, A Man hỏi. Biện pháp? Khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ khổ sở. Đối mặt vô số yêu thú, hắn có thể có biện pháp nào? Vô địch kiếm trận, cờ này hắn đã lấy ra, nhưng vẫn không cách nào giải quyết 7 yêu thú. Mặc dù đã không có cách nào, nhưng Dương Diệp hắn sẽ không buông tha. Cách Nam Lân Sơn còn bao lâu? Dương Diệp hỏi. 2 canh giờ lộ trình. A Man nói. 2 canh giờ. Dương Diệp nhìn lướt qua 4 phía, sau đó nói. Không có biện pháp khác, chỉ có thể ngạnh kháng. Nói xong, quanh người Dương Diệp xuất hiện kim mang nhàn nhạt. Kim thân pháp tướng. Thời điểm này, hắn đã không có biện pháp khác, chỉ có thể ngạnh kháng. Chính ngươi đi thôi. Lúc này A Man đột nhiên nói. Dùng thực lực của ngươi, muốn lao ra, cơ hội rất lớn. Đi theo chúng ta cùng một chỗ, ngươi không ra được. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía A Man. Man tỷ, ngươi nói lời này ta không thích nghe. Nếu ta muốn một thân một mình ra ngoài, ta sẽ không trở về. Đời này của Dương Diệp ta, người không phụ ta, ta tất không phụ người. Vừa nói, hắn nhìn lướt qua mọi người. Hôm nay, hoặc là cùng đi ra, hoặc là cùng một chỗ chết ở chỗ này. Nói xong, Dương Diệp quay người mãnh liệt bổ một phát. Xuy! Một đạo kiếm khí lóe lên, mấy yêu thú ở trước mặt Dương Diệp không xa, bị một kiếm này chia làm 2 nửa. Giống! Ngay lúc này, trước mặt đám người Dương Diệp, yêu thú đột nhiên tách ra, ngay sau đó, một yêu thú hình dạng như sư, toàn thân tản ra ngọn lửa màu đỏ thẫm nhanh chóng chạy về phía đám người Dương Diệp. Viêm sư! Bên cạnh Dương Diệp, A Man trầm giọng nói. Có thể so với cường giả đạo cảnh, vừa rồi cùng nó liều một chiêu, ta bại hoàn toàn. Có thể so với cường giả đạo cảnh. Dương Diệp nắm kiếm trong tay thật chặt, sau một khắc, tay hắn tìm tòi, kiếm lập tức treo lơ lửng ở trong lòng bàn tay, rất nhanh, thanh kiếm kia xoay tròn. Viêm sư cách đám người Dương Diệp càng ngày càng gần, giờ phút này, mọi người đã cảm nhận được một cỗ áp bách. 2 mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Chiếu, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên biến mất, một đạo kiếm quang lóe. Lên, táng kiếm sát. Đối mặt loại yêu thú cấp bậc này, Dương Diệp căn bản không dám bảo lưu, cũng không có thể giữ lại, bởi vì ở đây dừng lại một hồi, với bọn hắn mà nói, đó là vô cùng bất lợi. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Xa xa, Viêm sư ngừng lại. Thoáng qua, quanh người nó đột nhiên nứt ra vô số lỗ lớn, máu tươi phun như suối. Viêm sư liên tục lùi lại, máu tươi vung vãi trên đất. Nhưng nó không có bị một kiếm này của Dương Diệp miểu sát. Bất quá thời khắc này Viêm sư đã trọng thương, chiến lực còn thừa không nhiều. Dương Diệp không có để ý Viêm sư, mà mang theo mọi người tiếp tục phóng đi. Giống. Ngay lúc này, ở phía sau 7 yêu thú kia, đột nhiên truyền đến một tiếng hét giận dữ. Trong chốc lát, những yêu thú ở chung quanh nhao nhao lao về phía đám người Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua, ở chính giữa 7 yêu thú, có một yêu thú đang nhìn bọn họ. Yêu thú kia, thân người, đầu bò, hình thể vô cùng cao lớn. Lúc này yêu thú kia đang nhìn bọn họ. Dương Diệp biết, yêu thú này là yêu thú đầu lĩnh rồi. Nếu như có thể giết yêu thú này, những yêu thú ở chung quanh sẽ quân lính tan rã. Ý nghĩ này rất tốt, nhưng sự thật quá tàn khốc. Ở trong yêu thú, cường giả vi tôn, yêu thú kia có thể hiệu lệnh quần yêu, thực lực có thể nghĩ. Còn nữa, hắn muốn giết đối phương, nhất định phải đến trước mặt đối phương, mà đây cũng là một vấn đề lớn. Trốn. Buông tha cho ý tưởng không thiết thực trong nội tâm, Dương Diệp tiếp tục trốn. Một lúc lâu sau, chừng 50 người, đã chỉ còn lại không tới 40 người. Lại có 10 người ngã xuống ở trong tay yêu thú. Thần sắc đám người Dương Diệp càng âm trầm. Lúc này trên người Dương Diệp cũng đã trải rộng tổn thương, sắc mặt càng tái nhợt đáng sợ. Liên tục tác chiến, làm cho thân thể của hắn đạt đến một trình độ vô cùng mệt mỏi. Mà những người ở sau lưng Dương Diệp, cơ bản không có một người là hoàn hảo. Bất quá đáng giá nhắc tới là Vu Tịnh, gia hỏa có bệnh sạch sẽ kia, vẫn sạch sẽ, phong độ nhẹ nhàng như vậy. Trên người hắn, không nhìn thấy dấu vết một giọt máu. Phía trước, người xem.
Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến thanh âm của Aman. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, ở xa xa, xuất hiện hai sơn mạch cao vút trong mây. Hai dạng núi tọa lạc ở cùng một chỗ, chính giữa cách nhau không đến trăm trượng, tựa như một cánh cửa. Dương Diệp đã minh bạch ý tứ của Aman. Tốc độ đám người Dương Diệp nhanh hơn, rất nhanh, đoàn người tiến vào hạp gốc. Bất quá lúc này, Dương Diệp cùng Aman ngừng lại. Theo hai người dừng lại, những người ở chung quanh nhao nhao ngừng lại, sau đó nhìn về phía Dương Diệp cùng Aman. Ta lưu lại. Lúc này, Aman đột nhiên nói, trong thanh âm tràn đầy chân thật đáng tin. Nhưng Dương Diệp lắc đầu. Ta ở lại đi. Aman đi tới trước mặt Dương Diệp. Không có thời gian, mang theo bọn hắn đi, lập tức. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này Aman đột nhiên bắt được y phục của Dương Diệp, nhấc Dương Diệp lên. Bây giờ không phải thời điểm dài dòng chậm chạp, để cho các ngươi đi trước, thì đi trước, bằng không thì đợi tí nữa tất cả mọi người đều phải chết ở đây, rõ ràng chưa? Giờ phút này, mọi người đã minh bạch ý tứ của Aman cùng Dương Diệp. Nơi đây, yêu thú không cách nào chen nhau lên. Dùng thân thể những yêu thú kia, mỗi lần tối đa chỉ có thể tiến vào 2 đến 3 con. Mà đây chính là cơ hội của bọn hắn, cơ hội đào tẩu. Nhưng nhất định phải có người lưu lại kéo dài một ít thời gian. Bằng không thì, ai cũng chạy không thoát. Mà người lưu lại, nhất định phải có thực lực cường đại, chỉ có như vậy, mới có thể chống cự những yêu thú kia, vì mọi người kéo dài một chút thời gian. Thực lực cường đại, cũng chỉ có Dương Diệp và Aman thích hợp. Dương Diệp trầm giọng nói. Man tỷ, ta lưu lại, tin tưởng ta, đến lúc đó ta có thể chạy trốn. Đào tẩu. Aman cả giận nói. Ngươi trốn như thế nào? Dương Diệp ngươi muốn nghịch thiên phải không? Nói đến đây, nàng cố gắng khiến cho ngữ khí của mình bình tĩnh lại. Mang theo bọn hắn đi Nam Lân Sơn, những gia hỏa này, cần một người có thực lực, có quyết đoán đầu lĩnh, bằng không thì, bọn hắn rất khó ở tử giới sinh tồn. Coi như ta van ngươi được không? Trong chàng yên tĩnh trở lại. Bên ngoài, yêu thú càng ngày càng gần. Tối đa 10 hơi sẽ vào tới. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên nở nụ cười, hắn nhìn về phía đám người Tần Xuyên. Man tỷ hy sinh mình để cho chúng ta chạy trốn, ta hỏi các ngươi nguyện ý không? Tần Xuyên cười hắc hắc, hắn nhìn vai phải mình, chỗ đó rỗng tuếch. Vừa rồi hai cánh tay của hắn đều đã mất. Tần Xuyên nói. Không có cánh tay, tuy cảm giác không thoải mái, bất quá không sao cả. Nhưng nếu để cho Man tỷ hy sinh mình đổi lấy chúng ta cầu thả, Tần Xuyên ta cả đời này lương tâm bất an. Ta cũng vậy. Một bên, Linh Yếu Ớt đã đứng không vững đột nhiên mở miệng. Đao cuồng vác đao ở trên vai. Không phải là chết sao? Dám tới nơi này, thì không sợ chết. Cách đó không xa, Phù Tịnh đột nhiên nói. Dương Huynh, đáp ứng ta một yêu cầu được không? Tất cả mọi người nhìn về phía Vu Tịnh, lúc này Vu Tịnh một bên đầu của hắn đã mất. Vu Tịnh nhếch miệng cười cười. Đợi tí nữa nếu như ta chết, giúp ta đổi quần áo sạch sẽ được không? Đổi quần áo sạch sẽ. Ha ha. Nghe được lời của Vu Tịnh, mọi người đột nhiên nở nụ cười. Vu tiện nhân, người đến chết vẫn thích sạch sẽ như vậy. Một bên, Tần Xuyên cười to nói. Dương Diệp cũng nở nụ cười. Lúc này, bầy yêu thú đã tới. Giết, thân sắc của Dương Diệp đột nhiên dữ tợn, quay người vung một kiếm. Một đạo kiếm khí bắn ra, con yêu thú xông lên phía trước nhất lập tức bị chém thành hai nửa. Giết, sau lưng Dư Ninh Diệp, mọi người điên cuồng vọt về phía những yêu thú kia. Huyết chiến, yêu thú vô cùng vô tận phóng về phía đám người Dương Diệp, nhưng ở dưới đám người Dương Diệp điên cuồng độc sát, những yêu thú vọt vào cơ bản đã ngã trên mặt đất. Rất nhanh. Thi thể của yêu thú càng ngày càng nhiều. Nhưng những yêu thú kia như trước không sợ chết phóng về phía đám người Dương Diệp. Xa xa, một nữ tử đứng chắp tay, bên cạnh nàng nằm sấp một con cự thú. Cự thú an tĩnh nằm đó, cực kỳ nhu thuận. Ở bên cạnh nữ tử, còn có một lão giả áo trắng. Nữ tử nhìn về phía trước, chỗ đó đúng là địa phương đám người Dương Diệp huyết chiến. Nữ tử này là chí nữ, chỉ có điều... Chí nữ lúc này đã không phải chí nữ lúc trước. Không chỉ khí chất, ngay cả ngoại hình cũng đã có thay đổi rất lớn. Lúc này chí nữ không có non nớt như dĩ vãng. Bây giờ chí nữ thành thục, lạnh như băng. Quản bá, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Chí nữ đột nhiên nói.
Lão giả có chút trầm ngâm, sau đó nói. Chủ nhân nói phương diện nào? Tất cả. Trí nữ nói. Lão giả nói. Kẻ này bằng chừng ấy tuổi liền có thực lực như thế, so với một ít thiên tài thần tộc ta, không kém chút nào. Rất đáng ngưỡng mộ là, người này trọng tình, tâm tính cùng phẩm tính đều thượng thừa. Lão nô đề nghị chủ nhân ra tay giúp đỡ, kết một đoạn nhân quả. Trí nữ nhìn thoáng qua lão giả áo trắng. Quản bá, đây là lời trong lòng ngươi sao? Lão giả nói. Nếu như trước kia, lão nô không đề nghị chủ nhân làm như vậy. Nhưng bây giờ, tuy người này thân là nhân tộc, nhưng dùng hành vi của hắn đến xem, người này không phải loại vong ân phụ nghĩa, cho nên nếu như chủ nhân cố tình, có thể tương trợ. Trí nữ ngẩng đầu nhìn về phía xa, đám người Dương Diệp đã khó mà chống đỡ. Cho dù là Dương Diệp, trên người cũng trải rộng vết thương. Trầm mặc một cái chớp mắt, trí nữ cúi đầu nhìn về phía Đế Ngạc dưới chân. Đế Ngạc hiểu ý, đột nhiên đứng lên, tung người nhảy vọt, trực tiếp rơi vào trong đám yêu thú. Giống. Một tiếng gầm này, vô số yêu thú gan mật đều vỡ. Trong nháy mắt, tất cả yêu thú ngừng lại, vội vàng nhìn về phía Đế Ngạc. Bành. Ngay lúc này, một yêu thú hình thể khổng lồ đột nhiên rơi vào trước mặt Đế Ngạc. Đúng là yêu thú đầu lĩnh thân người đầu bò. C. Trí nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì, quay người biến mất ở chân trời. Trong đám yêu thú kia, Đế Ngạc vội vàng đi theo lên. Trong chàng yên tĩnh trở lại, những yêu thú kia hai mặt nhìn nhau, không dám động thủ nữa. Đi. Lúc này, thanh âm của A-man truyền đến. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, mang theo mọi người biến mất ngay tại chỗ. Trong núi sâu, đám người Dương Diệp ngồi trên mặt đất. Lúc này bọn hắn chỉ còn lại không tới 30 người. Từ Thiên Cư Thành đi tới nơi này, bọn hắn tổn thất một nửa người. Mà còn dư lại một nửa người này, cũng bị thương thật nặng. Tay phải Dương Diệp vung lên, trước mặt mỗi người xuất hiện 5 viên tiên tinh thạch. Mặc dù mọi người hiếu kỳ Dương Diệp từ đâu tới nhiều tiên tinh thạch như vậy, nhưng không hỏi, cũng không khách khí, trực tiếp thu vào. Dương Diệp cũng ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu chữa thương. Sau một ngày, A-man đứng lên, nàng nhìn về phía một nam tử. Thống kê xong chưa? Nam tử kia nhẹ gật đầu. Tổng cộng tổn thất 32 huynh đệ. 32 người. Sắc mặt mọi người thấp trầm như nước. Hai mắt A-man chậm rãi đóng lại, qua hồi lâu nàng mở mắt. Chúng ta từ Đại Thiên Vũ Trụ đi đến, cái gọi là rèn luyện, nhưng hiện tại chư vị cũng nhìn thấy. Tử giới này, không biết xảy ra chuyện gì, đã triệt để rối loạn. Nơi đây, đã không thích hợp rèn luyện, cho nên, các ngươi trở về không? Trở về. Tần Xuyên cười khổ. Man tỷ, người cũng không phải không biết, bây giờ căn bản không phải là lúc trở về. Có ý tứ gì? Một bên, Dương Diệp hỏi. Tần Xuyên khổ sở nói. Truyền tống trận 5 năm mới mở một lần, hơn nữa là những lão gia hỏa ở bên ngoài liên thủ mới có thể mở ra, mà bọn hắn đã ước hẹn 5 năm mở một lần. Hiện tại cách thời gian mở ra, còn có nửa năm. Mà không có trợ giúp của bọn hắn, chỉ bằng chúng ta, tu luyện thêm 10 năm, có lẽ có cơ hội ra ngoài. 5 năm mở một lần. Dương Diệp cau mày. Các ngươi không thể liên hệ bên ngoài sao? Tần Xuyên lắc đầu. Chỉ có bọn hắn liên hệ chúng ta, mà chúng ta, không cách nào liên hệ bọn hắn. Coi như bọn họ liên hệ, cũng không liên lạc được rồi. Ngay lúc này, Linh đột nhiên mở miệng. Tất cả mọi người nhìn về phía Linh. Linh chậm rãi bay lên, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua chân trời. Mảnh thiên địa này, đã bị trận pháp thần bí bao trùm, hiện tại. Ra không được, cũng vào không được. Có ý tứ gì, Tần Xuyên đi tới bên cạnh Linh. Bị người phong ấn. Linh trầm mặc một hồi, sau đó nói. Có người dùng một loại trận pháp phong ấn tử giới. Người của tử giới, vì sao phải làm như thế? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hắn cái gì cũng không thấy được, nhưng hắn có thể cảm giác được, bầu trời có chút không giống. Đã xong. Một bên, sắc mặt Tần Xuyên như cho tàn. Lão tử còn chưa có cưới vợ à? Nghe vậy, mọi người lắc đầu cười cười. Làm sao bây giờ? Trong chàng, có người đột nhiên hỏi. Mọi người nhìn về phía A-man cùng Dương Diệp. A-man do dự một chút, sau đó nói. Hiện tại chúng ta nên đi Nam Lân Sơn. Chỗ đó có càng nhiều thế lực ngoại lai, hơn nữa lúc trước theo tin tức ta lấy được,
thế lực bên Nam Lân Sơn cùng mấy vị trí cường giả liên thủ. Ta cảm thấy chúng ta nên đi hội họp với bọn họ, chỉ có mọi người liên thủ, mới có thể chống được nửa năm. Nửa năm sau, người ở phía ngoài không cách nào liên lạc với chúng ta, nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Đi Nam Lân Sơn. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, lúc này Dương Diệp ở trong mọi người, đã có địa vị tương đối cao. Không chỉ thực lực, còn có những chuyện lúc trước Dương Diệp làm. Không hề nghi ngờ, trong mọi người, thực lực của Dương Diệp mạnh nhất. Mà nếu Dương Diệp tự mình chạy trốn, hắn tuyệt đối có thể chạy trốn ra ngoài. Đám yêu thú kia, không có khả năng ngăn được một vị kiếm tu chỉ muốn chạy trốn. Nhưng Dương Diệp không trốn, hắn ở lại cùng mọi người. Đương nhiên, thực lực của Dương Diệp cũng là một bộ phận nguyên nhân trọng yếu nhất. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Vậy thì đi Nam Lân Sơn đi. Không có dị nghị. Mọi người nhanh chóng lên đường, vì không quá rêu rao, đám người Dương Diệp lựa chọn đi ở dưới mặt đất. Bay trên trời, mục tiêu quá lớn. Vừa rồi người giúp chúng ta là ai? Bên cạnh Dương Diệp, A-man nói khẽ. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Xin lỗi. Thần tộc lần nữa hiện thế, cái này quá kinh thế hãi tục. Hơn nữa, nếu như hắn bại lộ đám người chí nữ, chỉ sợ gây bất lợi cho chí nữ. A-man khẽ gật đầu, trầm mặc, kỳ thật nàng kiến thức rộng, đoán được một ít gì đó, nhưng không dám xác định. Nàng chân chính để ý là thân phận của Dương Diệp, nếu như Dương Diệp là tộc nhân mà nàng nghĩ. Vậy là phiền toái lớn. Tốc độ mọi người nhanh hơn, trên đường đi, cũng không có gặp được phiền toái gì, nhưng lại gặp được rất nhiều khí thức thần bí cường đại hơn, cũng may chủ nhân của những khí thức này không có tìm chuyện, bằng không thì chỉ sợ lại là một phen ác chiến. Sau một ngày, đám người Dương Diệp rốt cuộc tới Nam Lân Sơn. Giờ phút này, ở bốn phía Nam Lân Sơn có một màn sáng mong mỏng, trừ màn sáng, còn có gần trăm đạo phi kiếm vòng quanh Nam Lân Sơn. Mà ở chân núi Nam Lân Sơn, là thi thể yêu thú rậm rạp chằng chịt, trong đó còn có rất nhiều nhân loại. Xem ra Nam Lân Sơn cũng gặp phải vây công. Bên cạnh Dương Diệp, A-man nói khẽ. Bất quá xem ra, Nam Lân Sơn giữ được. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt của hắn rơi vào trên những phi kiếm kia, những phi kiếm này, mỗi một chuôi đều bất phàm. A-man nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, A-man mang theo mọi người đi về phía đỉnh núi, bất quá rất nhanh, trăm thanh phi kiếm từ đỉnh núi kích xạ xuống, bao vây đám người A-man lại. Nhìn thấy một màn này, thần sắc mọi người trầm xuống. Nhưng lúc này, một trung niên cùng một đám người xuất hiện ở trước mặt đám người A-man. Khi nhìn thấy trung niên này, sắc mặt mọi người càng thêm âm trầm. Là ngươi? A-man trầm giọng nói. Trung niên trước mắt này, chính là ác lang của ác lang đoàn. Mọi người thật không ngờ, ác lang lại có thể xuất hiện ở nơi này. Ác lang nhìn lướt qua đám người A-man, cười gần nói. Không nghĩ tới thiên cư thành các ngươi rõ ràng ở trong yêu thú vây công còn sống, bất quá các ngươi đã chết không ít người a. A-man lạnh nhạt nói. Cút! Cút! Ác lang khẽ nở nụ cười. A-man, lại nói, người có biết vì sao những yêu thú kia điên cuồng đi vây công thiên cư thành như vậy hay không? Nghe vậy, A-man cau mày. Ác lang chỉ mình. Bởi vì ta để cho thủ hạ ta dẫn những yêu thú kia đi. Đáng tiếc, ta không nghĩ tới, những yêu thú kia vậy mà không thể giết. Nói đến đây, ác lang đột nhiên thối lui về sau, bởi vì giờ khắc này, hai mắt đám người A-man đã đỏ lên. Hơn 30 huynh đệ mất mạng ở trong tay yêu thú, nguyên lai toàn bộ là nhờ người trước mắt này ban tặng. Muốn giết ta? Ác lang cười nhẹ. Động thủ thử xem. A-man nhìn ác lang, không có động thủ, bởi vì lúc này mục đích bọn họ tới đây, là tìm Nam Lân Sơn bảo hộ. Mà động thủ giết người, sẽ có đại phiền toái. Không có gan sao? Khóe miệng ác lang nổi lên vẻ chế nhạo. Đúng rồi, A-man ngươi vốn không có gan, ha ha. Lúc này, tay phải Dương Diệp đột nhiên đặt ở mi tâm, rất nhanh, một thanh kiếm thời gian dần qua bị Dương Diệp rút ra. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Diệp, rất nhanh, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một thanh kiếm màu đen xuất hiện ở trong tay Dương Diệp. Đoạn tội. Ác lang lạnh lùng nhìn Dương Diệp, khóe miệng tràn đầy vẻ châm chọc. Lúc này, A-man đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó kéo tay Dương Diệp, khẽ lắc đầu. Hắn cố ý chọc giận chúng ta, để chúng ta động thủ ở chỗ này.
Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta biết. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn về phía Ác Lang. Ta biết mục đích của ngươi. Sau đó thì sao? Ác Lang cười lạnh nói. Sau đó, Dương Diệp cười nhẹ, dáng tươi cười dần dần trở nên lạnh. Sau đó ta thành toàn ngươi. Nói xong, một đạo kiếm quang lóe lên. Táng kiếm sát. Một thanh kiếm lóe lên, ngay sau đó, trong tràng yên tĩnh trở lại. Xa xa, hai mắt Ác Lang trợn tròn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thời gian dần trôi qua, mi tâm hắn đột nhiên xuất hiện một vết nứt, rất nhanh, vết rách càng lúc càng lớn, từ mi tâm một mực nứt ra đến bụng. Phốc! Máu tươi từ trong cơ thể Ác Lang phun ra. Tất cả mọi người ngây tại chỗ, kể cả đám người Tần Xuyên, giờ phút này đều đã ngây ra như phỗng. Bọn hắn biết thực lực của Dương Diệp rất mạnh, nhưng thật không ngờ, thực lực của Dương Diệp mạnh mẽ đến loại trình độ này. Ác Lang là cường giả kiến đạo cảnh, cứ như vậy bị miểu sát rồi. Láo xược. Ngay lúc này, một tiếng hét phẫn nộ từ chân trời truyền đến, ngay sau đó, những phi kiếm vây quanh ở bốn phía đám người Dương Diệp lập tức kích bắn về phía đám người Dương Diệp. Đám người A-man muốn ra tay, nhưng lúc này, Dương Diệp đột nhiên khoát tay áo, ngăn trở đám người A-man. Hắn bước ra một bước, sau đó phẫn nộ quát. Cút. Nói xong. O-O-O-N-G. Đoạn tội trong tay Dương Diệp phát ra tiếng kiếm minh, trong chốc lát, những phi kiếm ở chung quanh ngừng tại chỗ, sau đó đồng loạt lùi lại. Lúc này, một lão giả áo xám xuất hiện ở trước mặt đám người Dương Diệp. Lão giả áo xám lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Cho ta một cái công đạo. Công đạo. Dương Diệp nói. Chúng ta muốn gia nhập Nam Lân Sơn. Này chính là lý do ngươi giết người. Lão giả hỏi. Dương Diệp nói. Giết người, là bởi vì hắn đáng chết. Lão giả nhìn Dương Diệp. Hắn đã gia nhập Nam Lân Sơn, hiện tại, hắn là người của Nam Lân Sơn ta. Dương Diệp cười nói. Chúng ta cũng có thể gia nhập Nam Lân Sơn. Lão giả trầm mặc một lát, sau đó nói. Nam Lân Sơn ta, cũng không phải muốn gia nhập liền gia nhập. Hoan nghênh. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên từ xa xa truyền đến, mọi người nhìn thấy, cách đó không xa, một thanh niên chậm rãi đi tới. Nhìn thấy thanh niên này, sắc mặt lão giả kia hơi đổi, định nói gì, nhưng thanh niên kia trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, cười nói. Hoan nghênh, tại hạ đại biểu Nam Lân Sơn hoan nghênh chư vị, mời chư vị đi theo ta. Nói xong, thanh niên làm thủ hiệu mời. Dương Diệp cùng A-man nhìn nhau. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này lão giả bên cạnh đột nhiên trầm giọng nói. Phú thiếu, nhóm người này là lão phu chiêu nạp. Ồ, thanh niên cười cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp đang muốn nói, lúc này lão giả kia đột nhiên nói. Vị tiểu hữu này, bắc phái ta hoan nghênh tiểu hữu cùng những người bạn của tiểu hữu gia nhập. Còn chuyện lúc trước, đều xóa bỏ. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn về phía thanh niên. Chúng ta đi với ngươi. Trong mắt thanh niên hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó cười nói. Cực kỳ hoan nghênh. Tiểu hữu. Ngay lúc này, lão giả bên cạnh đột nhiên trầm giọng nói. Có một số việc cần phải biết. Dương Diệp nhìn về phía lão giả kia. Ta cảm thấy hắn đạt đến một trình độ nào đó, cho nên chúng ta gia nhập bọn hắn. Đương nhiên đạt đến một trình độ nào đó, ha ha. Thanh niên kia cười to, sau đó nói. Chư vị, đi theo ta. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng đám người A-man đi theo thanh niên kia bước nhanh rời đi. Tại chỗ, sắc mặt lão giả kia âm trầm đáng sợ. Trên đường, thanh niên cười nói. Huynh đài xưng hô như thế nào? Dương Diệp. Dương Diệp nói. Thanh niên cười nói. Mạc Nhân Vũ, Nam Lân Sơn, thế lực Nam Phái. Nam Phái Bắc Phái. Dương Diệp không hiểu nhìn về phía thanh niên. Thanh niên cười nói. Lúc trước biến cố, nơi đây là thiên hạ của hai người, một cái trong đó, chính là Bắc Phái Thiên Vạn U kia, còn có một, là phụ thân ta Mạc Thiên Khung. Ở chỗ này, thực lực của hai người bọn họ mạnh nhất, đương nhiên, giữa bọn họ, cho tới bây giờ đều là nước giếng không phạm nước sông. Nói đến đây, Mạc Nhân Vũ khẽ nở nụ cười. Thế nhưng không ai nghĩ tới, tử giới đột nhiên xảy ra loại biến cố này. Bởi vậy Nam Lân Sơn không thể không liên thủ, nhưng sau khi liên thủ, ai là lão đại, khẳng định cũng không phục đối phương, cho nên có Nam Phái Bắc Phái. Thì ra là thế. Dương Diệp khẽ gật đầu,
Như nghĩ đến cái gì, Dương Diệp không khỏi lắc đầu cười cười. Đã đến loại thời điểm này, Nam Lân Sơn còn không có chính thức đoàn kết nhất trí. Tiếp tục như vậy, rất nguy hiểm. Đã đến. Mạc Nhân Vũ chỉ xa xa, chỗ đó là một biệt viện. Không quá xa hoa, nhưng lại rất tinh xảo. Mạc Nhân Vũ nói. Nơi này chính là nơi cư trú của chư vị, có chút đơn sơ, hy vọng chư vị đừng ghét bỏ hả? Dương Diệp khẽ gật đầu. Đa tạ. Chư vị trước đó hẳn trải qua đại chiến. Mạc Nhân Vũ cười nói. Hiện tại hẳn đã rất mỏi mệt, ta sẽ không quấy rầy chư vị. Cáo từ. Vừa nói, Mạc Nhân Vũ ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Như thế nào, bên cạnh Dương Diệp, A Man hỏi. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Bây giờ đối với nam phái này còn không rõ ràng lắm, bất quá nhìn cách đối nhân xử thế của đối phương cũng không kém. Trước Khờ Lông quan tâm những chuyện đó, cứ xem một chút, đến lúc đó nếu như quá kém, chúng ta ly khai là được. A Man khẽ gật đầu. Cũng phải. Lúc này, tay phải Dương Diệp vung lên, trước mặt mọi người đều xuất hiện hai viên tiên tinh thạch. Nhanh chữa khỏi tổn thương. Mọi người cũng không khách khí, cầm lấy tiên tinh thạch liền đi. Chúng ta nói chuyện. Lúc này, A Man đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua A Man, sau đó nhẹ gật đầu. Trong phòng Dương Diệp, ngươi có phải thần tộc hay không? A Man nhìn Dương Diệp. Thần tộc. Dương Diệp nói. Man tỷ có ý gì? Ngươi có phải hay không? A Man lại hỏi. Vì cái gì hỏi như vậy? Dương Diệp hỏi lại. A Man khẽ lắc đầu. Trước kia yêu thú cứu chúng ta. Ta từng ở trong một ít cổ văn thấy qua, kia là đế ngạc của thần tộc. Ta không biết vì sao nơi đây lại có đế ngạc, nhưng ta biết, đối phương là bởi vì ngươi mới ra tay cứu chúng ta. Dương Diệp cười nói. Ta không phải thần tộc. Thật sự. A Man lại hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Thật không phải thần tộc, chẳng qua ta rất không rõ, vì sao Man tỷ ngươi khẩn trương như vậy. Có thể không khẩn trương sao? A Man lạnh nhạt nói. Thế giới bên ngoài, những người kia là quyết không tha cho thần tộc. Nhìn thấy người của thần tộc, bọn hắn ắt phải chết. Dương Diệp trầm mặc. Lúc này A Man lại nói. Ngàn vạn lần chớ để cho người ở phía ngoài biết ngươi có quan hệ với thần tộc, bằng không thì, ngươi sẽ có đại phiền toái. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. A Man gật đầu. Ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi đi. Nói xong, A Man rời khỏi phòng. Trong phòng. Chỉ còn lại có một người. Dương Diệp ngồi xếp bằng trên giường, nhíu mày. Từ trong lời nói của A Man, ân oán giữa bách tộc và thần tộc hiển nhiên rất lớn. Người phong ấn phương thiên địa này, là thần tộc làm sao? Nếu như vậy, mục đích của bọn hắn là gì? Một loạt nghi vấn lấy tốc độ ánh sáng hiện lên ở trong đầu Dương Diệp. Cuối cùng, Dương Diệp lắc đầu, không suy nghĩ những thứ này. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp đi tới trong Hồng Mông Tháp. Tu luyện. Lúc trước cùng bầy yêu thú đại chiến, làm cho hắn cảm giác mình đã đạt đến một bình cảnh, mà bây giờ, hắn cần phải làm là đột phá bình cảnh này. Tuy thực lực của hắn bây giờ cực mạnh, nhưng cảnh giới vẫn có chút thấp, này với hắn mà nói, cực kỳ bất lợi. Bởi vì không có cảnh giới làm cơ sở, chiến lực của hắn, như trước là cực kỳ có hạn. Tựa như vừa rồi, sau khi dùng một kiếm kia, hắn đã không thể dùng kiếm thứ hai. Trừ tu luyện. Hắn còn có chuyện phải làm, cái kia chính là để cho Tiểu Bạch tạo tiên tinh thạch. Trước kia tặng ra tiên tinh thạch, tăng thêm hắn tiêu hóa, trọn vẹn mấy trăm viên, mà đây đã là toàn bộ của cải của hắn. Mà ở địa phương này, nếu không có tiên tinh thạch, đó không thể nghi ngờ là cực kỳ khó chịu. Rất nhanh, Dương Diệp tìm được Tiểu Bạch. Tiểu Bạch quơ quơ tiểu chảo, ý kia là, rất mệt, vô cùng mệt mỏi. Dương Diệp đen mặt lại. Nói đi, điều kiện gì? Tiểu Bạch vô tội mở to mắt, tỏ vẻ không hiểu. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Hiện tại ta rất cần loại tiên tinh thạch này, giúp ta tạo nhiều một chút được không? Đương nhiên là có chỗ tốt. Nghe được câu cuối cùng, con người của Tiểu Bạch lập tức phát sáng. Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ đầu Tiểu Bạch, cười nói. Người tiểu gia hỏa này, càng ngày càng tinh danh. Sau khi cùng Tiểu Bạch chơi đùa, Dương Diệp về tới phòng tu luyện. Xếp bằng ngồi dưới đất, điên cuồng hấp thu linh khí bốn phía. Tính tỏa. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, theo thời gian trôi qua, khí tức trên người Dương Diệp càng ngày càng mạnh.
Nửa tháng sau, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất đột nhiên đứng lên, trong chốc lát, một cổ khí tức từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra, bất quá rất nhanh, cỗ khí tức này liền vô thanh vô tức biến mất. Hô! Dương Diệp nhẹ thở ra một hơi, sau đó mở mắt. Minh cảnh tam đoạn. Rốt cuộc đạt đến minh cảnh tam đoạn. Đột nhiên, Dương Diệp nhíu mày, sau đó ra hồng mông tháp. Lúc này, ngoài cửa truyền tới một giọng nói. Dương huynh có ở đây không? Thanh âm của Vu Tịnh. Dương Diệp mở cửa phòng, sau đó nói. Có việc. Vu Tịnh khẽ gật đầu. Tần Xuyên bị người đánh tàn phế. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp lập tức híp lại. Tần Xuyên bị người đánh tàn phế. Dương Diệp cau mày. Xảy ra chuyện gì? Vu Tịnh cười khổ. Sau khi thương thế hắn lành liền ra ngoài dạo, sau đó cùng một nữ tử xảy ra tranh chấp, cuối cùng bị người đánh tàn phế. Sau đó đối phương bảo chúng ta cầm 100 viên tiên tinh thạch đi chuộc người. 100 viên tiên tinh thạch. Dương Diệp nhíu mày. Dẫn ta đi xem một chút, giống như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói. Man tỷ biết không? Vu Tịnh lắc đầu. Man tỷ còn đang bế quan, cho nên không có thông chi nàng, muốn báo cho nàng không? Dương Diệp lắc đầu. Không cần, đi, chúng ta đi nhìn xem. Ở dưới Vu Tịnh dẫn dắt, Dương Diệp đi tới một quảng trường. Quảng trường có chút lớn, chiếm diện tích mấy ngàn trượng, ở trên quảng trường kia, tọa lạc không sai biệt lắm mười mấy luận võ đài. Lúc này, quảng trường đã tụ tập rất nhiều người, phải nói hai nhóm người đang giằng co. Trong đó một nhóm người đúng là đám người đao cuồng, mà một nhóm người khác, Dương Diệp không biết, bất quá ở trong nhóm người kia, Dương Diệp thấy được một bóng người quen thuộc. Bóng người này đúng là Tần Xuyên. Lúc này hai đầu gối Tần Xuyên quỳ trên mặt đất, ở trên cổ buộc một khóa sắt màu đen. Trừ cái đó ra, Dương Diệp còn phát hiện, hai cánh tay của Tần Xuyên mềm yếu, hiển nhiên, xương cốt bên trong đã vỡ vụn. Còn có hai chân của Tần Xuyên, đây không phải Tần Xuyên chủ động quỳ xuống, mà là đầu gối của hắn đã vỡ vụn, căn bản là không có cách đứng thẳng. Nhìn thấy một màn này, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Ôi, a, à, người chủ sự đi ra. Lúc này, một tiếng cười đùa từ xa truyền đến. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, nói chuyện chính là một thanh niên. Quần áo của nam tử có chút cũ nát, trên đầu có vết sẹo, ở bên hông là một thanh đoản kiếm thật nhỏ. Lãnh Tàng. Bên cạnh Dương Diệp, Vu Tịnh trầm giọng nói. Đã từng cực kỳ nổi danh ở Nam Lân Sơn, bây giờ gia nhập Bắc Phái. Dương Diệp không để ý tới Lãnh Tàng, mà đi vào trước mặt đám người đao cuồng, nhìn thấy Dương Diệp. Thần sắc đám người đao cuồng đều buông lỏng, khẽ gật đầu, đang muốn nói. Ta rất thất vọng. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Đám người đao cuồng sửng sốt. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Thực rất thất vọng. Vừa nói, hắn chỉ vào Tần Xuyên trong đám người. Nhìn được hắn không, chứng kiến bộ dáng của hắn bây giờ không? Nếu như các ngươi thấy được, nhưng với tư cách huynh đệ của hắn, vì sao không ra tay, vì sao không ra tay? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của Dương Diệp đã biến thành gầm thét. Đám người đao cuồng trầm mặc. Lúc này Vu Tịnh nói khẽ. Không phải chúng ta không ra tay, mà là Tần Xuyên huynh ở trên tay bọn họ, chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thật có lỗi. Đao cuồng lắc đầu. Không cần xin lỗi, chúng ta lý giải. Dương Diệp quay người nhìn về phía Lãnh Tàng, sau lưng Lãnh Tàng, ước chừng có 70 người. Đều là cường giả đứng đầu. Mà bên Dương Diệp, chỉ có 20 người. Còn có một vài người, cơ bản đều đang bế quan chữa thương. Ngươi chính là dẫn đầu. Ánh mắt Lãnh Tàng quan sát Dương Diệp một chút, sau đó lắc đầu. Yếu như vậy. Dương Diệp không để ý tới Lãnh Tàng, mà nhìn về phía Tần Xuyên. Còn có thể nói chuyện được không? Tần Xuyên chậm rãi ngẩng đầu, nhếch miệng cười cười, sau đó lắc đầu. Ánh mắt Dương Diệp lập tức băng lạnh xuống, thời điểm Tần Xuyên cười, hắn phát hiện, đầu lưỡi của Tần Xuyên đã không còn. Trước mặt Dương Diệp, Lãnh Tàng cười nói. Nói lời không nên nói, cho nên đầu lưỡi không còn rồi. Ngươi thì sao, ngươi có nói bậy hay không? Nói nhảm với hắn cái gì? Lúc này, một nữ tử bên cạnh Lãnh Tàng đột nhiên đi tới, sau đó nói. Để cho hắn giao ra 100 viên tiên tinh thạch, đổi mạng của phế vật này. 100 tiên tinh thạch. Lãnh Tàng lắc đầu. Không, bây giờ là 300 tiên tinh thạch. Vừa nói, hắn nhìn thẳng Dương Diệp.
vốn chỉ 100 viên, nhưng bởi vì vừa rồi ngươi hai lần coi thường ta, cho nên, bây giờ là 300 viên tiên tinh thạch. Nghe vậy, sau lưng Dương Diệp, sắc mặt đám người đao cuồng âm trầm. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này Vu Tịnh nói khẽ. Lần này xung đột là vì Tần Xuyên nhìn thoáng qua nữ nhân kia, sau đó nữ nhân kia liền. Dương Diệp lắc đầu. Ta không cần biết nguyên nhân, nếu như ta nhận hắn là huynh đệ, coi như là lỗi của hắn, lão tử cũng cùng hắn gánh. Nói xong, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía một bên. Ta đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi đã không xử lý, ta liền tự mình xử lý. O-O-O-N-G. Một tiếng kiếm minh đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, một đạo kiếm quang lóe lên. Thời điểm Dương Diệp biến mất, Lãnh Tàng trước mặt hắn sắc mặt hơi đổi, cũng theo đó biến mất ngay tại chỗ. Thình thịch, trong tràng, không gian đột nhiên chấn động kịch liệt, người xung quanh bị một cỗ lực lượng chấn lui về sau gần nghìn trượng. Ảnh hưởng tản đi, trong tràng yên tĩnh trở lại. Giờ phút này, ở vị trí giữa, Dương Diệp cùng Lãnh Tàng cách xa nhau không đến 3 trượng, mà ở trong tay Dương Diệp là Tần Xuyên. Nhìn thấy một màn này, thần sắc mọi người sau lưng Lãnh Tàng có chút khó coi. Lãnh Tàng này, là cường giả kiến đạo cảnh A, nhưng vừa so đấu đã thua minh cảnh tam đoạn. Trước mặt Dương Diệp, Lãnh Tàng quan sát Dương Diệp một chút. Không nghĩ tới lần này mắt ta vụng về, nguyên lai là giả heo ăn thịt hổ. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người Tần Xuyên, trầm mặc một lát, hắn giao Tần Xuyên cho Vu Tịnh, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Tàng. Lúc này, tay Tần Xuyên đột nhiên chỉ nàng kia. Dương Diệp nhìn về phía nàng kia, Vu Tịnh nói. Đầu lưỡi của Tần Xuyên là nàng tự tay cắt. Dương Diệp khẽ gật đầu. Yên tâm, nàng sẽ bồi thường ngươi. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía Lãnh Tàng, không có nói nhảm, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của Lãnh Tàng, trong chốc lát, trong sân trải rộng tàn ảnh của Dương Diệp. Ảnh kiếm sát. Trước mặt Dương Diệp, Lãnh Tàng ở thời điểm Dương Diệp biến mất, thân sắc đã ngưng trọng lên, rất nhanh, tay hắn rút ra đoạn kiếm bên hông, chân phải đạp mạnh mặt đất. Cả người hóa thành một đạo hàn quang bắn nhanh ra. Xuy xuy xuy. Trong tràng truyền đến từng thanh âm không gian xé rách, thanh âm kia cực kỳ chói tai. Trong tràng, chỉ thấy kiếm quang cùng tàn ảnh, rất nhiều người căn bản nhìn không tới Dương Diệp cùng Lãnh Tàng. Sau khi cùng Dương Diệp cận chiến, Lãnh Tàng càng đánh càng kinh ngạc. Cảnh giới của Dương Diệp so với hắn thấp hơn quá nhiều, nhưng Dương Diệp cận chiến quá kinh khủng. Hơn nữa vô cùng hung ác. Từng chiêu cùng hắn lấy thương đổi thương. Bành! Lúc này, Lãnh Tàng kéo ra khoảng cách với Dương Diệp. Tay phải Lãnh Tàng nắm chặt đoạn kiếm, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Thời gian dần tê rôi qua, thanh đoạn kiếm trong tay Lãnh Tàng bắt đầu rung động kịch liệt. Xa xa, Dương Diệp mặt không biểu tình, tay phải mở ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, kiếm xoay tròn tốc độ cao. Ba hơi sau. Hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Ca sát. Vô thanh vô tức, không gian vạn trượng rạn nứt ra. Nhưng lúc này, trước ngực Lãnh Tàng cắm một thanh kiếm, mà mũi kiếm thì cắm trên mặt đất, cứ như vậy, Lãnh Tàng bị thanh kiếm này đinh ở trên mặt đất. Trong tràng triệt để yên tĩnh lại. Lãnh Tàng thất bại. Cách đó không xa, nữ tử cắt đầu lưỡi của Tần Xuyên sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Dương Diệp đi tới trước mặt Lãnh Tàng. Đúng lúc này, nàng kia cùng những người bên cạnh toàn bộ vây quanh lên, mà đám người đao cuồng ở sau lưng Dương Diệp cũng nhao nhao vây quanh lên. Tuy bên Dương Diệp nhân số ít, nhưng khí thế không yếu chút nào. Dương Diệp không có để ý đám người kia, mà nhìn về phía Lãnh Tàng. Biết vì sao không giết ngươi không? Lãnh Tàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Việc của nam nhân giải quyết, không có quan hệ gì tới nàng. Câu này của ngươi. Ta rất đồng ý. Dương Diệp mỉm cười, sau một khắc, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ, rất nhanh, hắn về tới tại chỗ, nhưng lúc này trong tay hắn bóp một nữ tử. Đúng là nữ tử cắt đi đầu lưỡi của Tần Xuyên. Lúc này, Lãnh Tàng đột nhiên gầm lên giận dữ, muốn động thủ, nhưng Dương Diệp một cước giẫm ngực của hắn, cứng rắn đạp trở về. Dương Diệp mắt nhìn Lãnh Tàng. Không giết người cùng nữ nhân này, là bởi vì ta muốn để cho chính hắn ra tay. Ta nghĩ, hắn nhất định rất muốn làm như vậy. Nói xong, Dương Diệp phất nữ tử trong tay xuống trước mặt Tần Xuyên, cùng lúc đó, chân phải hắn nhẹ nhàng đá một cái, Lãnh Tàng dưới chân cũng bị hắn đá tới trước mặt Tần Xuyên.
Mối thù của mình, đương nhiên phải do mình báo mới hả giận. Còn chưa động thủ. Lúc này Lãnh Tàng đột nhiên gầm thét. Theo Lãnh Tàng nói xong, những thuộc hạ kia muốn động thủ, nhưng lúc này, một đạo kiếm quang lóe lên. Suy suy. Hai người ở trước nhất đầu bay ra ngoài, máu tươi phun trào. Dương Diệp nhìn lướt qua những người kia. Thử xem. Trong tràng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt tất cả mọi người đều rơi ở trên người Dương Diệp, có ngưng trọng, đương nhiên, càng nhiều nữa vẫn là kiêng kỵ. Được rồi. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, rất nhanh, một trung niên từ xa xa chậm rãi đi tới. Dương Diệp nhìn về phía trung niên kia. Bắc phái. Trung niên khẽ gật đầu. Việc này bỏ qua, như thế nào? Dương Diệp chỉ Tần Xuyên. Hỏi huynh đệ của ta có đồng ý hay không một chút. Trung niên nhìn thoáng qua Tần Xuyên, sau đó nói. Hắn vẫn còn sống, nhưng tiếp tục nữa, hắn khả năng sẽ chết. Không chỉ hắn, những người phía sau ngươi, chỉ sợ cũng không sống nổi mấy cái. Không phải uy hiếp ngươi, chỉ là nói một sự thật. Sự thật. Dương Diệp cười nhẹ, hắn nhìn về phía Tần Xuyên. Muốn làm gì thì làm cái đó, đừng có bất kỳ cố kỵ gì, trời sập xuống, ta đỡ cho ngươi. Ta đỡ đòn cho ngươi. Tiếng như sấm vang, chấn động lòng người. Ánh mắt đám người đạo cuồng đều rơi ở trên người Dương Diệp, trong ánh mắt có một tia phức tạp. Tần Xuyên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nhìn về phía nàng kia, muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười đột nhiên từ xa xa truyền đến. Tần huynh, tỉnh táo một chút. Mọi người quay đầu nhìn lại, người tới chính là Mạc Thiên Vũ. Mạc Thiên Vũ đi nhanh đến trước mặt Dương Diệp. Dương huynh, Tần huynh, thật có lỗi, lúc trước ta bị phái đi tuần tra âm phong lĩnh, vừa rồi không lâu mới biết được chuyện nơi đây, đã tới. Chậm, Dương Diệp khẽ lắc đầu. Cùng Mạc huynh không có quan hệ gì. Mạc Thiên Vũ do dự một chút, sau đó nói. Dương huynh, hai người này, có thể không giết hay không? Dương Hồ Di Diệp nhìn Mạc Thiên Vũ nói. Dương huynh, Lãnh Tàng này không phải người bình thường, hắn là cháu ngoại trai của Bắc phái chi chủ Thiên Vạn U, giết hắn, có thể sẽ để cho Na CM phái cùng Bắc phái quan hệ khẩn trương lên. Mà bây giờ, ngoài có đại địch, trong Nam Lân Sơn thật sự không thể có bất kỳ nội loạn. Kính xin Dương huynh dùng đại cục làm trọng. Dương Diệp cơ đang muốn nói, Tần Xuyên đột nhiên tỏ thái độ rồi. Hắn lắc đầu, sau đó để Vu Tịnh đỡ hắn quay người rời đi. Tần Xuyên buông tha. Mặc dù hắn rất muốn giết hai người trước mắt, nhưng hắn không muốn liên lụy những huynh đệ chung quanh. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Chậm đã. Tần Xuyên dừng bước quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cười nhẹ, sau đó nhìn về phía Mạc Thiên Vũ. Dùng đại cục làm trọng, ta hiểu rồi. Người của Bắc phái, có thể tùy ý giết Nam phái, mà Nam phái phải theo đối phương giảng đại cục làm trọng. Mạc Thiên Vũ sầm mặt lại. Dương huynh, lời không thể nói lung tung. Nói lung tung. Dương Diệp cười cười. Ta cũng không nói lung tung, ta thấy chính là như vậy. Mạc huynh, cũng không gây khó khăn cho ngươi. Vừa nói, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Từ giờ phút này, chúng ta rời khỏi Nam phái, huynh đệ chúng ta ly khai Nam Lân Sơn. Nói xong, hắn nhìn về phía Tần Xuyên. Là nam nhân liền động thủ. Tần Xuyên không có do dự chút nào. Dùng hai tay đã khôi phục trực tiếp đập xuống nữ tử. Bành! Đầu nàng kia nổ bể ra. Không! Một bên, Lãnh Tàng muốn rách cả mí mắt. Tần Xuyên muốn ra tay với Lãnh Tàng, nhưng lúc này, trung niên kia đột nhiên động thủ. Mà thời điểm trung niên động thủ, Dương Diệp cũng động thủ. Mấy đạo kiếm quang lóe lên. Bành bành! Trung niên kia bị trấn trở về tại chỗ, lúc này, Tần Xuyên đã một chưởng vỗ nát đầu Lãnh Tàng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt trung niên kia trầm xuống. Một bên sắc mặt của Mạc Thiên Vũ cũng có chút âm trầm. Dương Diệp đây là một chút cũng không nể mặt hắn. Kiếm thu. Dương Diệp nhìn thoáng qua trung niên kia. Nếu Bắc phái người muốn chơi cái gì, chúng ta phụng bồi tới cùng. Nói xong, hắn nhìn về phía Đao Cuồng. Đao huynh, thông chi huynh đệ còn lại, bây giờ chúng ta rời Nam Lân Sơn. Đao Cuồng không do dự, quay người rời đi. Tiểu Hữu xúc động rồi. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên từ xa xa truyền đến, rất nhanh, một trung niên mặc cẩm bào xuất hiện. Phụ thân. Mạc Thiên Vũ vội vàng đi tới trước mặt trung niên.
Sao ngài lại tới đây? Người tới chính là chủ nhân nam phái Mạc Thiên Khung. Mạc Thiên Khung nhìn thoáng qua Mạc Thiên Vũ, khẽ lắc đầu. Ta rất thất vọng. Sắc mặt Mạc Thiên Vũ lập tức trắng đi. Ánh mắt Mạc Thiên Khung rơi vào trên người trung niên Bắc phái. Nguyên do sự tình ta đã điều tra rõ ràng, Tần Xuyên bất quá là nhìn thoáng qua nữ nhân của lãnh tàng liền trực tiếp bắt người, đánh hắn tàn phế. Việc này, là Bắc phái ngươi làm không đúng trước, ngươi trở về đi, chuyện của lãnh tàng, ta sẽ giải quyết với Thiên Vạn U. Trung niên kia không dám nói gì, lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Mạc Thiên Khung nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu hữu cùng bằng hữu của mình gia nhập nam phái ta, chỉ cần các ngươi không chủ động gây sự, xảy ra chuyện, nam phái ta tự nhiên sẽ bảo vệ các ngươi. Dương Diệp trầm mặc. Mạc Thiên Khung nói. Có lẽ tiểu hữu còn không biết, bây giờ Nam Lân Sơn đã bị bao vây. Bị bao vây. Dương Diệp nói. Những yêu thú kia. Mạc Thiên Khung lắc đầu. Nếu chẳng qua là những yêu thú kia thì tốt rồi, làm người nhức đầu chính là những dân bản địa của tử giới. Những người kia, từ phía Nam rất xa di chuyển đến, mục đích của bọn hắn, chính là Nam Lân Sơn này. Làm như vậy là vì linh khí nơi này. Dương Diệp hỏi. Mạc Thiên Khung nói. Không đơn thuần là như vậy, tiểu hữu cũng biết, dưới Nam Lân Sơn còn có một truyền tống trận. Cái truyền tống trận này, là người nơi đây ở rất lâu trước kia lưu lại, nối thẳng bên ngoài. Sở dĩ nơi đây có linh mạch, kỳ thật cũng là bởi vì truyền tống trận kia, hai linh mạch kia, là những người kia vì duy trì trận pháp vận chuyển mà cố ý lưu lại. Nếu như nơi này có truyền tống trận, vì sao tiền bối không ly khai? Dương Diệp hỏi. Mạc Thiên Khung cười nhẹ. Mới đầu, chúng ta cũng muốn, dù sao chỗ này đã không thích hợp tiếp tục ở lại. Nhưng không nghĩ tới xảy ra chút vấn đề, tử giới này, bị một đại trận phong ấn. Trận pháp phong ấn. Dương Diệp nhíu mày. Mạc Thiên Khung ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Một trận pháp vô cùng lớn, ở dưới trận pháp này bao phủ, thông đạo không gian của tử giới và ngoại giới bị phong kín, đừng nói ra, ngay cả liên hệ bên ngoài cũng không được. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Muốn đi ra ngoài, hoặc là để cho người phong ấn tử giới mở trận, hoặc có năng lực phá hủy phong ấn này, mạnh mẽ đi ra. Không ra được. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua chân trời, không cần phải nói, phong ấn tử giới, nhất định là chí nữ cùng thần tộc làm. Cũng chỉ có bọn hắn có thực lực này. Phong ấn tử giới, chí nữ muốn làm cái gì? Lúc này, Mạc Thiên Khung lại nói. Tiểu hữu, hiện tại loại tình cảnh này, chúng ta tốt nhất nên ôm đoàn sưởi ấm. Nói xong, Mạc Thiên Khung quay người biến mất ở xa xa. Còn đi hay không? Bên cạnh Dương Diệp, Phù Tịnh đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Trước ở lại, ân, ta muốn đi một chỗ. Có cần chúng ta theo hay không? Phù Tịnh hỏi. Dương Diệp lắc đầu, không cần, một mình ta là đủ. Các ngươi ở chỗ này cẩn thận chút, người của Bắc phái có thể sẽ không đơn giản bỏ qua. Tóm lại, cẩn thận một chút. Phù Tịnh khẽ gật đầu. Chính ngươi lũng cẩn thận một chút. Dương Diệp nhìn về phía Tần Xuyên. Không có vấn đề lớn chứ. Tần Xuyên khẽ lắc đầu, hắn bị thương, chẳng qua là ngoại thương, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Dương Diệp cong ngón búng ra. 10 viên tiên tinh thạch rơi vào trước mặt Tần Xuyên. Hảo hảo chữa thương. Nói xong, thân hình hắn run lên, hóa thành một đạo ca kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Lần này mục đích của Dương Diệp đúng là đi tìm chí nữ, hắn muốn tìm chí nữ giúp đỡ, xem có thể để cho đám người Tần Xuyên ly khai tử giới hay không. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới mặt sông trước kia, không do dự, hắn đi thẳng tới đáy sông. Nhưng rất nhanh, một quái vật khổng lồ chắn ở trước mặt của hắn. Đế ngạc. Dương Diệp nhìn thoáng qua đế ngạc, sau đó nói. Ta muốn gặp chí nữ. Vào đi. Lúc này, một giọng nói từ xa xa chậm rãi bay tới. Đế ngạc lập tức nhường đường, nhưng vẫn đi theo Dương Diệp, có chút không thiện ý. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới thần điện. Trong điện chỉ có chí nữ. Có việc gì sao? Chí nữ hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Tử giới là bị các ngươi phong ấn sao? Chí nữ nhẹ gật đầu. Phải, như thế nào? Quả nhiên là nàng. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Có thể tạm thời cởi bỏ sao? Chí nữ lắc đầu. Không thể. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu.
Trí nữ đi tới trước mặt Dương Diệp. Có một số việc, không thể nói cho ngươi biết, ta minh bạch dụng ý của ngươi, nhưng việc này quan hệ trọng đại, cho nên, ta không thể đáp ứng ngươi. Dương Diệp nói, có thể đưa chúng ta ra ngoài không? Trí nữ khẽ lắc đầu. Ta nói, ở chỗ này, bất kỳ người nào cũng không thể ly khai, ít nhất tạm thời là như vậy. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng nhiều, không bao lâu các ngươi liền có thể rời đi. Sẽ không quá lâu. Dương Diệp nhìn trí nữ. Ngươi muốn làm cái gì? Trí nữ mỉm cười. Ngươi xác định muốn biết. Dương Diệp trầm mặc, trực giác nói cho hắn biết, việc này đừng biết cho thỏa đáng, bằng không thì phiền toái rất nhiều. Có muốn đạt tới minh cảnh ngũ đoạn đỉnh phong hay không? Lúc này, trí nữ đột nhiên nói. Có ý tứ gì? Dương Diệp không có đáp ứng, có chút đề phòng. Trí nữ cười nói. Nếu như ta muốn hại ngươi, ngươi căn bản không có cơ hội phản kháng, không phải sao? Dương Diệp nói. Nói điều kiện của ngươi đi. Thông minh. Trí nữ cười nói. Kỳ thật điều kiện rất đơn giản, ta cần mượn kiếm kia dùng một lát. Mượn kiếm. Dương Diệp cau mày. Làm gì? Có chỗ hữu dụng. Trí nữ nói. Chỉ hai ngày sau, kiếm về ngươi. Mà để báo đáp lại, ta có thể giúp ngươi tăng lên tới minh cảnh ngũ đoạn. Minh cảnh ngũ đoạn. Không thể không nói, Dương Diệp rất động tâm. Hắn bây giờ là minh cảnh tam đoạn, cách minh cảnh ngũ đoạn vẫn có khoảng cách không nhỏ, mà nếu dưới tình huống bình thường tu luyện, ít nhất phải 2-3 năm mới có thể đạt tới minh cảnh ngũ đoạn. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp lấy kiếm ra. Kiếm này giết qua rất nhiều người của thần tộc, người sẽ không đối với nó. Nói đến đây, Dương Diệp không có nói nữa. Trí nữ lạnh nhạt nói. Ta còn không có kém cỏi như vậy, sẽ đi tìm một thanh kiếm báo thù. Ta từng nói qua, nếu kiếm này ở trong tay người khác, ta nhất định giết người hủy kiếm, nhưng ở trong tay ngươi. Ta muốn mượn nó, là hy vọng hiểu rõ một ít chuyện, chỉ đơn giản như vậy. Dương Diệp nghĩ một lát, sau đó nói. Được. Nói xong, hắn cong ngón búng ra, thanh kiếm kia bay đến trước mặt trí nữ. Trí nữ không có tiếp kiếm, mà nhìn về phía một bên. Quản bá, làm phiền. Một lão giả áo trắng chậm rãi đi ra, lão giả đi tới trước mặt Dương Diệp. Xin đi theo ta. Cứ như vậy, Dương Diệp đi theo lão giả áo trắng biến mất ở trong điện. Làm như vậy, đáng giá không? Lúc này, một giọng nói vang lên. Hai mắt trí nữ chậm rãi đóng lại. Vì hắn, đáng giá. Dương Diệp đi theo lão giả áo trắng ra thần điện. Đi đâu? Dương Diệp hỏi. Tiểu hữu là làm sao nhận thức chủ nhân? Lão giả áo trắng hỏi. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói. Vô tình, như thế nào? Lão giả áo trắng khẽ lắc đầu, chỉ là tò mò. Vừa nói, hắn nhìn về phía xa xa, chỗ đó có một đại điện kỳ dị, đại điện hình bầu dục, bốn phía đen kịt, tản ra lưu quang quỷ dị. Tu La Tràng. Lão giả áo trắng nói. Tu La Tràng. Dương Diệp nhìn về phía cung điện kia. Có ý tứ gì? Lão giả áo trắng nói. Thần tộc ta có thật nhiều phương pháp bồi dưỡng nhân tài, Tu La Tràng này chính là một cái trong số đó, cũng là địa phương tương đối tàn nhẫn. Lời nói vừa dứt, hai người đã tới trước cửa Tu La Tràng. Lúc này lão giả áo trắng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Tu La Tràng, lại xưng Tu La luyện ngục, chủ nhân để cho ta giúp ngươi tăng lên tới minh cảnh ngũ đoạn. Hơn nữa không có di chứng, cho nên ta lựa chọn cho ngươi Tu La luyện ngục. Phương pháp của ta rất đơn giản, chính là ở trình độ lớn nhất kích phát tiềm lực của ngươi, bất quá điều này cũng nguy hiểm, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Dương Diệp nhìn về phía Tu La Tràng, khẽ gật đầu. Ta đã chuẩn bị tốt. Lão giả khẽ gật đầu, sau đó tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, dưới chân Dương Diệp xuất hiện một vòng tròn màu lam, chỉ nháy mắt, Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Đầu Dương Diệp xuất hiện một hồi mê muội, rất nhanh, cảm giác mê muội biến mất, Dương Diệp mở mắt, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Bốn phía đen kịt, đột nhiên, xùy, phía sau lưng Dương Diệp bị xé nứt ra một cái miệng máu, cùng lúc đó, cả người Dương Diệp bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống, vẻ mặt Dương Diệp lờ mờ. Đồ chơi gì? Xùy, lúc này, trước ngực Dương Diệp đột nhiên tét ra, máu tươi bắn mạnh. Giờ khắc này, sắc mặt Dương Diệp rốt cuộc thay đổi. Suy 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 suy. Trong tràng,
Thanh âm vạch phá không khí không ngừng vang lên, trên người Dương Diệp, máu tươi văng khắp nơi. Nhưng Dương Diệp căn bản không có thấy rõ đối thủ của mình. Xuy. Lúc này, trên người Dương Diệp lần nữa kích xạ ra một vết máu tươi. Không phải đối phương thủ hạ lưu tình, mà là thân thể hắn quá mạnh, tuy đối phương có thể phá nhục thể của hắn, nhưng không cách nào chí mạng. Bất quá, tiếp tục như vậy, Dương Diệp hắn nhất định sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Bên ngoài. Như thế nào? Bên cạnh lão giả áo trắng, chí nữ nhẹ giọng hỏi. Lão giả áo trắng trầm mặc một lát, sau đó nói. Trên người di chứng rất nhiều, còn chưa cách nào thích nghi. Vừa nói, hắn nhìn về phía Tu La Chàng. Hắn là một khối thép tốt, nhưng tạp chất trên người còn có chút nhiều, nếu như có thể xóa những tạp chất kia, hắn có thể được gọi là kiếm tiên. Kiếm tiên. Hai mắt chí nữ khẽ híp, hai chữ kiếm tiên này là một danh hiệu của thần tộc. Lịch sử thần tộc dài lâu, nhưng có thể trở thành kiếm tiên, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn có tiềm lực trở thành kiếm tiên. Chí nữ hỏi. Lão giả áo trắng khẽ gật đầu. Kiếm tiên, kiếm đạo nhập tiên, kiếm của hắn, tự thành hệ thống, mặc dù có dấu vết kiếm đạo của rất nhiều người khác, nhưng hạch tâm vẫn là của hắn. Hiển nhiên, hắn được cao nhân chỉ điểm. Nếu như, nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Nếu như hắn có thể cam lòng bỏ đi một ít gì đó, để cho kiếm của mình không còn lo lắng, không có ràng buộc, như vậy, kiếm của hắn sẽ càng thêm thuần túy, càng thêm lăng lệ ác liệt. Như vậy thì không phải là hắn rồi. Chí nữ lạnh nhạt nói. Quản bá có biết, ta đã từng có rất nhiều lần muốn giết hắn. Vì sao? Lão giả áo trắng hỏi. Chí nữ nói. Trên người hắn, có rất nhiều thứ, những vật này, cho dù là ta cũng động tâm. Nếu ta được, với ta mà nói, sẽ có trợ giúp to lớn. Nhưng ta không cách nào thuyết phục mình đi giết hắn. Vì sao? Lão giả hỏi lại. Chí nữ nhìn về phía Tu La Chàng. Xích tử chi tâm. Lão giả áo trắng khẽ gật đầu. Đã minh bạch. Lúc này, chí nữ cong ngón búng ra, một bình nhỏ màu trắng xuất hiện ở trước mặt lão giả. Đợi tí nữa cho hắn dùng cái này. Nghe vậy, lão giả biến sắc. Chủ nhân, này là. Chí nữ nói. Nếu như lựa chọn không làm địch nhân, vậy tận lực lựa chọn làm bạn. Người này trọng tình, chúng ta tốt với hắn, hắn sẽ nhớ kỹ trong lòng. Cho nên quản bá không cần lo lắng ngày sau hắn sẽ gây bất lợi cho thần tộc ta. Lão giả do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Hết thảy nghe chủ nhân. Chí nữ khẽ gật đầu, sau đó nàng nhìn lướt qua sau lưng. Quản bá có thể thay hắn giải quyết tà vật kia không? Tốt nhất đừng động nó. Lão giả trầm giọng nói. Vì sao? Chí nữ nói. Lão giả nhìn thoáng qua, sau đó nói. Vật kia, có linh trí hoàn chỉnh, nếu chúng ta động nó, tất đưa tới nó oán hận, nếu có thể đánh chết còn tốt, nhưng nếu không thể, cái phiền toái này sẽ rất lớn. Không thể đánh chết sao? Chí nữ nói. Có thể. Lão giả áo trắng nói. Nhưng phải đánh đổi khá nhiều. Cái giá lớn như thế nào? Chí nữ hỏi. Thần tộc người bại lộ. Lúc này, một giọng nói băng lạnh đột nhiên truyền đến, chí nữ quay người, cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đoàn hồng mang. Lúc này, đoàn hồng mang kia lại nói. Nếu như ta vẫn lạc, phương tiên địa này lập tức tan vỡ. Thần tộc bây giờ, không phải thần tộc năm đó, nếu như trước thời gian bại lộ, chỉ sợ sẽ lập tức bị bách tộc giết sạch sẽ. Láo xược. Lúc này, lão giả áo trắng kia đột nhiên vung tay lên, một đạo bạch quang dập dờn. Đạo hồng mang kia bị chấn đến hơn ngàn trượng, nhưng xa cô một khắc, vô số đạo hồng mang phóng lên trời, trong chốc lát, phương viên mấy trăm ngàn dặm rung động kịch liệt. Chấn. Lúc này, một tiếng quát lạnh từ không trung truyền đến, rất nhanh, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện ở bốn phía, thời gian dần trôi qua, không gian chung quanh khôi phục bình thường. Một bên, lão giả áo trắng muốn xuất thủ lần nữa, nhưng chí nữ khoát tay áo. Thôi. Lão giả áo trắng khẽ gật đầu, ngừng lại. Chí nữ nhìn về phía đoàn hồng mang kia. Tuy thần tộc đã xuống dốc, nhưng muốn làm chết ngươi, vẫn có năng lực này. Thật sao? Đoàn hồng mang kia cười gằn. Bổn tôn và vùng vũ trụ này đồng thời sinh ra, cùng vũ trụ bổn nguyên tương liên, giết ta, chính là tổn hại vũ trụ bổn nguyên. Thần tộc đã từng bao trùm thiên địa vũ trụ, nhưng bây giờ,
ngươi thử nhìn một chút, nhìn xem vũ trụ chi linh có thể để cho thần tộc ngươi giết ta hay không. Hai mắt chí nữ híp lại, ánh mắt dần dần băng lạnh. Lúc này, lão giả áo trắng khẽ lắc đầu. Ngươi nói cũng không sai, tuy không thể giết ngươi, nhưng phòng ấn ngươi vẫn có thể. Lưỡng bại câu thương. Thanh âm kia cười lạnh. Chỉ cần thần tộc ngươi nguyện ý, ta phụng bồi tới cùng. Lão giả áo trắng nhìn về phía chí nữ khẽ nở nụ cười. Ngươi muốn nhận hắn làm chủ, sau đó giết chủ, dùng hắn làm vật trung gian hoàn thiện mình, đúng không? Phải thì như thế nào? Đoàn hồng mang kia lạnh lùng nói. Chí nữ cười nói. Đáng tiếc ngươi không dám. Đoàn hồng mang kia trầm mặc. Chí nữ lạnh nhạt nói. Tặng ngươi một câu, trời tạo nghiệp cũng không thể sống, chớ nói chi là ngươi. Đừng chỉ thấy chỗ tốt mà không nhìn thấy nguy hiểm. Người này thân có đạo gia binh gia truyền thừa, trên người càng có nhân quả của hai vị trí cường giả. Đừng nói ngươi, coi như là thần tộc ta cũng không dám tùy tiện giết hắn. Còn ngươi, thứ cho ta nói thẳng, bất kể là đạo gia hay binh gia, hoặc hai vị kia, cũng không phải ngươi có khả năng đối kháng. Thật sao? Đoán hồng mang kia cười lạnh nói. Ta phải thừa nhận, lai lịch bối cảnh của hắn xác thực không đơn giản, nhưng ngươi thực cảm thấy ta là độc thân. Nghe vậy, chí nữ nhíu mày, sắc mặt lão giả bên cạnh cũng có chút âm trầm. Trong tu la tràng, lúc này Dương Diệp đã là một người máu, toàn thân đều là máu tươi. Toàn bộ tu la tràng một mảnh đen nhánh, trên người Dương Diệp, thỉnh thoảng bắn tung tóe ra máu tươi. Hắn không phải không muốn trốn, mà là căn bản không có cách trốn. Những đồ vật công kích hắn kia, quá xuất quỷ nhập thần, hắn căn bản không có biện pháp tránh né. Kiếm vực. Dương Diệp nghĩ tới kiếm vực, lợi dụng kiếm vực, hắn có thể tìm ra những người âm thầm kia. Nhưng lão giả không cho phép hắn dùng kiếm vực. Không thể dùng kiếm vực. Dương Diệp rất khó hiểu, bất quá hắn vẫn nghe lời của lão giả, không dùng đến kiếm vực. Trong bóng tối, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại, trên người hắn, thỉnh thoảng có máu tươi bắn tung tóe ra. Cảm ứng. Hắn không có dùng mắt nhìn, bởi vì những người âm thầm kia tốc độ vượt xa mắt của hắn, dùng mắt, căn bản nhìn không tới. Chỉ có thể dùng tâm nhìn, nhưng tâm cũng nhìn không tới. Cái gì cũng không cảm giác được. Lúc này đây, Dương Diệp có chút mờ mịt. Lúc này, thanh âm của lão giả áo trắng đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Trên đời có bốn loại mắt, mắt thường, tâm nhãn, thiên nhãn. Nói đến đây, lão giả dừng một chút, sau đó lại nói. Ngươi đã đạt tới tâm nhãn, nhưng này còn thiếu rất nhiều. Sở dĩ ngươi nhìn không tới tà vật phía sau ngươi, là bởi vì mắt của ngươi không đủ lực. Làm sao mới đạt tới thiên nhãn? Dương Diệp hỏi. Rất đơn giản. Lão giả nói. Cảm thụ thiên địa, trưởng khống thiên địa, mượn vạn vật chi linh làm kẻ chỉ điểm, nhìn vạn vật. Cảm thụ thiên địa. Trong tu la thành, Dương Diệp trầm mặc lại. Trên người hắn, như trước thỉnh thoảng có máu tươi bắn tung tóe ra. Thời gian từng chút trôi qua, không biết trải qua bao lâu, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, tay phải hắn đột nhiên hướng chảo một cái. Một chảo này, trực tiếp bắt được một móng vuốt huyết sắc. Dương Diệp mãnh liệt kéo, sau đó đập một cái. Bành! Trong bóng tối, có đồ vật gì đó nổ bể ra. Xem ra ngươi có chút ít lĩnh ngộ. Lúc này, thanh âm của lão giả áo trắng lần nữa vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Bất quá, từ hiện tại bắt đầu, ngươi rất nhanh sẽ rõ ràng cái gì gọi là địa ngục. Theo lão giả nói xong, trong bóng tối, Dương Diệp thấy được rất nhiều con mắt màu đỏ. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong tay phải, nhiều hơn một thanh kiếm. Sau khi trải qua địa ngục, kiếm của ngươi càng hung hiểm hơn, càng thêm sắc bén, càng thêm máu tanh. Thanh âm lão giả vang lên lần nữa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống sót đi ra ngoài. Xuy. Lão giả nói xong, trong bóng tối, một cánh tay cầm kiếm bay ra ngoài. Đây là tay của Dương Diệp. Kiếm tu không có tay, còn là kiếm tu sao? Bên ngoài tu la tràng, hắn khả năng không chịu đựng nổi. Bên cạnh lão giả áo trắng, chí nữ nói khẽ. Lão giả áo trắng trầm mặc một lát, sau đó nói. Hắn có thể lựa chọn buông tha. Chí nữ nhìn về phía lão giả áo trắng. Lão giả nói khẽ. Chủ nhân, từ xưa đến nay, vị trí cường giả nào không trải qua nhân gian luyện ngục. Bình thường cùng thoải mái, đó là kẻ yếu mới chọn. Cường giả. Cái gì gọi là cường giả?
không trải qua khó khăn giống như địa ngục, sao có thể trở thành cường giả? Trí nữ trầm mặc. Lão giả lại nói, chủ nhân biết hắn cùng với kiếm tiên khác biệt lớn nhất là gì không? Trí nữ nhìn về phía lão giả nói, kiếm tiên, kiếm đạo nhập tiên, cái gọi là kiếm tiên, cho dù không có kiếm, vẫn là kiếm tiên, đừng nói không có kiếm, coi như không có tay, bọn hắn vẫn là kiếm tiên siêu phàm. Nói đến đây, lão giả nhìn về phía tu la chàng xa xa. Kiếm tu, tâm trung hữu kiếm, mình chính là một thanh kiếm. Trí nữ ngẩng đầu nhìn về phía tu la chàng, trầm mặc. Trong tu la chàng, hai tay Dương Diệp đã biến mất, giờ phút này hắn chỉ có thể bị động trốn tránh bốn phía. Lúc này đây, hắn chính thức cảm nhận được khí tức tử vong. Đặc biệt là dấu móng tay trên cổ họng hắn, vừa rồi nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, móng vuốt kia đủ để cắt đứt yết hầu hắn. Những vật vây công hắn kia, thực lực vượt xa cường giả kiến đạo cảnh bình thường. Không có hai tay, tình cảnh của Dương Diệp càng thêm khó khăn. Cảm giác vô lực. Loại cảm giác này Dương Diệp đã cực kỳ lâu chưa bao giờ gặp rồi. Lúc trước, kiếm nơi tay, cho dù chiến không được địch nhân, nhưng hắn không có loại cảm giác vô lực này, hắn sẽ huyết chiến tới cùng. Mà bây giờ, hai tay mất đi, điều này làm cho Dương Diệp sinh ra cảm giác vô lực. Loại vô lực này, không chỉ vô lực trên thực lực, còn vô lực trong nội tâm. Cam chịu số phận. Đã có xu thế chấp nhận. Cảm giác được ý nghĩ này, Dương Diệp đột nhiên bừng tỉnh. Cam chịu số phận. Dương Diệp kinh hãi phát hiện, mình thậm chí có loại ý niệm này. Cam chịu số phận, tương đương với buông tha cho. Dương Diệp không nghĩ tới, mình ở thời điểm gặp phải tuyệt cảnh, thậm chí có ý niệm buông tha, tuy chỉ là một ý niệm, nhưng điều này làm cho Dương Diệp biết, tâm cảnh của mình vẫn có thiếu sót rất lớn. Cường giả, vĩnh viễn sẽ không buông tha. Trên người, miệng vết thương càng ngày càng nhiều, cho dù dùng tốc độ trị liệu của Hồng Mông Tháp cũng không khôi phục được. Tiếp tục như vậy, nhiều nhất nửa canh giờ hắn sẽ chết. Làm sao bây giờ? Dương Diệp cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Khí kiếm. Tâm niệm Dương Diệp khẽ động, trong chốc lát, ở xung quanh hắn xuất hiện 10 thanh khí kiếm, chỉ nháy mắt, 10 thanh khí kiếm tạo thành một kiếm trận thật lớn bao phủ hắn, có kiếm trận này thủ hộ, Dương Diệp bị tổn thương lập tức giảm đi rất nhiều. Phản kích. Trong kiếm trận, Dương Diệp biết, tiếp tục bị động phòng thủ là không có hy vọng. Hắn phải đổi bị động thành chủ động. Bên ngoài tu la chàng. Tâm tính không tệ. Lão giả áo trắng đột nhiên nói. Trí nữ nói. Hắn sắp không chịu nổi. Lão giả lạnh nhạt nói. Có nhiều thứ, nhất định phải bản thân tự mình thể hội, lĩnh ngộ, mới có hiệu quả. Nếu như hắn không có tự mình lĩnh ngộ, mà do chúng ta nói cho hắn biết, cái kia là vô dụng. Võ đạo chi lộ chính là như vậy, nhiều khi, hoặc là thành thần, hoặc là thành quỷ. Quản bá cảm thấy hắn có thể thành công không? Trí nữ hỏi. Lão giả nhìn về phía tu la chàng, nói khẽ. Ai biết được? Trong tu la chàng, chung quanh Dương Diệp, khí kiếm càng ngày càng ít. Nhưng lúc này, Dương Diệp đã ngồi xếp bằng dưới đất. Thời gian dần trôi qua, khí kiếm chung quanh hắn đã biến mất. Rất nhanh, một cái móng vuốt trực tiếp chụp về phía đầu của hắn. Nếu như bị bắt được, không hề nghi ngờ, đầu Dương Diệp sẽ nở hoa. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt. Hiu hiu hiu. Trong chàng, đột nhiên truyền đến từng tiếng xé gió, chỉ nháy mắt, chung quanh có đồ vật gì đó bị xé nứt. Nếu như có người ở chỗ này sẽ phát hiện, một đạo kiếm quang tựa như một độc xà linh hoạt, ở trong bóng tối không ngừng xuyên thẳng qua. Bên ngoài tu la chàng. Thành công. Bên người lão giả, trí nữ nói. Lão giả khẽ gật đầu. Nhưng chẳng qua là bắt đầu. Trong tu la chàng, nếu như có người ở đây sẽ phát hiện, thời khắc này trên người Dương Diệp có một thanh kiếm hư ảo cùng thân thể Dương Diệp dung hợp, người cùng kiếm trùng hợp. Trong tu la chàng, đạo kiếm quang này không ngừng hiện lên. Cứ như vậy, ước chừng rằng có trọn vẹn nửa canh giờ, đạo kiếm quang này ngừng lại. Kiếm quang tản đi, Dương Diệp rơi xuống đất, mà ở trong thân thể của hắn, vẫn có thể chứng kiến một thanh kiếm hư ảo. Tại chỗ, Dương Diệp yếu ớt ngồi trên mặt đất, sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt. Sức cùng lực tận. Chân chính sức cùng lực tận, không chỉ trên thân thể, còn có trên tinh thần. Vừa rồi du tẩu bên bờ sinh tử, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một ý niệm, kiếm tu, không có kiếm thì không phải kiếm tu sao?
Đáp án tự nhiên không phải. Kiếm tu, tâm trung hữu kiếm, trong tay có kiếm hay không không trọng yếu chút nào. Nghĩ tới chỗ này, hắn sáng tỏ thông suốt, lại thêm hắn đã từng nghiên cứu qua vạn loại kiếm kỹ, vì vậy hắn linh quang thoáng hiện, để cho mình biến thành một thanh kiếm. Mình chính là kiếm. Trong tay không có kiếm, mình chính là kiếm. Khi hắn xem mình như một thanh kiếm, Dương Diệp phát hiện một thế giới mới, một tân thế giới trong kiếm đạo. Mình chính là kiếm, đây là một phát hiện mới, một thu hoạch mới, hiện tại Dương Diệp cũng không cách nào giải thích thu hoạch mới này, hắn còn chưa hoàn toàn hấp thu. Kỳ thật, muốn làm được điểm này, đối với Dương Diệp mà nói cũng không khó, bởi vì tạo nghệ kiếm đạo của hắn không thấp chút nào, trái lại còn rất cao, đặc biệt là sau khi nghiên cứu binh đạo lục sát cùng vạn loại kiếm kỹ, hắn ở phương diện kiếm đạo đã đạt đến một độ cao mới. Lúc trước không có làm được, đó là bởi vì hắn chưa nghĩ tới phương diện này. Mà mới vừa rồi, hắn không có hai cánh tay, không có biện pháp cầm kiếm, một khắc này, trong đầu hắn mới xuất hiện loại ý nghĩ kia. Chẳng lẽ kiếm tu không có kiếm, sẽ không phải kiếm tu sao? Kiếm tu cường đại, không có kiếm, vạn vật có thể làm kiếm, nếu không có vạn vật, vậy mình chính là kiếm. Trừ cái đó ra, Dương Diệp còn có một thu hoạch, đó chính là hắn cảm giác thân thể của mình tựa hồ đang phát sinh biến hóa nào đó, có cảm giác muốn đột phá. Quả nhiên, chân chính chiến đấu sinh tử, mới có thể kích phát tiềm lực của mình tốt hơn. Tại chỗ, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, tâm niệm khẽ động, ở chung quanh hắn lập tức xuất hiện bốn thanh khí kiếm, bốn thanh kiếm bao quanh hắn. Tuy chung quanh tạm thời không có động tĩnh, nhưng hắn không dám khinh thường. Vừa rồi trải qua hết thảy nói cho hắn biết, ở địa phương này, hơi không cẩn thận, đó là sẽ chết, thật sẽ chết. Một lúc lâu sau, dưới sự trợ giúp của Hồng Mông Tử Khí, hai tay Dương Diệp dài ra, vết thương trên người cũng tốt 7-8 phần. Ngay lúc này, quản bá kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp mở hai mắt ra nhìn về phía lão giả khẽ gật đầu. Xem ra, ngươi thu hoạch không ít. Dương Diệp nói. Đa tạ. Lão giả khẽ lắc đầu. Đây là công lao của chính ngươi. Biết không, thần tộc ta đã từng có vô số thanh niên đi vào chỗ này, những thanh niên kia, thả ở bên ngoài, đều là siêu cấp thiên tài số 1 số 2. Nhưng trong đó, chỉ ít có 9 thành chết ở đây. Ngươi biết nguyên nhân gì không? Dương Diệp lắc đầu. Lão giả cười nói. Kỳ thật, rất nhiều người, kể cả ngươi trước kia, các ngươi a, đều có một tật xấu, cái kia chính là quá mức tự tin. Cho rằng tâm cảnh của mình không có khuyết điểm gì, cũng cho rằng thực lực của mình rất mạnh. Kỳ thật, thứ cho lão phu nói thẳng, các ngươi đều là suy nghĩ nhiều. Dương Diệp, quản ba lại nói, ai dám nói tâm tình của mình hoàn mỹ vô khuyết, nếu có, đó là hắn không có gặp được chuyện tình đủ để cho tâm tình hắn lộ ra sơ hở, giống như ngươi vừa rồi. Tử vong, cũng không đáng sợ, đáng sợ là lúc chờ đợi tử vong dày vò. Bất quá còn tốt. Người khắc phục được loại giày vò này. Chúc mừng. Nghe vậy, Dương Diệp khẽ nở nụ cười. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Quản bá khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một cái bình ngọc màu trắng, hắn mở miệng bình, rất nhanh, một giọt màu đỏ từ trong đó bay ra. Đây là... Dương Diệp khó hiểu. Quản bá nói khẽ. Thần huyết. Thần huyết. Trong mắt Dương Diệp mang theo vẻ nghi hoặc. Quản bá khẽ gật đầu. Máu của Thích Thiên Đại Nhân. Nói xong, hắn cong ngón búng ra, giọt huyết châu kia bay vào mi tâm của Dương Diệp. Trong chốc lát, cả người Dương Diệp rung động kịch liệt. Lúc này, quản bá đi tới trước mặt Dương Diệp. Trong giọt huyết châu này ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần, nếu ngươi có thể hấp thu tiêu hóa, không chỉ cảnh giới, thân thể cũng sẽ nhận được một tăng lên to lớn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Trước kia sở dĩ để cho ngươi lâm vào tuyệt cảnh. Ngoại trừ muốn bước ra tiềm lực của ngươi, còn có một mục đích, chính là hy vọng để cho tinh khí thần hồn của ngươi đều đạt tới một trạng thái mỏi mệt, mà bây giờ, được rồi. Trước mặt quản bá, cả người Dương Diệp run rẩy càng lúc càng lợi hại. Rất nhanh, quần áo trên người hắn nổ bể ra, nhìn kỹ sẽ phát hiện, làn da bên ngoài thân thể hắn vậy mà đang chậm rãi biến mất. Quản bá lại nói, thần huyết sẽ đổi đi ra, kinh mạch, cốt tủy, sau đó là huyết dịch của ngươi. Đương nhiên, ngươi vẫn là ngươi. Cứ như vậy, sau khi làn da toàn thân Dương Diệp biến mất, lại lần nữa sinh ra, chỉ có điều lúc này đây, da của hắn càng thêm sinh động. Sau khi thay da, Dương Diệp phát hiện,
kinh mạch cùng cốt tủy cũng bắt đầu lột xác. Thời gian từng chút trôi qua, cốt tủy cùng làn da đã lột xác, cuối cùng là huyết dịch. Nhưng ngoài ý muốn xuất hiện, thời điểm thần huyết tiến vào trong máu Dương Diệp, muốn cải biến huyết dịch của Dương Diệp, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể Dương Diệp xoay tròn. Trong chốc lát, hết thảy dừng lại. Trước mặt Dương Diệp, hai mắt quản bá trợn lên. Áp chế thần huyết, làm sao có thể? Áp chế thần huyết. Sau khi vòng xoáy nhỏ xoay tròn, thần huyết trong cơ thể Dương Diệp lập tức bị áp chế, không cách nào hòa tan huyết mạch của Dương Diệp. Xảy ra chuyện gì? Quản bá nhíu mày. Lúc này trí nữ xuất hiện ở bên cạnh quản bá nhìn về phía trí nữ, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Thần huyết, cũng chính là huyết mạch của thần tộc, ở trong đại thiên vũ trụ, bài danh không thể nói thứ nhất, nhưng tuyệt đối có thể tiến trước ba. Nhưng hắn thật không ngờ, huyết mạch thần tộc của mình lại bị áp chế. Không thể tưởng tượng. Đầu quản bá có chút mộng, trí nữ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Áp chế thần huyết, chỉ có hai loại tình huống, một là huyết mạch của hắn mạnh mẽ hơn huyết mạch thần tộc ta. Loại thứ hai là tiềm lực bản thân hắn quá thấp, thần huyết không nhìn chúng hắn, bản thân không muốn cưỡng ép dung hợp. Quản bá nhìn về phía Dương Diệp. Huyết mạch của hắn làm sao có thể mạnh hơn huyết mạch thần tộc ta? Hai mắt trí nữ chậm rãi đóng lại, nàng biết trong cơ thể Dương Diệp có một bảo vật kia chỉ làm sự tình có lợi với Dương Diệp. Đối phương không cho huyết mạch thần tộc đổi đi huyết mạch của Dương Diệp, ý vị này, ở đối phương xem ra, huyết mạch của Dương Diệp mạnh hơn huyết mạch thần tộc. Tuy Dương Diệp thiên túng kỳ tài, thực lực ở trong bản cùng lứa tuổi xem như cực kỳ mạnh, nhưng nhìn trước mắt, huyết mạch của Dương Diệp thật không có chỗ đặc thù gì a. Lúc này quản bá đột nhiên bấm tay điểm một cái, mi tâm của Dương Diệp lập tức kích xạ ra một giọt máu tươi. Quản bá quan sát máu tươi trước mắt, thời gian dần trôi qua, thần sắc ngưng trọng lên. Rất nhanh, hai người nhìn nhau, cuối cùng quản bá trầm giọng nói. Thì ra là thế, huyết mạch của hắn đã từng bị người áp chế qua. Hắn là huyết mạch gì? Trí nữ hỏi. Quản bá trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc đầu. Chưa thấy qua. Nghe vậy, trí nữ cau mày, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Xem ra lai lịch của hắn cũng không đơn giản. Quản bá đột nhiên nở nụ cười. Không chỉ lai lịch, bản thân hắn cũng không đơn giản. Chủ nhân nên biết, một vị cường giả đạt tới trình độ nhất định, huyết mạch của hắn có thể biến dị, tựa như Thích Thiên đại nhân. Mà người trước mắt này, huyết mạch gia tộc hắn không chỉ không đơn giản, huyết mạch của chính mình càng không đơn giản. Huyết mạch của chính mình. Trí nữ nhìn về phía Dương Diệp, qua mấy tức, nàng khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Quản bá lại nói. Càng có ý tứ là, huyết mạch của hắn bây giờ, cũng đang lặng lẽ cải biến. Huyết mạch của mình, gia tộc huyết mạch quá khứ. Huyết mạch một lần lại một lần đột phá, một lần lại một lần cải biến, một tiểu tử rất có ý tứ a. Khóe miệng trí nữ hơi cuộn lên. Xác thực rất có ý tứ. Ánh mắt hai người rơi vào trên người Dương Diệp, mang theo một tia hiếu kỳ. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, hắn lập tức đứng dậy, sau đó kiểm tra cảnh giới của mình. Vẫn là minh cảnh tam đoạn. Dương Diệp không hiểu nhìn về phía hai người trước mắt. Quản bá mỉm cười. Ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, nhìn xem có gì khác biệt. Dương Diệp lần nữa cảm thụ, rất nhanh, hắn phát hiện toàn thân mình vậy mà tràn đầy lực lượng, đặc biệt là trong cơ thể, cảm giác như có nước sông đang lăn lộn. Đây là... Dương Diệp nhìn về phía quản bá, mắt mang vẻ hỏi thăm. Quản bá cười nói. Ngươi bây giờ, mặc dù chỉ là minh cảnh tam đoạn, nhưng tùy thời có thể đạt tới minh cảnh ngũ đoạn. Bất quá ta có ý kiến nho nhỏ, ngươi tạm thời nên như vậy, ngày sau nếu ngươi gặp phải cường địch, vào thời điểm mấu chốt tăng lên tới minh cảnh ngũ đoạn, nhất định sẽ cho đối phương một kinh hỉ thật lớn. Âm hiểm. Khóe miệng Dương Diệp hơi cuộn lên, lão nhân này thật âm hiểm. Bất quá, hắn ưa thích hả a. Lúc này, quản bá lại nói. Ngoại trừ cảnh giới, ngươi xem nhục thể của mình một chút. Dương Diệp cảm thụ nhục thể của mình, lúc này nhục thể của hắn cùng dĩ vãng đã khác nhau rất lớn. Quản bá nói, bây giờ thân thể của ngươi, cường giả kiến đạo cảnh bình thường căn bản không có cách làm bị thương, ngay cả cường giả chi đạo cảnh đối mặt với ngươi, chỉ sợ cũng phải vô cùng đau đầu. Đương nhiên, tốt nhất đừng khinh địch, trên đời này, chưa bao giờ thiếu thiên tài. Đương nhiên, Dương Diệp cười nói,
Bởi vì hắn đã từng giết qua rất nhiều người mạnh mẽ hơn hắn. Khinh địch, là tự tìm đường chết. Quản bá khẽ gật đầu. Vậy chúng ta rèn luyện tiếp đi. Còn phải luyện. Dương Diệp kinh ngạc nhìn về phía quản bá. Quản bá nhìn thoáng qua bốn phía. Tu La chàng, nhất định phải dựa vào chính ngươi đi ra ngoài. Tiểu tử, hiện tại mới là bắt đầu, hảo hảo hưởng thụ địa ngục đi. Nói xong, quản bá biến mất. Chỉ nữ nhìn Dương Diệp một chút. Còn sống đi ra, bằng không thì, kiếm sẽ thuộc về ta. Nói xong, thân hình của nàng lóe lên, biến mất ở trước mặt Dương Diệp. Tu La chàng. Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn nhìn lướt qua bốn phía đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy, dù hắn lĩnh ngộ ám chi pháp tắc, vẫn như cũng nhìn không tới. Đột nhiên, ở trong một màu đen kịt, xuất hiện một đôi mắt màu đỏ. O-O-O-N-G. Một tiếng kiếm minh vang lên, theo tiếng kiếm minh vang vọng, bốn phía Dương Diệp xuất hiện 10 thanh khí kiếm, 10 thanh khí kiếm vây quanh Dương Diệp, kiếm quang quấn quanh, hàn mang bức người. Cùng lúc đó, một bóng kiếm hư ảo cùng Dương Diệp chồng chất vào nhau. Mình chính là kiếm. Dương Diệp đi về phía trước, rất nhanh, một đôi mắt đỏ như máu xuất hiện ở trước mặt hắn. Hiu 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 siêu, siêu. Chung quanh, vô số ánh mắt đỏ như máu lao về phía Dương Diệp. Ánh mắt Dương Diệp dần dần băng lạnh, tâm niệm khẽ động, ở chung quanh hắn, 10 thanh khí kiếm đột nhiên hóa thành đạo đạo kiếm quang bắn tung tóe ra. Cùng lúc đó, bản thân hắn cũng hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh tới. Táng kiếm sát. Một kiếm này, là lần thứ nhất Dương Diệp coi mình là kiếm thi triển kiếm kỹ. Dùng mình là kiếm thi triển kiếm kỹ. Dương Diệp không biết hiệu quả như thế nào, hắn chỉ muốn thử một chút. Mà vừa thử nghiệm, lần nữa mở ra cho Dương Diệp một cánh cửa. Kiếm quang tới nơi nào, ánh mắt màu đỏ trực tiếp bị xé tan thành phấn, cùng lúc đó. Toàn bộ không gian trong Tu La Tràng đột nhiên, ca sát, một tiếng rách ra. Bên ngoài Tu La Tràng, một kiếm này có chút ý tứ. Bên cạnh trí nữ, quản bá cười nói. Trí nữ khẽ gật đầu. Kiếm đạo của hắn lại trở nên mạnh mẽ. Trong Tu La Tràng, kiếm quang không ngừng xuyên thẳng qua, mà ở chung quanh đạo kiếm quang này, 10 thanh khí kiếm chăm chú bảo hộ, này 10 thanh khí kiếm ở giữa bị kiếm khí hợp với. Điều này làm cho những sinh vật chung quanh căn bản không có cách tới gần Dương Diệp. Thế như trẻ tre, kiếm quang tới đâu, hết thảy đều hóa thành hư vô. Nhưng trong Tu La Tràng đen nhánh kia, dường như vô cùng vô tận, mặc kệ Dương Diệp ngự kiếm đi bao lâu, phía trước vẫn là màu đen. Bên ngoài Tu La Tràng, quản bá đột nhiên nói, nên thêm chút lợi hại. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên. Trong Tu La Tràng, tình cảnh đột nhiên biến ảo, rất nhanh, Dương Diệp xuất hiện ở trên một đài tròn. Trên sân khấu, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía hoàn toàn mờ mịt. Đột nhiên, một hắc ảnh nhân xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Toàn thân đen kịt, căn bản nhìn không tới bộ mặt, chỉ có thể nhìn được hình dáng. Chiếu, hắc ảnh nhân đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Diệp, cùng lúc đó. Một thanh kiếm trực tiếp đâm vào mi tâm của Dương Diệp. Máu tươi tràn ra. Cũng may thời điểm kiếm đâm vào làn da, Dương Diệp phản ứng lại, tay trái cầm thanh kiếm kia, để cho kiếm kia không cách nào động mảy may. Thật nhanh. Trong lòng Dương Diệp kinh hô. Ngay lúc này, hắc ảnh nhân trước mặt hắn biến mất, chỉ nháy mắt, thanh kiếm Dương Diệp nắm kia cũng biến mất theo, chỉ nháy mắt, đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại, đầu hắn vô ý thức rụt về phía sau. Một thanh kiếm lóe lên ở cổ họng hắn. Xuy. Ở cổ họng Dương Diệp, máu tươi dần dần tràn ra. Lúc này, Dương Diệp lui về sau 10 trượng, nhưng hắn vừa dừng lại, hắc ảnh nhân lại quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ nháy mắt, một thanh kiếm đâm về mi tâm. Thật nhanh. Nhanh đến Dương Diệp không thể kịp phản ứng. Xuy. Kiếm đâm vào làn da mi tâm của Dương Diệp mới phản ứng tới, sau đó thân hình lóe lên. Lui về sau một khoảng cách. Nhưng hắc ảnh nhân như bóng với hình, theo thật sát ở chung quanh hắn, cùng lúc đó, đạo đạo kiếm quang không ngừng lập lòe. Xuy 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 xuy. Quanh người Dương Diệp, từng đạo huyết dịch bắn tung tóe ra. Mỗi một kiếm, Dương Diệp đều không thể tránh, hắn có thể làm là ở thời điểm mấu chốt tránh ra hoặc ngăn cản. Chính bởi vì như vậy, hắn còn không có bị hắc ảnh nhân đánh chết. Nhưng lại bị hắc ảnh nhân áp chế gắt gao. Kiếm vực. Dương Diệp thi triển ra kiếm vực,
Sau khi kiếm vực xuất hiện, quỹ tích của Hắc Ảnh Nhân lập tức bị Dương Diệp bắt được. Cùng lúc đó, tốc độ của đối phương cũng bị áp chế xuống. Ngay thời điểm Dương Diệp muốn ra kiếm, đột nhiên một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện ở bốn phía. Kiếm vực. Một cái kiếm vực khác xuất hiện, hai kiếm vực trùng hợp. Dương Diệp sững sờ ngay tại chỗ. Hắc Ảnh này là căn cứ người huyễn hóa ra. Lúc này, thanh âm của quản bá vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Hắn chính là ngươi, ngươi dùng kiếm vực áp chế hắn, hắn cũng biết dùng kiếm vực áp chế ngươi. Chính mình. Dương Diệp nhìn về phía Hắc Ảnh kia. Vì sao tốc độ của hắn nhanh hơn ta? Ngươi thực cảm thấy tốc độ của hắn nhanh hơn ngươi. Quản bá nói. Dương Diệp trầm mặc. Hắc Ảnh trước mắt này chính là mình, tốc độ của đối phương nhanh hơn mình. Hiển nhiên là không thể nào. Vậy chỉ có một giải thích, chính là mình không có hoàn toàn phát huy ra tốc độ của mình, hoặc có lẽ là, mình không có hết sức. Hết sức. Nghĩ vậy, Dương Diệp sáng tỏ thông suốt. Dương Diệp triệt hồi kiếm vực, Hắc Ảnh kia cũng triệt hồi kiếm vực, sau một khắc, hai đạo kiếm quang lóe lên. Suy suy, có đồ vật gì đó bị xé mở. Một hơi sau, Dương Diệp thu kiếm, mà ở đối diện hắn, Hắc Ảnh Nhân chậm rãi tiêu tán. Dương Diệp mỉm cười. Giả chính là giả. Nhưng đúng lúc này, hai Hắc Ảnh Nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai mắt Dương Diệp híp lại. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Một khắc sau, hai Hắc Ảnh Nhân đều bị chu sát. Nhưng rất nhanh, trước mặt Dương Diệp xuất hiện ba Hắc Ảnh Nhân. Bốn cái. Năm cái. Sáu cái. Cứ như vậy, Hắc Ảnh Nhân càng ngày càng nhiều. Một lúc lâu sau, Dương Diệp đối chiến Hắc Ảnh Nhân, đã trọn vẹn 12 vi. Bất quá giờ phút này, Dương Diệp đã có chút khó chống đỡ được. Bên ngoài tu la chàng. Cực hạn của hắn là bao nhiêu? Chí nữ nói khẽ. Quản bá có chút trầm ngâm, sau đó nói. 20, trong mắt chí nữ có một tia phức tạp. Nếu thật là 20, dùng thiên phú của hắn, có thể tiến vào thiên tài điện của thần tộc ta. Quản bá gật đầu. Hắn xứng đáng. Chí nữ nhìn về phía tu la chàng. Đáng tiếc, không phải là người của thần tộc ta. Quản bá trầm mặc. Trong tu la chàng, lúc này, bốn phía Dương Diệp là 20 Hắc Ảnh Nhân, những người này là chính hắn. Phòng thủ. Dương Diệp áp dụng phương thức chính là phòng thủ, lấy tĩnh chế động. Bởi vì nếu như hắn chủ động tiến công, đổi lấy chính là những Hắc Ảnh Nhân kia tiến công, dưới tình huống đó, hắn căn bản không có cách ngăn cản. Nhưng giờ phút này, hắn quá mức bị động. Đối mặt 20 người vây công, Dương Diệp căn bản không có chút cơ hội phản công, bất quá khi hắn toàn lực phòng thủ, 20 người cũng tạm thời bó tay với hắn. Cứ như vậy, bắt đầu giằng co. Nhưng đúng lúc này, quản bá đột nhiên xuất hiện ở trên sân khấu, tay phải hắn vung lên, những Hắc Ảnh Nhân kia lập tức biến mất. Dương Diệp thở ra một hơi, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Mệt mỏi. Quá mệt mỏi. Loại cảm giác này, giống như bị người hành hung mấy ngày mấy đêm, toàn thân hắn đều là kiếm thương. Quản bá đi tới trước mặt Dương Diệp. Có thu hoạch gì không? Dương Diệp nhìn về phía quản bá, thở dốc nói. Trước nghỉ ngơi một chút. Quản bá mỉm cười. Được. Sau nửa canh giờ, thân thể Dương Diệp khôi phục bình thường. Dương Diệp nhìn về phía quản bá. Ta có thể đối kháng 20 cái ta. Quản bá lắc đầu. Những Hắc Ảnh Nhân, cuối cùng chẳng qua là sao chép, làm sao có thể có chiến lực chân thật, đương nhiên cũng không kém, không sai biệt lắm có tám thành chiến lực của ngươi. Mặc dù mới đầu ngươi bị áp chế, đó là bởi vì ngươi đánh giá thấp mình, không có chính thức hết toàn lực. Nói đến đây, quản bá cười nói. Kỳ thật, mục đích cửa ải này, là hy vọng để cho ngươi minh bạch hai chuyện. Chuyện thứ nhất, mọi sự hết toàn lực, không nên xem thường mình, cái thứ hai là... để cho ngươi minh bạch trọng yếu của phòng thủ. Phòng thủ. Dương Diệp cau mày. Quản bá nhẹ gật đầu. Kiếm đạo của ngươi, quá cương mãnh, mà đấu pháp của ngươi càng cấp tiến, đương nhiên, này sẽ để cho kiếm của ngươi vô cùng lăng lệ ác liệt, nhưng chính ngươi không có phát hiện, thời điểm kiếm của ngươi không cách nào kích giết địch nhân, hoặc địch nhân càng cấp tiến hơn ngươi, khi đó ngươi nên thế nào? Dương Diệp trầm mặc, kiếm của hắn, vẫn luôn đi về phía trước không quay đầu. Quản bá nói, thế gian vạn vật, có chính, có phản, kiếm của ngươi, quá cương mãnh, quá cấp tiến, điểm này không có sai, nhưng vì sao không học lùi lại, học phòng thủ?
có thể tiến có thể lùi, kiếm của ngươi mới có thể càng mạnh hơn nữa. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp trầm mặc. Lúc này quản bá lại nói. Giống như lúc trước, 20 người vây công ngươi, khi đó không thể tiến công, không phòng lại có thể thế nào? Bất kể là kiếm đạo hay cái gì khác, có tiến đều phải có lùi. Giống như vạn vật trên thế gian này, có hủy diệt, nhưng cũng có trùng sinh. Ngươi minh bạch ý tứ của ta không? Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Đã hiểu. Quản bá mỉm cười, tay phải vung lên, hai người ra tu la tràng. Lúc này trí nữ đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng cong ngón búng ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đúng là kiếm thủ. Trí nữ nói. Đáp ứng ta một sự kiện. Dương Diệp nhìn về phía trí nữ nói. Chớ để cho nó lại dính máu người thần tộc ta. Dương Diệp nhận kiếm. Kiếm này ở trong tay ta, ta tất không để nó chỉ hướng thần tộc. Trí nữ cười nói. Vậy chớ để nó rơi vào trong tay người khác. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn trí nữ cùng quản bá ôm quyền. Hai vị, đa tạ. Quản bá cười cười, không nói gì. Trí nữ nói. Đến lúc đó thần tộc ta sẽ rời đi nơi này, một khi chúng ta ly khai, phong ấn nơi này sẽ biến mất, đến lúc đó, các ngươi có thể rời đi thế giới này, cũng phải ly khai. Vì sao? Dương Diệp có chút tò mò, bởi vì trí nữ nói hai chữ cũng phải. Trí nữ nói, bởi vì thế giới này sẽ vỡ nát, cũng không phải thần tộc ta gây nên, mà là thế giới này đã đến bờ biên giới sụp đổ. Thần tộc ta phong ấn thế giới này, một nguyên nhân trong đó, chính là vì kéo dài tốc độ nó hỏng mất. Nếu không có phong ấn của chúng ta, phương thế giới này, sớm đã không còn tồn tại. Thì ra là thế. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Vậy các ngươi muốn đi đâu? Trí nữ cười nói. Về nhà của chúng ta. Bách tộc kia. Dương Diệp nói. Trí nữ khẽ lắc đầu. Bách tộc bây giờ, đã không phải bách tộc đoàn kết nhất trí lúc trước, mà chúng ta, cũng sẽ không hiện tại đi khai chiến với bách tộc. Đương nhiên, rất nhanh loạn thế sẽ hàng lâm. Cái loạn thế này, không đơn thuần là chỉ bách tộc, còn có binh gia, đạo gia, nho gia, Phật gia, còn có rất nhiều thế lực ẩn núp. Nói đến đây, nàng cười nhẹ. Những thế lực này, mâu thuẫn oán hận chất chứa đã đạt đến một biên giới, tóm lại, ngươi cẩn thận. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Bất kể như thế nào, chuyện hôm nay đa tạ, trí nữ, tiền bối, sau này còn gặp lại. Nói xong, Dương Diệp không có dừng lại. Quay người biến mất ngay tại chỗ. Tiểu tử này, không tệ. Quản bá đột nhiên nói, hiện tại lão nô rốt cuộc biết vì sao lúc trước chủ nhân không giết hắn rồi. Hai mắt trí nữ chậm rãi đóng lại. Đáng tiếc, không phải người thần tộc ta, bằng không thì, thần tộc ta quật khởi tốc độ chắc chắn tăng lên rất nhiều. Quản bá khẽ gật đầu. Quả thật có chút đáng tiếc, bất quá, có chủ nhân ở đây, thần tộc ta sớm muộn cũng sẽ quật khởi. Để cho bách tộc run rẩy. Trong mắt trí nữ dần dần băng lạnh xuống. Bách tộc. Dương Diệp đi ra mặt sông, trước khi rời đi, hắn lại gặp Đế Ngạc. Lúc này đây, Đế Ngạc kia chẳng qua là nhìn hắn một cái, nhưng không có lộ ra định ý. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, biến mất ở trên mặt sông. Sau khi Dương Diệp biến mất, trên lưng Đế Ngạc đột nhiên xuất hiện một nữ tử mặc váy trắng. Nữ tử váy trắng nhìn Dương Diệp rời đi, không biết đang suy nghĩ gì. Trong đám mây, Dương Diệp ngự kiếm đi nhanh. Đột nhiên, hắn ngừng lại, nhìn phía dưới. Ở phía dưới, vô số yêu thú chạy như điên, phương hướng của những yêu thú này, đúng là Nam Lân Sơn. Ngoại trừ yêu thú, Dương Diệp còn chứng kiến rất nhiều cường giả nhân tộc, còn có rất nhiều khí tức cường đại. Toàn bộ đều tiến về Nam Lân Sơn. Chỗ đó là hy vọng của tất cả mọi người. Hy vọng chạy trốn ra ngoài. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói. Trời thật sự phải đổi rồi. Dương Diệp không có ngừng lại, tăng thêm tốc độ. Rất nhanh, Dương Diệp về tới dưới chân Nam Lân Sơn. Lúc này bốn phía Nam Lân Sơn, rậm rạp chẳng chịt yêu thú. Đại quân yêu thú đã triệt để vây quanh Nam Lân Sơn. Trừ cái đó ra, Dương Diệp còn phát hiện, ở trong những yêu thú kia, còn có một vài bóng dáng nhân loại. Hiển nhiên. Cư dân ở tử giới đã cùng những yêu thú kia liên thủ. Nam Lân Sơn tràn đầy nguy cơ. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp lặng lẽ về tới trên Nam Lân Sơn. Giờ phút này, đám người A-man cũng đã tụ tập. Nhìn thấy Dương Diệp,
Mọi người khẽ gật đầu. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người Tần Xuyên. Không sao chứ. Tần Xuyên giang tay ra, cười nói. Đã hoàn toàn khôi phục. Dương Diệp cười nói. Chúc mừng. Tần Xuyên cười hắc hắc, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi thật giống như có chút không giống. Ánh mắt mọi người nhao nhao rơi vào trên người Dương Diệp, một bên, Linh đột nhiên nói. Trở nên mạnh mẽ. Lại trở nên mạnh mẽ. Trong tràng, thần sắc mọi người có chút cổ quái. Dương Diệp này tăng lên, tốc độ thật quá mức kinh khủng. Dương Diệp cười cười, sau đó nói. Vừa rồi các ngươi đang thảo luận cái gì? A-man chỉ cái ghế ở bên cạnh, Dương Diệp đi đến ghế ngồi xuống. Lúc này A-man nói. Nam Lân Sơn sợ là không giữ được. Nghe vậy, thần sắc mọi người đều trầm xuống. Nam Lân Sơn, đây có thể nói là đất định cư cuối cùng của bọn hắn. Nếu như thủ không được, kết quả tốt nhất là, bọn hắn bị đuổi giết vô cùng vô tận. Kết quả xấu nhất dĩ nhiên là chôn cùng Nam Lân Sơn. A-man nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi có ý kiến gì không? Dương Diệp trầm giọng nói. Chúng ta nhất định phải ly khai tử giới. Lời của trí nữ, hắn còn không có quên. Tử giới này, đã là một đại lục sắp hỏng mất. Làm sao ra ngoài? A-man hỏi. Dương Diệp đứng lên. Theo ta được biết, chỗ này, tối đa một tháng nữa, phong ấn sẽ biến mất, khi đó chính là lúc chúng ta rời đi. Tin tức tin cậy không? A-man nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Tin cậy. Lúc này Tần Xuyên cười khổ nói. Một tháng, chúng ta có thể chống đỡ 3 ngày hay không cũng là một vấn đề. Dương Diệp trầm mặc. Lấy loại tình huống trước mắt này đến xem, một khi những yêu thú kia khởi xướng tiến công, như Tần Xuyên nói, đừng nói một tháng, 3 ngày chỉ sợ cũng nhịn không được. Trong chàng yên tĩnh trở lại. Ngay lúc này, A-man nói. Nếu như người của Nam Lân Sơn có thể tề tâm hiệp lực, kỳ thật vẫn còn cơ hội. Đáng tiếc, người nơi này không hề tề tâm hiệp lực, hiện tại rất nhiều người đã bắt đầu rối loạn, tùy thời chuẩn bị chạy. Nói đến đây, A-man nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ở đây đều là người có thể tin được, nói cách nhìn của ngươi, là ở lại chỗ này, hay mọi người cùng nhau đào tẩu. Ánh mắt tất cả mọi người rơi vào trên người Dương Diệp. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, đang muốn nói, ngay lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến từng tiếng hét giận dữ của yêu thú. Bắt đầu tiến công. A-man trầm giọng nói. Nam Lân Sơn. Chân núi, vô số yêu thú dũng mãnh lao về phía Nam Lân Sơn. Cả Nam Lân Sơn chấn động. Đám người Dương Diệp đi tới đỉnh núi Nam Lân Sơn, từ vị trí này nhìn đi, hết thảy thu vào mắt. Lúc này, ở dưới chân núi, yêu thú vô cùng vô tận lao về phía Nam Lân Sơn. Nhìn yêu thú rậm rạp chằng chịt, đám người Dương Diệp đều nhìn không được tê cả da đầu. Nhiều lắm. Mở trận. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang vọng, rất nhanh, từng thanh phi kiếm từ trên không Nam Lân Sơn hiện lên, ngay sau đó, những phi kiếm này hóa thành đạo đạo kiếm quang kích bắn đi. Những kiếm quang này giống như cuồng phong từ đỉnh núi Nam Lân Sơn chút xuống, thời điểm những kiếm quang này chui vào trong đám yêu thú, phía dưới lập tức truyền đến từng tiếng kêu rên. Tuy những phi kiếm này cường đại, nhưng đối mặt yêu thú vô cùng vô tận, vẫn còn thiếu rất nhiều. Thủ không được, bên cạnh Dương Diệp, A-man đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, Nam Lân Sơn này, thật sự không giữ được. Dù người của Nam Lân Sơn toàn bộ tề tâm hợp lực, cũng không có cơ hội nào. Những yêu thú này, so với nhân loại càng thêm đồng lòng. Ngay lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh đám người Dương Diệp. Lão giả nói, chư vị, Mạc Tiên Sinh cho mời. Mạc Tiên Sinh, chính là chủ nhân Nam Phái Mạc Thiên Khung. Đám người Dương Diệp nhìn nhau, cuối cùng Dương Diệp nói. Đi thôi. Mọi người đi theo lão giả tới Nam Linh Điện trên đỉnh núi, lúc này trong điện đã tụ tập chừng 300 người, đều là cường giả đỉnh cấp. Cầm đầu là hai trung niên, một tên trong đó, đúng là Mạc Thiên Khung, mà ở bên phải Mạc Thiên Khung, là một trung niên mặc hắc bào. Nam tử này, đúng là chủ nhân Bắc Phái Thiên Vạn U. Giờ phút này, thần sắc mọi người trong điện đều vô cùng trầm trọng. Nhìn thấy đám người Dương Diệp đến, Mạc Thiên Khung khẽ gật đầu, sau đó nói. Chư vị, chúng ta dự đoán một chút, dựa theo tình huống hiện tại, Nam Lân Sơn chúng ta là không giữ được. Thủ không được. Kỳ thật, mọi người đã dự liệu được,
nhưng bây giờ bị Mạc Thiên Khung nói ra, tâm tình mọi người vẫn có vẻ hơi phức tạp. Lúc này Mạc Thiên Khung lại nói, tuy Nam Lân Sơn không thủ được, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không có hy vọng. Mọi người nên biết, mục đích chủ yếu của những yêu thú này, thật ra là truyền tống trận của Nam Lân Sơn, mà không phải muốn giết chúng ta, cho nên chúng ta quyết định buông tha cho Nam Lân Sơn, rút lui về sau. Bỏ chạy. Cùng mọi người nghĩ không mưu mà hợp. Mạc Thiên Khung nói. Chư vị, mọi người có thể ở đây gặp nhau, cũng coi như một loại duyên phận, mà bây giờ, hết duyên. Tử giới đã loạn, sống hay chết, toàn bằng vận mệnh của chư vị. Lúc nào bỏ chạy? Lúc này có người hỏi. Mạc Thiên Khung nói. Đại trận của Nam Lân Sơn ít nhất có thể chống đỡ 3 ngày, cho nên 2 ngày sau chúng ta rút lui. Đúng rồi, linh mạch nơi này, cũng chính là linh mạch trong lòng đất cùng đỉnh núi của Nam Lân Sơn, chúng ta đã hoàn toàn cởi mở, bên trong còn có rất nhiều tiên tinh thạch còn sót lại, chư vị có thể ở trong 2 ngày này đi tìm tiên tinh thạch. Mạc tiên sinh nhân nghĩa. Lúc này có người tán dương. Trong tràng, rất nhiều người nhao nhao gật đầu tán thưởng. Mạc Thiên Khung mỉm cười. Chư vị, chúc mọi người may mắn. Rất nhanh, người tản đi, những người kia nhao nhao tiến về phía 2 linh mạch. Thậm chí muốn ở trước lúc rời đi kiếm một chút chỗ tốt. Tiên tinh thạch. Trên người nhiều mấy viên tiên tinh thạch, thì đồng nghĩa với nhiều một chút cơ hội sinh tồn. Mà đám người Dương Diệp thì quay về nơi cư trú. Trong phòng, chúng ta không đi kiếm tiên tinh thạch sao? Bên cạnh Dương Diệp, Tần Xuyên đột nhiên nói. A Man nhìn về phía Tần Xuyên, lắc đầu. Làm sao vậy? Tần Xuyên không hiểu nhìn về phía A Man. Man tỷ, ánh mắt ngươi nhìn ta thật không thoải mái. Ngươi không có phát hiện có chỗ nào không đúng sao? A Man nói. Không đúng. Tần Xuyên khó hiểu. Lúc này Dương Diệp nói. Ngươi cảm thấy Mạc Thiên Khung sẽ hảo tâm như vậy sao? Nghe vậy, Tần Xuyên sầm mặt lại. Ngươi nói có thể sẽ có âm mưu. Dương Diệp lắc đầu. Không rõ ràng lắm, bất quá, chúng ta phải cẩn thận một chút. Còn nữa, chúng ta không đợi ngày mai, đêm nay liền rút lui. Vì sao? Có người hỏi. Dương Diệp nói. Dù sao chúng ta cũng không thiếu tiên tinh thạch, ở lại chỗ này chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi. Cho nên mọi người chuẩn bị một chút, canh 3 đêm nay, mọi người rút lui khỏi Nam Lân Sơn. Đối với cái này, mọi người không có dị nghị. Dương Diệp về tới phòng của mình, sau đó ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Tu luyện. Một chút xíu thời gian tu luyện, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cảnh giới đã đạt đến một bình cảnh, tu luyện đã không có ý nghĩa. Lúc này đây, Dương Diệp muốn tu luyện là nhân kiếm hợp nhất lúc trước hắn vừa lĩnh ngộ. Người là kiếm, kiếm là người. Những lời này, rất nhiều kiếm tu đều nghe qua, nhưng muốn chính thức làm được, vô cùng khó khăn. Hắn đã từng làm được, chẳng qua coi kiếm như một bộ phận của cơ thể, mà không có đạt tới cảnh giới người tức là kiếm. Mà bây giờ, hắn làm được, nhưng còn thật nhiều vấn đề không có rõ ràng. Không có người chỉ đạo, rất nhiều thứ, đều phải dựa vào chính hắn chậm rãi lục lọi. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, trong nháy mắt đã đến đêm khuya. Lúc này A Man đi tới phòng của Dương Diệp. Chuẩn bị xong. Dương Diệp hỏi. A Man khẽ gật đầu. Các huynh đệ cũng đã chuẩn bị cho tốt, chỉ có điều chúng ta đi hướng nào. Ngươi có kế hoạch không? Dương Diệp đứng dậy, sau đó nói. Ở đằng sau Nam Lân Sơn, là một mảnh bình nguyên, chỗ này chúng ta không thể đi, bởi vì một khi yêu thú đuổi theo, chúng ta nhất định trốn không qua bọn hắn. Vậy cũng chỉ có thể đi bên trái Nam Lân Sơn. A Man trầm giọng nói. Sau 10 mấy vạn dặm, là hải vực mờ mịt. Bên kia hẳn an toàn một ít. Nhưng Dương Diệp lắc đầu. Chúng ta đi bên phải. Bên phải. A Man cau mày. Bên kia là núi lớn mờ mịt. Nếu yêu thú tiến vào bên trong, sẽ như hổ thêm cánh. Dương Diệp nói. Đi ngược lại, ngươi cũng đừng quên, trong yêu thú còn có nhân loại. Nếu như bọn hắn muốn đuổi giết chúng ta, tất nhiên sẽ chọn lựa bên trái, cho nên không bằng chúng ta mạo hiểm thoáng một phát, trực tiếp lựa chọn bên phải. Sơn mạch so với bình nguyên càng nguy hiểm hơn nữa người đi bên này tuyệt đối vô cùng ít người, mục tiêu sẽ nhỏ, đây đối với chúng ta càng có lợi hơn. A Man trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Có lẽ yêu thú sẽ không đuổi giết chúng ta. Nhất định sẽ.
Dương Diệp nói. Vì sao? A-man khó hiểu. Dương Diệp nói. Tham lam, nếu như người của Nam Lân Sơn chạy mà không động linh mạch, không lấy đi những tiên tinh thạch kia, có lẽ những yêu thú này sẽ không đuổi giết chúng ta. Nhưng sau ngày mai, Nam Lân Sơn này chỉ sợ một cọng lông cũng không thừa. Khi đó những yêu thú kia biết trong thời gian ngắn không thể rời đi, tất nhiên sẽ chuyển rời lửa giận đến trên người chúng ta. A-man trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Được, chúng ta đi bên phải. Hai người ra phòng, giờ phút này, đám người Tần Xuyên đã đợi chờ ở ngoài cửa. Dưới Nam Lân Sơn, như trước có thanh âm phi kiếm lướt nhanh, còn có tiếng kêu rên của yêu thú. Dương Diệp liếc nhìn mọi người. Đi thôi. Rất nhanh, một đoàn người lặng yên không một tiếng động ra Nam Lân Sơn. Nếu như bình thường, bọn hắn muốn lặng yên không một tiếng động ly khai Nam Lân Sơn, hiển nhiên là không thể nào, nhưng bây giờ, người của Nam Lân Sơn đều điên cuồng đi đào tiên tinh thạch, còn có người nào để ý tới những chuyện này. Ngay thời điểm đám người Dương Diệp ly khai Nam Lân Sơn, chuẩn bị đào tẩu, đột nhiên Nam Lân Sơn truyền đến âm thanh nổ vang rung trời. Đám người Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Nam Lân Sơn, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, màn hào quang cùng những phi kiếm kia chậm rãi biến mất. Phi kiếm cùng màn hào quang biến mất, những yêu thú kia không còn trở ngại, nhao nhao xông lên Nam Lân Sơn. Xảy ra chuyện gì vậy? Tần Xuyên hỏi. Dương Diệp nói. Thì ra là thế, nếu như ta không đoán sai, đám người Mạc Thiên Khung đã rời Nam Lân Sơn rồi. Mà những người ở Nam Lân Sơn, chính là vật hy sinh của bọn họ. Vật hy sinh? Tần Xuyên nói. Ngươi nói là, lúc trước hắn ở trong đại điện nói kỳ thật đều là giả. Bọn hắn cố ý để những người kia không nhanh chóng đào tẩu, mà ở lại Nam Lân Sơn. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hắn đã tính tới những yêu thú này sẽ không bỏ qua cho người ngoại lai. Loại tình huống này, nếu bọn hắn muốn an toàn rút lui, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là có người ở lại Nam Lân Sơn kéo dài thời gian. Mà muốn những người này tự nguyện ở lại Nam Lân Sơn, biện pháp duy nhất chính là tiên tinh thạch. Nói đến đây, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Nam Lân Sơn. Những người kia, muốn ở trước khi đi mò chỗ tốt, thật tình không biết, cái này là người ta đào hầm cho bọn hắn. Giờ phút này, bên Nam Lân Sơn đã truyền đến tiếng đánh nhau. Bầy yêu thú lên núi, lúc này những người kia mới giật mình tỉnh lại. Muốn chạy trốn, nhưng bọn hắn phát hiện căn bản không chỗ có thể trốn, yêu thú rậm rạp chằng chịt, trên đất, bầu trời, đã vây chặt cả Nam Lân Sơn đến một giọt nước không lọt. Nếu muốn sống, chỉ có đánh ra. Trên Nam Lân Sơn, tình hình chiến đấu cực kỳ thê thảm. Ngoài núi, mấy chi đội ngũ đã lặng lẽ rút lui. Đám người Dương Diệp tiến vào trong dãy núi mờ mịt, lúc này với bọn hắn mà nói, chính là trốn, chạy trốn khỏi Nam Lân Sơn, sau đó sống sót, chờ phong ấn của tử giới biến mất. Một đường hướng bắc, thời gian dần trôi qua, chân trời xuất hiện ánh sáng, mọi người ngừng lại. Lúc này, bọn hắn không có ở trong núi lớn. Trước mặt mọi người là một mảnh đất chết tản ra khí lưu màu đỏ quỷ dị. Chỗ này có điểm gì là lạ? Bên cạnh Dương Diệp, Tần Xuyên thấp giọng nói. Đây là địa phương nào? Dương Diệp nhìn về phía A-man. A-man lắc đầu. Không biết, trước kia ở Thiên Cư Thành, ta đi qua nơi xa nhất chính là Nam Lân Sơn. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Đi một bước tính một bước vậy, mọi người cẩn thận một chút. Mọi người đi về phía trước, ước chừng một khắc sau, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Rất lâu không có người sống đến địa phương này rồi. Lúc này một giọng nói vang lên. Trong lòng tất cả mọi người rùng mình, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Xa xa, một lão giả lưng còng chậm rãi đi về phía mọi người. Thần sắc mọi người đề phòng lên. Lúc này, lão giả lưng còng ngừng lại, hắn quan sát đám người Dương Diệp một chút, sau đó lắc đầu. Dương Diệp cùng A-man nhìn nhau, cuối cùng Dương Diệp nói. Xin hỏi tiền bối, nơi này là nơi nào? Lão giả lưng còng nhìn về phía Dương Diệp, rất nhanh, trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Có chút ý tứ. Dương Diệp đang muốn nói, lão giả lại nói, biết đây là địa phương gì không? Dương Diệp lắc đầu. Lão giả lưng còng mỉm cười. Rất nhanh thì sẽ biết. Dáng tươi cười của lão giả có chút kinh người. Huyền khí trong cơ thể Dương Diệp vận chuyển, đúng lúc này, bốn phía đám người Dương Diệp, đột nhiên xuất hiện vô số linh hồn thể. Số lượng khoảng chừng trên trăm. Ô, ô, ô,
N, G. Một tiếng kiếm minh vang vọng, theo tiếng kiếm minh vang lên, những linh hồn thể chung quanh lập tức ngừng ngay tại chỗ. Dương Diệp đi về phía trước một bước, nhìn thẳng lão giả kia. Chẳng qua là đi ngang qua, không có ác ý gì. Nếu như nơi đây không cho đi, chúng ta đi đường khác là được. Lão giả lưng còng cười nhẹ. Không còn kịp rồi. Nói xong, những linh hồn thể chung quanh kia đột nhiên nhào về phía đám người Dương Diệp. Siêu 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 siêu. Lúc này, tầm 10 đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên, 10 đạo kiếm quang trực tiếp cắt về phía những linh hồn thể kia, nhưng Dương Diệp kinh hãi phát hiện, những kiếm quang này không cách nào tạo thành tổn thương. Xảy ra chuyện gì? Dương Diệp cau mày. Lúc này những linh hồn thể kia đã tới trước mặt đám người Dương Diệp. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, tay Dương Diệp hơi động, kiếm thủ xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn nắm kiếm mãnh liệt chém một phát. Xuy. Một phát này, hai linh hồn thể trước mặt Dương Diệp hóa thành hư vô. Có ích. Trong lòng Dương Diệp buông lỏng, cầm kiếm vung nhanh, trong chốc lát, những linh hồn thể ở chung quanh một tên tiếp theo một tên biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận. Trong tràng, thanh âm của A-man đột nhiên vang lên. Nói xong, lão giả lưng còng kia chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, mà Dương Diệp hiển nhiên sớm có phòng bị, kiếm trong tay đâm ra. Nhưng một kiếm này của Dương Diệp, bị hai ngón tay kẹp lấy. Hai ngón tay già nua. Trong tràng yên tĩnh trở lại, kiếm của Dương Diệp sao mà sắc bén, nhưng mọi người thật không ngờ, kiếm của Dương Diệp vậy mà bị người dùng ngón tay kẹp lấy. Trước mặt Dương Diệp, lão giả nói. Kiếm không tệ, kiếm đạo càng không tệ, có chút ý tứ. Nói xong, hai ngón tay nhẹ nhàng chấn động, Dương Diệp bị chấn đến hơn mấy trăm trượng. Dương Diệp không có ra tay, lão đầu trước mắt này thực lực vượt xa hắn, ra tay không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lão giả quan sát đám người Dương Diệp một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Dương Diệp. Người lưu lại, người còn lại ly khai. Nghe vậy, đám người Tần Xuyên đi tới bên cạnh Dương Diệp, ý tứ rất rõ ràng. Lão giả lạnh nhạt nói. Hiện tại không đi, chờ một chút nữa có thể đều không đi được. A-man đang muốn nói. Lúc này Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Man tỷ, mang theo bọn hắn rời đi trước. A-man lắc đầu. Dương Diệp nhìn về phía A-man, huyền khí truyền âm. Ta một người, cơ hội đào tẩu lớn hơn. Vừa nói, hắn nhìn thoáng qua đám người Tần Xuyên. Vị tiền bối này thực lực vượt xa chúng ta, nếu muốn giết ta, hắn căn bản không cần phiền toái như vậy. Nói không chừng là hắn nhìn chúng thiên phú của ta, muốn thu ta làm đệ tử chân truyền A. Đám người Tần Xuyên nhìn nhau, cuối cùng A-man nói. Chúng ta chờ ngươi ở bên ngoài. Nói xong, A-man mang theo mọi người thối lui ra khỏi vùng đất chết, bất quá không có đi quá xa. Mọi người đi rồi, Dương Diệp nhìn về phía lão giả. Có chuyện gì, tiền bối nói đi. Lão giả nói. Có người muốn gặp ngươi. Có người. Lão giả nói xong, quay người đi xa. Dương Diệp do dự một chút, sau đó đi theo. Đi tới phía trước, Dương Diệp phát hiện, trên mặt đất bốn phía xuất hiện rất nhiều bạch cốt, rất nhiều. Người chết. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Rất nhanh, Dương Diệp đi theo lão giả tới một sơn động. Trong động vô cùng lờ mờ. Đi tới phía trước, ước chừng đi một phút đồng hồ, lão giả lưng còng ngừng lại. Lão giả lưng còng nhìn xa xa có chút thi lễ, sau đó xoay người biến mất. Ngay lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên tránh thoát tay của hắn. Bay về phía xa xa. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, tại đó lơ lửng một quan tài thủy tinh. Lúc này thanh kiếm kia lơ lửng ở trước quan tài thủy tinh. Kiếm có chút rung động, như trả lời cái gì. Qua hồi lâu, một giọng nói từ trong đó truyền ra. Kiếm thủ rõ ràng ở trong tay ngươi. Dương Diệp trầm giọng nói. Tiền bối nhận ra kiếm này. Thanh âm kia nói. Năm đó người tạo kiếm này, có tất cả 9 vị, ta. Chính là một cái trong số đó. Ngươi nói ta có biết hay không? Nghe vậy, Dương Diệp sững sờ tại chỗ. Đối với lai lịch của kiếm thủ, hắn biết không nhiều lắm, chỉ biết thanh kiếm này là lúc trước rất nhiều chí cường giả liên thủ tạo nên. Mà những chí cường giả kia, đều có thể được gọi là tổ. Mà hắn thật không ngờ, mình lại có thể ở tử giới gặp được một vị. Lúc này, thanh kiếm kia đột nhiên bay đến trước mặt Dương Diệp, trong quan tài, truyền đến một giọng nói. Ngươi ngoài ý muốn, ta càng bất ngờ, thời điểm kiếm này được tạo,
tính cách của nàng là chí nhân chí thiện, cho dù kiếm linh bị Thích Thiên trọng thương, nhưng ý thức bản năng vẫn còn. Nói tóm lại, nàng không nên chọn ngươi. Dương Diệp trầm mặc. Lúc trước kiếm này vừa gặp hắn, kỳ thật cũng không phải lựa chọn hắn, mà bởi vì Hồng Mông Tháp, đối phương muốn ở trong Hồng Mông Tháp. Còn đến cuối cùng, là bị hắn chậm rãi lừa dối, kiếm này cứ như vậy đi theo hắn. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nói. Tiền bối là muốn lấy lại kiếm này. Thu hồi kiếm này. Thanh âm kia nói, vì sao phải thu hồi? Nếu như kiếm này lựa chọn ngươi, vậy hiện tại nó là của ngươi. Vạn vật có linh, đều có vận mệnh, ngoại nhân, chớ có can thiệp nhiều. Dương Diệp nhìn thoáng qua quan tài, sau đó nói. Tiền bối nói có lý, cho nên, vãn bối có thể rời đi không? Thanh âm kia nói. Ngươi có biết vì sao bên ngoài có nhiều bạch cốt như vậy không? Dương Diệp lắc đầu. Thanh âm kia nói. Tham lam, bất kể là người hay yêu thú, đều có lòng tham lam. Ta lưu những khí lưu màu đỏ kia ở bên ngoài, là muốn nói cho thế nhân, nơi đây không muốn bị quấy rầy, nơi đây không phải chỗ an toàn. Nhưng những người kia, những yêu thú kia vẫn đi vào. Ngoại trừ tham lam, còn có lòng may mắn. Dương Diệp trầm giọng nói. Tiền bối muốn nói cái gì? Ngươi có biết dụng ý năm đó tạo nên kiếm này không? Thanh âm kia nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Nghe nói là vì đối phó thần tộc. Thanh âm kia nói. Ngươi nói không sai, vậy ngươi có biết, có kiếm này, ý vị như thế nào không? Dương Diệp cười nhẹ. Tiền bối, ta không biết, cũng không muốn biết. Ta không thích bị một vài thứ không đâu áp đặt lên người ta. Kiếm này đi theo ta, là ta khống chế nó, mà không phải nó khống chế ta. Nếu như có một ngày, kiếm linh nó thức tỉnh, sứ mạng của nó cùng bản tâm ta trái ngược, ta sẽ bỏ nó, đường ai nấy đi. Cầm kiếm này, thì đi giết thần tộc, thủ hộ bách tộc, ăn no dưỡng mở sao. Dương Diệp hắn sẽ không đi làm như vậy. Thanh âm kia trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Thủ vững bản tâm, không tệ. Dương Diệp nói. Theo ta được biết, phương thiên địa này sắp nát, tiền bối không ly khai sao. Thanh âm kia nói. Phương thiên địa này xác thực sắp nát, bất quá, coi như nó hủy diệt, cũng không làm gì được ta. Dương Diệp. Có chuyện nhờ ngươi giúp đỡ một chút. Lúc này thanh âm kia đột nhiên nói. Dương Diệp đang muốn nói, thanh âm kia lại nói. Ở Đại Thiên Vũ Trụ, có một tộc tên, Dực Tộc. Tộc này, nếu ta không đoán sai, hiện tại hẳn đã suy sụp, ta muốn nhờ ngươi sau khi ra ngoài, giúp ta mang vài thứ trở về. Dương Diệp nói. Vì sao tiền bối không tự mình trở về? Thanh âm kia cười nói. Tiểu tử, cái thế giới này, rất tàn khốc. Ngươi đã từng nghe qua đạo thống chi tranh chưa? Ta nghĩ ngươi hẳn nghe qua, ngươi bây giờ, đã cuốn vào trong đó. Đạo thống chi tranh này, mục đích cuối cùng nhất, là tranh, chính là không chết không thôi. Lúc trước sau thần tộc đại chiến, Dực tộc ta thất bại, nên rời khỏi võ đài lịch sử. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Đáng tiếc, nhiều khi cũng không phải ngươi muốn rời khỏi người khác sẽ để cho ngươi lui ra. Ngươi, chỉ có chết. Người ta mới sẽ yên tâm, không phải sao? Lúc trước nếu ta không triệt để rời khỏi, không chỉ ta, Dực tộc ta cũng sẽ biến mất khỏi thế gian. Đạo thống chi tranh. Dương Diệp lại lần nữa nghe được bốn chữ này, đạo thống chi tranh gì kia, rốt cuộc là cái đồ chơi gì? Lúc này, một giới chỉ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ngươi cầm lấy cái này đi Dực tộc, bọn hắn cái gì cũng biết. Dương Diệp không do dự, tiếp nhận giới chỉ. Nếu vãn bối có thể ra ngoài, tất nhiên sẽ đi Dực tộc một chuyến. Ta cũng không để cho ngươi làm không công. Lúc này thanh âm kia nói. Hiện tại ta vẫn không thể hiện thân, cũng không cách nào giúp ngươi cái gì, bất quá có chút đồ chơi nhỏ, có thể cho ngươi một cái. Nói xong, một đôi cánh màu đen nhánh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Thanh âm kia nói. Thần Dực, do một vị trí cường giả của Dực tộc ta lấy cốt cách của mình chế tạo thành. Còn tốc độ, ai dùng người nấy biết. Ánh mắt Dương Diệp rơi ở trên thần Dực, cánh đen kịt, ở chính giữa là một cái khô lâu màu đen, ở biên giới cánh thì mỏng như cánh ve, vô cùng sắc bén. Cấp bậc gì? Dương Diệp hỏi. Thánh nhân cấp. Thanh âm kia nói. Thử xem. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Ta có thể đi ra ngoài lại thử không? Đương nhiên có thể. Thanh âm kia nói. Ngươi bây giờ tùy thời có thể rời đi.
Dương Diệp nhìn quan tài ôm quyền, quay người rời đi. Lúc này, lão giả lưng còng xuất hiện ở dưới quan tài. Chủ nhân, lão nô không rõ. Hắn là một thân thể rất tốt. Nếu chủ nhân sống nhờ trên người hắn, tối đa hơn 10 năm, người nọ liền trở thành thân thể hoàn mỹ nhất để chủ nhân đoạt xá. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Nếu làm như vậy, người cùng chủ nhân ngươi sẽ thực biến mất khỏi thế gian. Nghe vậy, sắc mặt lão giả lưng còng kia kịch biến. Là ai mạnh mẽ như vậy? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 141.